Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 281, muốn cùng anh cùng nhau ăn mừng. Cái này sao mà có ngụ ý như đang muốn nói, bạn gái giận tôi, vậy ta. Ông chủ nhà cô giống như thiên thần cao cao tại thượng không dính khói bụi trần gian lại là người như thế này. Thư ký cảm giác như mình quả thật đã trải qua một kiếp mới rồi. Thời gian từ từ trôi qua, trong lúc vô tình, Diệp Oản Oản đã chờ ở bên ngoài hơn 2 giờ. Thư ký thỉnh thoảng dò đầu nhìn phòng họp, vẻ mặt rõ ràng có chút lúng túng, trợ lý Hứa rõ ràng nói lập tức xong mà, tại sao lâu như vậy chứ, thật xin lỗi Diệp tiên sinh, có thể là trong hội nghị đã gặp vấn đề gì đó khó giải quyết cho nên. Ông chủ sẽ không phải thực sự đang giận dỗi chứ, dù sao lần trước, ông chủ chính là người muốn trước thời hạn kết thúc hội nghị để đi ra ngoài mà. Không sao, công việc quan trọng, cô cũng đi làm việc của cô đi, không cần ở lại nơi này với tôi đâu. Diệp Oản Oản tốt bụng mà mở miệng nói. Trong tay thư ký quả thật còn có một chồng tài liệu cần giải quyết, nghe vậy không thể làm gì khác hơn là lưu luyến không rời mà đi trước. Cùng lúc đó, bên trong phòng họp, dựa theo chương trình bình thường, hội nghị hẳn đã sớm kết thúc, kết quả chẳng biết tại sao lại kéo dài đến bây giờ. Mắt thấy sắc trời càng ngày càng tối, hội nghị vẫn không có dấu hiệu muốn chấm dứt, Diệp Oản Oản không nhịn được lấy điện thoại di động ra gửi cho Tư Dạ Hàn một tin nhắn, anh chừng nào thì xong. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cô xác định mắt mình xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhìn thấy Tư Dạ Hàn dù đang nghe nhân viên báo cáo nhưng cũng cầm điện thoại di động lên nhìn một cái. Nhưng sau khi xem xong, tầm mắt anh liền rời đi không có bất kỳ phản ứng nào nữa. Diệp Oản Oản không thể làm gì khác hơn là tiếp tục chờ đợi. Một lát sau, thấy hội nghị còn không có kết thúc, cô lại gửi thêm một cái nữa, còn chưa xong sao. Liên tục gửi mấy cái tin nhắn đều không có phản ứng lại của Tư Dạ Hàn, Diệp Oản Oản gục xuống bàn, chậm chạp mà ấn xuống mấy chữ cải trắng em hái cũng sắp hư rồi. Cho đến khi sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, Tư Dạ Hàn cuối cùng cũng từ trong phòng họp đi ra. Một đám người quản lý cấp cao bị hành thê thảm cho nên dù muốn bát quái cũng không dám nhìn lên, vừa ra tới cửa tất cả đều đi hết, chạy còn nhanh hơn thỏ, chỉ có Hứa Dịch đi theo phía sau mà thôi. Tư Dạ Hàn bước chân dài. Mắt nhìn thẳng bước nhanh hướng phía trước đi tới, đồng thời đối với Hứa Dịch một bên phân phó, đặt vé đi Paris chuyến tiếp theo cho tôi. Hứa Dịch cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt nhìn trộm Diệp Oản Oản một cái, không dám trễ nãi, liền vội vàng lên tiếng đáp lại, vâng, thuộc hạ lập tức đi đặt vé đây. Dựa theo một trận tiếng bước chân lộp cộp đi ra, Diệp Oản Oản thấy Tư Dạ Hàn rốt cuộc cũng đã ra ngoài, lập tức đứng lên, kết quả. Mới vừa đứng dậy liền nghe được chuyện Tư Dạ Hàn dường như muốn ra nước ngoài đi công tác. Diệp Oản Oản sửng sốt một chút đang muốn mở miệng, một giây kế tiếp lại truyền tới thanh âm, rào, vang lên. Bởi vì đứng dậy quá mau, một túi lớn đồ trong ngực cô thoáng cái đều rơi trên mặt đất. Bên trong túi có rau cải thịt nồi lẩu, trừ cái đó ra còn có các loại vật dụng thường ngày như bàn chải đánh răng hay khăn lông, chắc là đồ cô chuẩn bị để chuyển tới nhà trọ dùng đây mà. Nhìn thấy những vật tán loạn trên mặt đất kia, thần sắc Tư Dạ Hàn trong nháy mắt càng lạnh hơn mấy phần. Nhưng mà, liền ở giây tiếp theo anh lại nhìn thấy. Diệp Oản Oản chuẩn bị những thứ đồ dùng hàng ngày kia bất kể là bàn chải đánh răng hay khăn lông, khăn tắm, dép, tất cả đều là hai phần. Một bộ màu hồng, một bộ màu xanh da trời, hơn nữa đều là nhãn hiệu mà anh thường dùng, chắc là cô đã đến Cẩm Viên tìm người giúp việc lấy dùm cô rồi. Nhìn thấy hai phần đồ dùng hàng ngày kia, sắc mặt của Tư Dạ Hàn chớp nhoáng biến đổi, trong nháy mắt dừng bước chân lại. Diệp Oản Oản cúi người xuống, từng món đem đồ vật nhặt trở về, sau đó ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên, lẩm bẩm hỏi, anh phải đi công tác sao, em tới tìm anh là muốn cùng anh cùng nhau ăn mừng nha, nhưng anh... Tư Dạ Hàn mấp máy môi, mặt không thay đổi mà mở miệng, không có, là Hứa Dịch phải đi công tác. Hứa Dịch, hả? Chương 282, sợ anh đợi không có thói quen. Không phải là anh phải đi sao? Diệp Oản Oản hơi có chút ảm đạm, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời khôi phục lại mấy phần tươi tỉnh. Không phải, người nào đó mặt không đổi sắc mà mở miệng nói. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép, Hứa Dịch quả thật là mặt không còn lời nào để nói nữa. Ông chủ, không phải như vậy à, thuộc hạ lúc nào muốn đi ra khỏi công ty để đi công tác cơ chứ? Không phải là chính ngài muốn đi sao? Kỳ nghỉ cuối năm của thuộc hạ hôm nay ngài mới vừa phê chuẩn xuống rồi đấy, ngài quên rồi sao? Hứa Dịch nhớ đến tình trạng gần đây của Diệp Oản Oản, mặc dù lần này là ông chủ chính miệng đáp ứng thả cô ấy đi ra ngoài,
nhưng đoán chừng vẫn ôm lấy hy vọng để cho cô ấy ở bên ngoài chịu thiệt một chút, sau đó cam tâm tình nguyện trở về cùng với ngài ấy đúng không? Nhưng ai mà biết được, từ khi ông chủ thả tự do cho Oản Oản xong, cô gái này không chỉ không đụng bất kỳ chướng ngại nào, còn ở bên ngoài ăn sung mặc sướng, càng ngày càng thoát khỏi sự khống chế của ông chủ mình, chỉ cần có cơ hội liền muốn lẩn tránh càng xa càng tốt, ông chủ của hắn làm sao có thể thuận khí đây? Anh vốn cho là ông chủ nhà mình lần này tức giận nhất định sẽ kéo dài lâu một chút, kết quả, cô gái này lại có thể có biện pháp rời khỏi Cẩm Viên an toàn, còn muốn ông chủ cùng mình đi nữa chứ. Cuối cùng, một người trợ lý nào đó chỉ có thể lệ rơi đầy mặt nhìn lấy một người boss nào đó, phút trước mới tuyên bố phải đi Paris để công tác dây sau đó liền đi theo Diệp Oản Oản tới tham quan nhà mới, mà chính mình lại bị khổ sai ép buộc mà đi công tác thay. Vạn cảnh danh uyển. Chính là chỗ này. Diệp Oản Oản mở cửa, nhấn công tắc mở điện bên tường, lại lấy cho Tư Dạ Hàn một đôi dép. Con ngươi trong trẻo lạnh lùng của Tư Dạ Hàn hướng bên trong nhà hơi nhìn lướt qua, ngay sau đó lại thấy được Diệp Oản Oản mở ra một cái dương ở góc tường, ánh mắt u ám càng ngày càng đậm. Diệp Oản Oản căn bản là không có đem nhiều hành lý qua, rõ ràng cô chẳng qua là coi nơi này như chỗ đặt chân tạm thời để thuận lợi công tác mà thôi, ngược lại đồ vật thường dùng của anh lại chuẩn bị không ít. Cơ hồ là đầy đủ mọi thứ, dép đi dưới chân cũng giống như ở Cẩm Viên. Diệp Oản Oản một bên đem nguyên liệu nấu ăn trong túi xách tới phòng bếp, một bên mở miệng nói, thật ra thì hoàn cảnh nhà trọ này cũng tương đối mà thôi, nhưng em sợ anh nếu muốn ở đây thì sẽ không quen cho lắm, cho nên liền dứt khoát để cho người giúp việc trong nhà đem đồ vật thường dùng của anh chuẩn bị một phần ở bên này. À, nếu không phải lo lắng hù dọa đến người khác thì ngay cả Đại Bạch em cũng muốn mang tới đây chơi. Cũng còn may là bên này nếu như không có việc cần thiết thì em cũng sẽ không thường ở lại đâu. Đúng rồi, anh yêu à, anh có muốn ăn món gì không? Diệp Oản Oản đang vùi đầu rửa rau, nói được nửa câu, sau lưng bên hông đột nhiên bị ôm lại, một giây kế tiếp, cô bị nam nhân phía sau dùng sức kéo vào một lồng ngực nóng bỏng. Trong phút chốc, khí tức quen thuộc rõ ràng che ngập bầu trời xâm nhập tất cả giác quan của cô. Cô không kịp chuẩn bị gì mà bị Tư Dạ Hàn ôm lấy từ phía sau. Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, động tác trên tay dừng một chút hỏi, anh làm sao thế? Sau lưng, nam nhân không nói một lời đem cô ấn vào trong ngực thêm vài phần, hơi lạnh hôn xuống, từng cái một lần lượt rơi vào bên tai của cô, cổ cô. Keng! Ngay vào lúc này, ngoài cửa một trận tiếng chuông đột nhiên vang lên. Diệp Oản Oản vội vàng quay đầu nói, có người nhấn chuông cửa để em ra ngoài mở cửa. Tư Dạ Hàn đáy mắt âm thầm dâng lên một cơn sóng nhỏ. Hiển nhiên bởi vì bị quấy rầy mà rất bất mãn. Ngoan ngoãn a, em đi xem một chút đó là ai, có thể đó là người của công ty nha. Hôm nay là ngày đầu tiên cô dọn tới đây, cho nên chỉ có người của công ty mới biết cô ở nơi này mà thôi, chẳng lẽ là người Chu Hồng Quang phái tới sao? Tư Dạ Hàn cơ hồ chưa bao giờ lộ mặt ở bên ngoài cho nên người bên ngoài hầu như không có biết đến anh là ai, coi như bị nhìn thấy cũng không có gì, vì vậy Diệp Oản Oản không lo lắng chút nào. Sau khi trấn an được Tư Dạ Hàn, Diệp Oản Oản liền đi mở cửa. Đến đây a, Diệp Oản Oản mở cửa phòng ra. Trong nháy mắt cửa mở ra, bên ngoài cánh cửa kia là một gương mặt tuấn tú chói mắt, Diệp Oản Oản nhất thời có chút ngoài ý muốn nói, Hàn Thiên Vũ là anh sao? Chương 283, hy vọng không cần tức giận. Diệp Oản Oản thấy Hàn Thiên Vũ đột nhiên xuất hiện tại cửa phòng mình, trong tay xách theo túi lớn túi nhỏ, hoảng hốt thật lâu mới hồi phục lại tinh thần. Kinh ngạc mở miệng nói, đây là... Tôi mới từ bên anh Dương biết được tin cậu chuyển đến sát vách phòng tôi, cho nên tới thăm hỏi một chút, Hàn Thiên Vũ lịch sự mở miệng. Diệp Oản Oản nghe vậy, nhất thời kinh ngạc hướng về phía bên cạnh nhìn một cái, anh ở chỗ này sao? Thần sắc Hàn Thiên Vũ hơi có chút bất đắc dĩ mà trả lời, vốn là ở tại biệt thự Thành Đông bên kia, bất quá cậu cũng biết rồi, bởi vì sự việc đoạn thời gian trước, tất cả chỗ ở tư nhân của tôi đều bị tiết lộ cả rồi. Cho nên liền tạm thời rời về bên này ở. Diệp Oản Oản lúc này mới sáng tỏ, thì ra là như vậy. Diệp Oản Oản nói xong không khỏi nhìn Hàn Thiên Vũ nhiều hơn một cái, chỉ thấy anh ta hôm nay mặc quần jean, áo da jacket màu đen, bên trong áo sơ mi in hoa, đi đôi giày chơi bóng màu trắng, tay trái đeo một chiếc khuyên tai màu bạc có ký hiệu hình mũi tên, tóc ngắn màu nâu hơi chút hỗn độn. Ăn mặc rất tùy ý lại nhàn nhã, nhìn qua tự nhiên lại có vẻ đẹp trai. Bởi vì bề ngoài xuất sắc cùng khí thế do xuất hiện đã lâu trước ống kính cho nên tùy tiện đứng cũng là một bộ dạng làm người khác không rời mắt được. Nhưng mà, gây chú ý cho người khác nhất vẫn là cặp mắt kia, sáng ngời có thần, giống như khơi lên hai ngọn lửa.
Đối lập với ngày đó tại phòng họp hoàn cầu nhìn thấy anh ta chán trường âm trầm, giờ phút này trạng thái của Hàn Thiên Vũ đã tốt hơn rất nhiều rồi. Hàn Thiên Vũ trong ấn tượng của cô là người sẽ đem fan hâm mộ chọc ghẹo phải gào khóc, là người sẽ khiêm tốn khom người 90 độ đi đỡ một tiền bối lâu năm, sẽ lái Ferrari màu đỏ sậm chạy nhanh trên đường chính, cũng sẵn sàng nuôi mèo hoang ở ven đường. Nhìn như thế cô tự nhiên không kềm chế được trong tâm xuất hiện chút mềm mại. Tự do như là trận gió thoáng qua, chói mắt giống như nắng gắt trên đỉnh đầu, bất cứ lúc nào đều có thể dùng nhiệt tình cùng thiện lương của anh ta cuốn hút mọi người chung quanh. Đây mới thực sự là Hàn Thiên Vũ. Kiếp trước cô thích Hàn Thiên Vũ cũng là do cô cảm thấy được cổ nhiệt liệt tự do trên người anh ta, cô thật sự đã cảm động rất nhiều. Chính là bởi vì quá tốt đẹp cho nên kiếp trước khi anh ta ngã xuống mới làm người ta đặc biệt tiếc thương. Cũng còn may, đời này, viên ngọc sáng ngời như ánh sao nay vẫn sáng lấp lánh như cũ. Hàn Thiên Vũ bị đối phương dùng đôi mắt liễm diễm kia chăm chú nhìn, lại chẳng biết tại sao trong lòng không khỏi căng thẳng ho nhẹ một tiếng rồi mở miệng nói, hy vọng không có quấy rầy đến cậu. Diệp Oản Oản phục hồi lại tinh thần vội mở miệng nói, làm sao như vậy được, mời vào. Không nghĩ tới trùng hợp như vậy, Hàn Thiên Vũ lại có thể ở bên cạnh phòng cô, còn tới cửa thăm hỏi cô nữa chứ. Ách, vào lúc này Tư Dạ Hàn vẫn còn ở bên trong đấy, cô phải làm sao bây giờ? Người ta đã tự mình xách theo nhiều đồ như vậy đến cửa thăm hỏi, cô cũng không thể ngay cả cánh cửa cũng không để cho người ta vào. Không có cách nào khác Diệp Oản Oản chỉ có thể trước đem người đưa vào trong. Cũng còn may cô bây giờ là con trai, hệ số an toàn rất cao. Bên kia, Hàn Thiên Vũ mới vừa bước vào cửa, liền nhìn thấy trên ghế salon có một người đang ngồi thần sắc không khỏi sửng sốt một chút. Thật sự là bởi vì bề ngoài và khí chất của người đàn ông kia quá mức bắt mắt. Anh ta luôn rất có lòng tin đối với bề ngoài của mình, bình thường tùy tiện chụp một tấm hình đều có vô số fan bình luận, nhưng đối mặt với người đàn ông trước mắt này làm cho sự nổi bật của anh ta giảm xuống trầm trọng, trong nháy mắt ảm đạm đi rất nhiều. Nếu như anh ta là anh Tuấn đẹp trai thì người đàn ông trước mắt này quả thật là người hại nước hại dân. Vị này là, Hàn Thiên Vũ theo bản năng hỏi. Vị này là bạn tôi Tư Cửu, Diệp Oản Oản giới thiệu đơn giản một cái. Sau đó hơi chút khẩn trương nhìn về phía Tư Dạ Hàn mở miệng nói, A Cửu, đây là Hàn Thiên Vũ là diễn viên rất nổi danh gần đây, trước đây em đã có đề cập với anh rồi đấy. Diệp Oản Oản nói xong nuốt nước miếng, âm thầm cầu nguyện hy vọng Tư Dạ Hàn không cần tức giận. Chương 284, giới thiệu bạn gái cho cậu. Một giây trôi qua, hai giây trôi qua, ba giây trôi qua. Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của Tư Dạ Hàn dừng lại chốc lát trên người Hàn Thiên Vũ. Sau đó, mặt không thay đổi mà mở miệng, chào anh. Hàn Thiên Vũ hơi gật đầu một cái, chào anh. Tư Dạ Hàn khí thế quá mức khiếp người, lúc ánh mắt nhìn về phía anh ta Tư Dạ Hàn, chẳng biết tại sao cho anh ta Hàn Thiên Vũ có một loại ảo giác không rét mà run. Hàn Thiên Vũ nhìn về phía Diệp Oản Oản, thử hỏi dò, bạn của cậu là người ở trong giới sao? Thấy Tư Dạ Hàn không có tức giận, Diệp Oản Oản thở phào nhẹ nhõm trả lời, không phải đâu, anh ấy là người ngoài giới. Là người làm ăn. Hàn Thiên Vũ nghe vậy tỏ vẻ sáng tỏ gật đầu. Nếu là người trong giới, lấy điều kiện dáng vẻ bề ngoài nghịch thiên như vậy chỉ sợ sớm đã bùng phát rồi, không có lý nào anh ta chưa từng thấy qua. Diệp Oản Oản nói với Hàn Thiên Vũ, tùy tiện ngồi nha, tôi mới chuyển đến ngày hôm nay, cái gì cũng chưa có sửa sang hay sắp xếp lại đâu, cho nên đồ đã có chút loạn, anh muốn uống gì, à mà hiện tại hình như tôi chỉ có nước sôi thôi, để tôi đi tìm một chút xem có trà hay không. Hàn Thiên Vũ vội mở miệng nói, không cần vậy đâu, nước lạnh là được rồi, trước đây cậu giúp tôi ân tình lớn như vậy, tôi còn chưa kịp cảm ơn cậu, vốn nghĩ muốn tối nay mời cậu ăn một bữa cơm, nhưng mà nhìn tình hình hiện tại giống như cậu đang có khách, chắc không tiện lắm, vậy để tôi. Diệp Oản Oản rót cho anh ta ly nước rồi nói, anh khách khí quá rồi, vì nguyên nhân gì tôi giúp anh trước kia tôi cũng đã nói qua rồi, cho nên thật ra thì anh cũng không cần cảm ơn tôi đâu. Tôi biết, nhưng Chu Tổng là Chu Tổng. Tôi là tôi. Lần này nếu như không phải có cậu giúp đỡ, tôi biết rất rõ kết cục mà mình có thể nhận được sẽ là gì rồi. Hàn Thiên Vũ che giấu đáy mắt còn sót lại chút lo lắng, lúc nhìn về phía người thanh niên đối diện ánh mắt nhu hòa không ít, cười một tiếng mở miệng nói, tôi vẫn đang suy nghĩ rốt cuộc nên dùng biện pháp nào để cảm ơn cậu, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không có nhiều phương thức thích hợp, nếu cậu không cảm thấy quá đường đột thì để tôi giới thiệu bạn gái cho cậu có được không? Ngoặc kép. Diệp Oản Oản nghe vậy lảo đảo thiếu chút nữa đem ly nước trong tay vứt đi,
chưa tỉnh hồn mà hướng về người nào đó đang ngồi trên ghế salon nhìn một cái, ngay sau đó vội vàng cự tuyệt nói, khụ khụ, không cần cảm ơn, tôi đã có bạn gái rồi. Hơn nữa chính chủ đặc biệt còn đang ở đây có được không? Hàn Thiên Vũ nghe vậy thầm nghĩ, có bạn gái, chẳng lẽ là người mà đêm hôm đó trong điện thoại anh ta nghe được giọng sao? Như vậy cũng tốt ha, vậy cậu ngày nào rảnh rỗi, chúng ta tìm thời gian ăn một bữa cơm, không cho phép cậu từ chối bữa cơm này, nhất định tôi phải mời cậu. Thái độ của Hàn Thiên Vũ rất kiên quyết mà nói. Diệp Oản Oản cảm thấy, cho dù chính mình lúc này thân phận là một người đàn ông, nhưng ngay trước mặt Tư Dạ Hàn đáp ứng lời mời của một người đàn ông khác, cũng tuyệt đối là muốn chết mà. Quả nhiên, khi cô nhìn về phía Tư Dạ Hàn, cô nhạy bén phát hiện ra sắc mặt của anh từ khi nghe Hàn Thiên Vũ nói phải giới thiệu bạn gái cho cô liền bắt đầu không được bình thường cho lắm. Nhưng thái độ của Hàn Thiên Vũ kiên quyết như vậy, nếu cô thật sự từ chối thì không được tốt cho lắm. Ngay tại thời điểm Diệp Oản Oản đang khổ sở không biết trả lời như thế nào, lúc này, Tư Dạ Hàn lại chủ động lên tiếng, Hàn tiên sinh có thể lưu lại cùng nhau dùng bữa cơm nhạt này được không? Nghe được lời nói của Tư Dạ Hàn, Diệp Oản Oản quả thật là thụ sủng nhược kinh. Quả nhiên ban đầu chủ ý của cô khi cải trang thành nam để ra ngoài là vô cùng sáng suốt, Tư Dạ Hàn lại có thể dễ dàng nói chuyện nhẹ nhàng như vậy, quả thật là cô không cách nào tin tưởng được. Diệp Oản Oản chợt thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Hàn Thiên Vũ mở miệng nói, thực sự không cần khách khí như vậy đâu, hôm nay bạn của tôi sang đây cùng với tôi, chúng tôi chuẩn bị ở nhà nấu ăn làm tiệc liên hoan, nếu như anh không ngại vậy thì tới ăn cùng đi. Hàn Thiên Vũ ngược lại không có ý kiến phản bác gì đáp lại, dĩ nhiên không ngại, thật ra thì ở nhà ngược lại thuận lợi hơn, chẳng qua là, không phải là tôi mới là người nên mời cậu sao? Ai, đều là người trong giới mà, chú trọng nhiều như vậy làm gì chứ? Đừng lề mề nữa, cứ quyết định như vậy đi, giờ tôi đi rửa rau chuẩn bị nấu ăn đây. Chương 285, so với con gái còn đẹp hơn. Điện thoại di động của Tư Dạ Hàn đột nhiên vang lên. Vì vậy anh phải đứng dậy đi đến ban công nghe điện thoại. Hàn Thiên Vũ không tỏ vẻ mình là minh tinh lớn gì cả, chủ động đi đến phòng bếp giúp Diệp Oản Oản. Chỉ thấy người đang rửa rau là một chàng thanh niên mặc áo sơ mi trắng, tay áo tùy ý xoắn lên mấy vòng, nước chảy dưới cổ tay trắng nõn như ngưng xương vậy, làm cho anh ta nhìn đến thất thần. Diệp Bạch này không chỉ là có mỗi gương mặt, ngay cả thân thể so với con gái còn muốn đẹp hơn nhiều. Giới giải trí những năm gần đây rất lưu hành loại đàn ông so với phụ nữ còn đẹp mắt hơn, tùy tiện kéo một tiểu thịt tươi ra ngoài cũng có thể làm cho phụ nữ đều tự ti mặc cảm, bên cạnh anh ta cũng có không ít người như vậy, thế nhưng hầu như những người đó ít hay nhiều đều là cố ý giả vờ để có thể gọi là hoa mỹ nam, giống như hoa giả, hành động cử chỉ hay dáng vẻ đều có vẻ cạch cỡm, mà Diệp Bạch lại giống như dãy núi Đại Mạc bình minh trong sương chiều, linh khí bức người lại tùy ý tự nhiên mà có, tựa như có thể thổi hết nhân gian. Ý thức được chính mình lại nhìn chằm chằm một chàng trai đến ngây người, Hàn Thiên Vũ vội vàng lắc đầu một cái phục hồi lại tinh thần, để tôi giúp cậu đi. Nói xong liền cầm cải xanh bên cạnh lên, một bên rửa một bên mở miệng hỏi, Diệp tiên sinh, nghe nói anh đã ký hợp đồng với Hoàn Cầu. Trước tiên đừng gọi tôi là Diệp tiên sinh, nghe không được tự nhiên, gọi tên tôi được rồi, Diệp Oản Oản nói xong cũng không kiêng kỵ gì trực tiếp trả lời, đúng vậy, hôm nay mới vừa cùng Chu Tổng bàn bạc xong xuôi mọi chuyện rồi. Hàn Thiên Vũ đang nghĩ đến điều kiện mà Diệp Bạch cùng Chu Tổng nói rốt cuộc là cái gì, nguyên lai lại là cơ hội để tiến vào Hoàn Cầu. Lấy điều kiện khí chất đặc biệt cùng bề ngoài của Diệp Bạch như vậy, đối với một người nghệ sĩ mà nói quả thực mà tuyệt hảo thiên phú, bất quá, lấy năng lực của Diệp Bạch, lựa chọn làm người đại diện ngược lại cũng không quá thua thiệt, thậm chí còn để cho anh ta cảm thấy thích hợp hơn. Công ty mà cậu đi là công ty nào vậy? Hàn Thiên Vũ hỏi. Truyền thông Quang Diệu, Diệp Oản Oản trả lời. Nghe được bốn chữ, truyền thông Quang Diệu, đỉnh lông mày của Hàn Thiên Vũ nhất thời hơi hơi nhíu lên. Nhưng mà nghĩ lại một chút thì anh ta thấy điều này cũng không ngoài ý, do dự mở miệng nói, Chu Tổng người này tâm rất nặng, ngay từ đầu quả thật không muốn cậu có thể trực tiếp tiến vào tổng công ty. Tính ra như vậy mới có lợi cho cậu, tổng công ty cùng những chi nhánh công ty khác quá mạnh mẽ trên căn bản nhân viên đều đã bão hòa, từng người cũng đã có nhân tài cùng thế lực riêng của mình rồi, cậu không có lý lịch cùng liên hệ. Nửa đường nhảy vào cũng quá khó khăn để có thể lăn lộn cạnh tranh được. Quang Diệu bây giờ chỉ có một mình Chu Văn Bân, cậu từ nơi đó bắt đầu khởi nghiệp, có thể dễ dàng hơn một chút. Tôi cũng cho là như thế. Diệp Oản Oản gật đầu một cái, nghĩ đến ngày mai sẽ phải đi tới Quang Diệu trình diện, vì vậy hỏi thăm, đúng rồi,
Chu Văn Bân người này như thế nào có thể nói cho tôi biết một ít thông tin được không? Bởi vì kiếp trước cô đối với nghệ sĩ dưới quyền của Chu Văn Bân là Cung Húc có chút chú ý, cho nên cô đối với Chu Văn Bân cũng biết một chút. Cung Húc là người trong công việc nổi danh tính khí kém khó giải quyết thích đùa bỡn với mọi người, mặc dù tư chất so với Hàn Thiên Vũ không phân cao thấp, nhưng bởi vì xì căng đan quá nhiều cho nên từ đầu đến cuối đều không có cách nào vượt qua được Hàn Thiên Vũ, trước khi làm việc với Chu Văn Bân đã đổi không biết bao nhiêu người đại diện, cuối cùng chỉ có tính khí của Chu Văn Bân mới có thể đối phó được anh ta mà thôi. Bình thường ở trước mặt người khác, Chu Văn Bân là một bộ dạng thật tốt, đối với người nào cũng đều là một mặt hiền hòa. Nhắc tới Chu Văn Bân, Hàn Thiên Vũ sắc mặt lạnh lùng trả lời cô a, chẳng qua đó chỉ là bộ mặt trước truyền thông cùng công chúng chế tạo ra mà thôi, tính tình của ông ta mọi người quen trong giới này đều biết, tóm lại ông ta lúc không có ai tuyệt đối không phải là người mà cậu có thể nghĩ đến đâu, thời điểm tiếp xúc với ông ta cậu nên chú ý một chút để tránh bị ông ta lừa gạt. Diệp Oản Oản cảm kích gật đầu, đa tạ đã nhắc nhở tôi sẽ cẩn thận. Hàn Thiên Vũ dám trực tiếp nói như vậy với cô, điều này đã nói rõ anh ta thực sự không có coi cô là người ngoài rồi. Lúc Tư Dạ Hàn nói chuyện điện thoại xong đi ra ngoài nhìn thấy chính là cảnh Diệp Oản Oản cùng Hàn Thiên Vũ hai người tại phòng bếp một bên làm thức ăn một bên nói chuyện với nhau thật vui vẻ thoải mái. Thời điểm Diệp Oản Oản đối mặt với Hàn Thiên Vũ hoàn toàn khác khi đối mặt với Tư Dạ Hàn, cô chưa bao giờ buông lỏng bản thân cùng lộ ra vẻ chân thật của mình cả, làm cho Dạ Hàn phải nhìn cô với ánh mắt khác. Chương 286, quản nghiêm như vậy sao? Ba người tiến đến bàn ăn cùng nhau ngồi xuống, Hàn Thiên Vũ ngồi một bên, Diệp Oản Oản cùng Tư Dạ Hàn ngồi phía đối diện. Hàn Thiên Vũ nhìn hồi lâu, luôn cảm thấy thiếu cái gì đó, bỗng nhiên vỗ đùi một cái nói, cậu có muốn uống chút rượu hay không, tôi đây có một chai rượu cực kỳ ngon luôn đó. Diệp Oản Oản trong nháy mắt nhớ tới điều ước trên hợp đồng, theo bản năng hướng về Tư Dạ Hàn đang ngồi bên cạnh mình nhìn một cái. Sau đó tự giác mở miệng nói, xin lỗi, tôi không biết uống rượu, nếu không hai người các anh uống một chút đi. Hàn Thiên Vũ có chút thất vọng bất quá ngược lại cũng không có miễn cưỡng cô, nhìn về phía nam nhân đối diện hỏi, Tư tiên sinh tửu lượng như thế nào? Có thể cùng tôi uống vài ly không? Tư Dạ Hàn không biết đang suy nghĩ gì, trên mặt dường như bao phủ một tầng sương mù không nhìn thấy, lộ ra mấy phần tịch mịch để cho người khác nhìn không thấu, nghe vậy nhàn nhạt mở miệng nói, còn có thể. Được. Tôi đây đi lấy rượu, hai chúng ta cùng uống một chút. Hàn Thiên Vũ rất nhanh liền từ bên cạnh cầm một chai rượu đỏ qua. Chai này là Romani Conti được một người bạn của tôi ở Pháp năm ngoái đưa cho tôi, rất khó lấy được đó. Tôi vẫn luôn không có cam lòng mở chai rượu này ra để uống. Diệp Bạch, cậu thực sự không uống sao, dù sao cũng đang ở trong nhà của mình cho nên say rồi cũng không có chuyện gì đâu. Hàn Thiên Vũ vẫn chưa từ bỏ ý định khuyên. Diệp Oản Oản than thở, tôi đã đáp ứng bạn gái của tôi là không uống rượu. Hàn Thiên Vũ nghe xong một chút thất thần sau đó nhất thời bật cười, cô ấy quản cậu nghiêm như vậy sao a? Dù sao vào lúc này cô ấy không có ở đây, cậu cũng quá nghe lời rồi. Diệp Oản Oản, vấn đề đặc biệt là anh ấy đang ở ngay đây có được không? Diệp Oản Oản bộ dạng chính nghĩa không rời đáp, vẫn là không được nha, chuyện đã đáp ứng với người ta rồi thì vẫn nên thực hiện nha. Hàn Thiên Vũ trêu ghẹo cô thêm mấy câu nữa, ngay sau đó ba người liền vừa trò chuyện trên trời dưới đất vừa uống rượu ăn lẩu. Mặc dù rượu vang phối với nồi lẩu thật sự khá là quái dị, nhưng trọng yếu chính là bầu không khí cho nên ba người đều không quá để ý. Phần lớn thời gian dùng cơm đều là Thiên Vũ cùng Diệp Bạch nói chuyện mà người đàn ông bên người Diệp Bạch cực ít mở miệng cũng không có ăn bao nhiêu, phần lớn thời gian đều uống rượu, chỉ có Diệp Bạch giúp anh ta gắp thức ăn anh ta mới ăn mà thôi. Khớp xương rõ ràng trên ngón tay của Tư Dạ Hàn bưng ly rượu đỏ nhẹ nhàng đung đưa, chỉ cần nhìn từ động tác anh ta thử rượu thôi, Hàn Thiên Vũ liền cảm thấy được người bạn này của Diệp Bạch thân phận địa vị nhất định không bình thường. Mỗi một cái giơ tay nhấc chân phong thái thật giống như là đã được hun đúc lâu dài trong hoàn cảnh đãi ngộ của giới quý tộc thượng lưu, chỉ có như vậy mới có thể hình thành được mà thôi, so với mấy người nghệ sĩ cố ý huấn luyện để có thể biểu hiện ở trước mặt người khác bản chất hoàn toàn khác nhau. Cánh tay người đàn ông khoát một cách tự nhiên ở sau lưng trên ghế dựa của Diệp Bạch, rõ ràng từ nãy giờ là anh ta đang cùng Diệp Bạch nói chuyện phiếm, người đàn ông kia từ đầu tới cuối đều chưa hề lên tiếng nói một tiếng nào cả, nhưng anh ta Tư Dạ Hàn cùng Diệp Bạch lại quanh quẩn một cổ cảm giác khiến Hàn Thiên Vũ không nói cũng không diễn tả rõ được, đó là một cảm giác người ngoài hoàn toàn không chen vào được. A Cửu, anh ăn nhiều một chút ha, làm sao cứ một mực uống rượu như vậy chứ, Thiên Vũ anh cũng ăn đi đừng ăn ít như vậy chứ.
Người nãy giờ đang vùi đầu ăn diệp oản oản rốt cuộc cũng phát hiện ra thật giống như chỉ có một mình cô đang ăn bèn lên tiếng nói với hai người kia. Tư Dạ Hàn tự mình cũng không có gắp thức ăn, Hàn Thiên Vũ chỉ ăn mấy miếng rau mà thôi. Hàn Thiên Vũ bất đắc dĩ nói, người làm nghề này của chúng tôi đều như vậy, đều phải khống chế việc ăn uống của mình. Diệp Oản Oản nghe vậy nhất thời vui mừng vì mình chọn nghề nghiệp là người đại diện liền lên tiếng thông cảm nói, các anh quả thật cực khổ rồi, cơm ăn cũng không đủ no. Hàn Thiên Vũ nhún nhún vai nói, không có cách nào chỉ có thể trong vòng 50 cân mà thôi, nếu muốn ở trong màn ảnh nhìn đẹp mắt, so với người bình thường phải gầy hơn, mọi người bình thường nhìn thấy trong TV những nghệ sĩ rất gầy kia trên thực tế cơ hồ là khô gầy như que củi. Diệp Oản Oản gật đầu liên tục, chính anh cũng vậy à, gầy như vậy mà vẫn còn giảm cân. Hai người đang nói chuyện, lúc này, một hồi tiếng chuông điện thoại reo lên. Là điện thoại di động của Tư Dạ Hàn. Tư Dạ Hàn để ly rượu xuống, cầm điện thoại lên đặt ở bên tai trả lời, alo. Tư Dạ Hàn không có mở miệng nói tiếp, sau một hồi nghe người đầu kia điện thoại nói, âm thanh khàn khàn mở miệng nói, gọi điện thoại cho Khương Tổng để ông ấy khoan hãy đi trước, tôi đến liền đây. Chương 287, nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Diệp Oản Oản bên cạnh nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn, cắn đũa một cái, chờ anh cúp điện thoại sau đó hỏi, anh muốn đi sao? Có chút việc cần phải xử lý, Tư Dạ Hàn nói xong đứng lên. Ồ, công tác trọng yếu, vậy anh mau đi đi. Diệp Oản Oản đứng dậy, giúp anh cầm lấy áo khoác, sau đó đưa anh đến cửa. Hàn Thiên Vũ cũng đứng dậy đi theo phía sau nói, anh ta uống rượu, không thể lái xe được đâu. Tài xế có ở đây không? Diệp Oản Oản hỏi. Tư Dạ Hàn, người đã có mặt ở đây rồi. Diệp Oản Oản lúc này mới thoáng yên tâm, cầm áo khoác trong tay đưa cho anh, vậy anh trên đường đi chậm một chút nhé, nhớ chú ý an toàn. Mặc dù đã uống nhiều rượu nhưng bộ dạng của Tư Dạ Hàn lại cực kỳ giống người bình thường, không có bất kỳ chỗ nào làm cho người khác nhận ra mình đã uống rượu, nhìn qua phi thường thanh tỉnh, câu kia của Dạ Hàn nói về tửu lượng của mình còn có thể xem ra chỉ có ý khiêm nhường mà thôi. Nghe Diệp Oản Oản dặn dò, Tư Dạ Hàn không nói một lời nhận lấy áo khoác mặc vào, cài từng nút trên âu phục, sau đó nhàn nhạt đáp một tiếng, ừm. Anh buổi tối uống không ít rượu rồi, quay về nhớ để cho người giúp việc làm chút canh giải rượu cho anh nha. Diệp Oản Oản một bên vừa đẩy cửa ra vừa mở miệng nói. Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm cô một cái, không nói gì, cúi thấp đầu cài nút áo cuối cùng, đưa mắt nhìn cô một cái, sau đó đưa ngón tay thon dài ra nắm cái cằm của cậu, cúi người xuống. Hướng về môi của cậu, hôn xuống, sau đó, mở miệng nói, được. Diệp Oản Oản. Một bên Hàn Thiên Vũ. Phản ứng lại trong nháy mắt chuyện đã xảy ra là gì sau đó, trong đầu của Diệp Oản Oản ầm một tiếng nổ vang. Mà biểu tình của Hàn Thiên Vũ quả thật giống như bị sét đánh. Vừa rồi mới xảy ra cái gì à? Diệp Oản Oản trong đầu gào thét cơ hồ đến mức kinh thiên động địa. Mà người khởi xướng dĩ nhiên cũng không quan tâm cô đang có tâm tư gì, cũng không quan tâm là anh đã làm cho linh hồn cô sắp phải rời khỏi xác, hôn cô xong, sau đó liền mặt không đổi sắc phủi mông một cái, trực tiếp đẩy cửa rời đi. Đại khái ước chừng qua 10 giây đồng hồ sau, Diệp Oản Oản mới phục hồi tinh thần lại, cứng đờ người nghiêng đầu nhìn về phía Hàn Thiên Vũ sau lưng nói, Hàn Thiên Vũ anh. Anh nghe tôi giải thích. Tối nay Tư Dạ Hàn từ đầu tới cuối đều vô cùng bình tĩnh. Để cho cô buông lỏng phòng bị của mình, cô nghĩ dưới vỏ bọc là con trai nên mọi việc rất thuận lợi, vạn vạn lần không nghĩ tới, trước khi đi lại giết cô một cái như vậy, làm cô trở tay không kịp. Cô quả thật là sắp muốn điên mất rồi, làm cho cô như thế nào giải thích cùng Hàn Thiên Vũ được a? Tôi, bạn của tôi là người gốc Hoa lớn lên ở Mỹ, tính tình tương đối thoáng luôn thích đùa giỡn a ha ha, dưới tình thế cấp bách. Cô lại hoàn toàn dập khuôn theo lời giải thích mà Hứa Dịch ban đầu nói ra cho các quản lý cấp cao của công ty Tư Dạ Hàn. Rồi ạ, thật là một thù trả một thù a. Về phần Hàn Thiên Vũ đối với cách giải thích này của cô lại không thể phản ứng được, dấu lớn. Dấu bé. Tính tình tương đối thoáng. Thích đùa, cậu xác định sao? Đừng nói người bạn này của cậu căn bản không phải là người thoải mái phóng khoáng. Nếu coi là như vậy đi thì chuyện trước khi đi cùng một tên con trai hôn từ biệt. Đây là chuyện có thể đùa giỡn sao? Diệp Oản Oản đại khái cũng biết rõ cách mình giải thích này có bao nhiêu không tốt, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng tiếp tục nói, anh ấy uống rượu say là như vậy đấy, thích đùa, bình thường tôi còn kêu anh ấy là bảo bảo nữa. Lúc trước trong nhà trọ của tôi có hai nam sinh ngày ngày cố ý ôm ấp hấp dẫn con gái, một đám nam thẳng nhào tới chơi với nhau so với gay còn điên hơn,
quả thật là không có mắt nào có thể chịu được a. Hàn Thiên Vũ nhìn Diệp Oản Oản một bộ biểu tình bình thường cũng có chút bị mê hoặc, cảm thấy Diệp Oản Oản nói rất có đạo lý, nhưng lại cảm thấy không đúng chỗ nào đó, hỏi lại, là như vậy đúng không? Diệp Oản Oản lập tức nói ngay, dĩ nhiên, tôi là nam thẳng nha. Thẳng, tôi đã có bạn gái rồi đó. Hàn Thiên Vũ liếc, cậu, một cái, muốn nói lại thôi. Coi như cậu là thẳng, nhưng người bạn kia của cậu dường như không quá thẳng a. Chương 288, tính sổ. Cao ốc công ty truyền thông Quang Diệu. Tầng cao nhất trong văn phòng, trang hoàng hết sức xa hoa, treo trên tường mấy tấm tranh sơn dầu thời trung cổ cùng sừng thú phục cổ, trên bàn bày bình hoa màu sắc sặc sỡ dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng lóa mắt. Trong tay Chu Văn Bân bưng một ly cà phê đen, cả người đều buông lỏng ngã lưng nằm thoải mái ở trên ghế salon bằng da thật, vẻ mặt tương đối thích ý. Trên người đàn ông mặc một bộ Âu phục hãng Armani cao cấp được chế tác riêng, tay đeo đồng hồ hiệu Patek Philippe số lượng giới hạn, tóc chải bóng loáng, mặc dù người đã vào độ tuổi trung niên, đều đã hơn 40 tuổi, nhưng lại được bảo dưỡng khá tốt nên người ngoài nhìn qua nhiều lắm là cũng nghĩ đây là người mới ngoài 30 mà thôi. Giờ phút này, ngồi đối diện Chu Văn Bân là một người, trên người mặc t-shirt màu trắng hơi cũ cùng quần jean đã bạc màu, tóc ngắn màu đen được cắt tỉa một cách đơn giản, mặt mũi sạch sẽ. Không có bất kỳ loại trang điểm nào trên da mặt, dù cả người đang đưa lưng về phía ánh sáng nhưng hiện lên vẫn là một gương mặt tinh vi tỉ mỉ hoàn mỹ không một tì vết. Thế nhưng hai con ngươi của người thanh niên đó lại mang một vẻ ảm đạm vô quang, đôi môi nhỏ bé cũng không có một tia huyết sắc, toàn thân cao thấp đều bao phủ một cổ khí tức lạnh giá tĩnh mịch. Chu Văn Bân thản nhiên nhấp một miếng cà phê, ngẩng mặt lên mắt hướng về phía người đối diện mình nhìn qua rồi nói, Lạc Thần A, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Lạc Thần thân hình đơn bạc gầy gò, sống lưng lại thẳng tắp, vừa nghe xong lời của Chu Văn Bân nhất thời sống lưng cứng ngắc run rẩy, trong con ngươi ảm đạm là hàn quang băng lạnh đến cực hạn, nhưng rất nhanh tia hàn ý kia liền bị một ánh mắt hắc ám chiếm đoạt, hóa thành một tia tuyệt vọng. Lúc này, một hồi, cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt sự tĩnh mịch bên trong phòng. Một người đàn ông mặc Âu phục màu xám cho, vóc người béo phệ đầu đầy mồ hôi vọt vào. Vừa nhìn thấy Chu Văn Bân không để ý đến hình tượng của mình tỏ vẻ kinh hoàng thất thố mà hô lớn, Chu Tổng việc lớn rồi, không tốt rồi. Bị người khác quấy cuộc trò chuyện của mình chân mày Chu Văn Bân nhất thời nhíu chặt, bất mãn nhìn về phía đối phương nói, mới sáng sớm mà la hét cái gì vậy chứ? Ngoặc kép, người đàn ông mập mạp đó nóng nảy mở miệng nói, Chu Tổng, phía trên tổng bộ ngay cả thư tiếp đón cũng không có gửi xuống, đột nhiên phái một người đại diện mới qua đây, nói là hôm nay tới. Còn muốn để cho mọi người chúng ta đều toàn lực phối hợp với công tác của anh ta nữa, ngài nói xem Chu Tổng làm vậy là có ý gì đây? Mặc dù thứ tự của Quang Diệu trong Hoàn Cầu là ở vị trí cuối cùng, nhưng dù sao cũng là một trong những công ty nằm dưới cờ của Hoàn Cầu, có thể được dựa lưng vào cây đại thụ tốt để hóng mát, so sánh với các công ty kinh doanh nhỏ khác vẫn là thật tốt hơn nhiều. Thật giống với câu gần quan được ban lộc. Vô luận là nghệ sĩ hay là người đại diện, muốn tiến vào Quang Diệu đều không phải là chuyện dễ dàng. Nhất định phải chuyên nghiệp cùng có kinh nghiệm ngoài ra bối cảnh giáo dục cũng là một trong những vấn đề cần được xem xét đến. Sau khi trải qua được 5 cửa ải khảo hạch mới coi như có thể thành một thành viên trong công ty, những yêu cầu này tương đối hà khắc. Trọng điểm chính là hiện tại Chu Văn Bân là lão đại, bất kỳ người nghệ sĩ hay người đại diện nào muốn bước vào công ty trước tiên đều phải được ông ta xem qua, nếu có sự gật đầu đồng ý của ông ta mới có thể tiến vào Quang Diệu. Hiện tại đột nhiên từ trên trời lại rơi xuống một người đại diện không ai biết đến. Cộng thêm người mới này được trao cho đặc quyền lớn như vậy, ai cũng có khả năng không phục, nhất là bè cánh của Chu Văn Bân tự nhiên cũng sẽ đặc biệt chú ý. Chu Văn Bân nghe vậy hai con ngươi híp lại, trên mặt xẹt qua một tia âm vụ, lạnh lùng cất tiếng hỏi lại, người đó gọi Diệp Bạch đúng không? Mập mạp gật đầu liên tục, đúng đúng, chính là tên này, Chu Tổng à, ngài biết người đó sao? Chu Văn Bân không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt càng thêm khó coi trả lời, đó chỉ là một tiểu tử mới ra đời mà thôi. Đã rơi vào địa bàn của tôi còn có thể làm cái gì được chứ, một chút chuyện nhỏ như vậy mà cũng đáng để cậu ngạc nhiên sao? Ha ha, tiểu tử thúi này, không nghĩ tới cậu ta lại có thể tìm đến Thiên Dương Tuần San Hỏa Tinh người có thể thay đổi được dư luận, dẫn đến kết quả cuối cùng là để cho Hàn Thiên Vũ lội được ngược dòng, phá hư chuyện tốt của ông ta. Chương 289, thật là có nhã hứng. Nếu Hàn Thiên Vũ xong đời không còn cơ hội phát triển nữa thì công ty nhất định sẽ chọn người có tiềm năng như Cung Húc, rồi bọn họ sẽ đưa Cung Húc lên vị trí của Hàn Thiên Vũ. Nhưng bây giờ Hàn Thiên Vũ không chỉ danh dự được rửa sạch,
nhân khí cùng danh vọng đều tăng lên mạnh mẽ, vì vậy việc ông ta sẽ bị Phí Dương gắt gao đè đầu là điều tất yếu. Nghĩ tới đây, Chu Văn Bân cười lạnh nói, Diệp Bạch phải không rất tốt sao? Làm hư chuyện của tôi không tính mà còn dám chạy đến trên địa bàn của tôi để giễu võ Dương Oai. Lần này, vừa vặn đúng lúc tôi cùng cậu ta có thể tính toán hết nợ nần rồi. Nghe lão đại nói như vậy, trong lòng người kia an định lên không ít, lập tức vuốt mông ngựa nói, có Bân ca ngài trấn giữ ở nơi này, dù có cánh cũng không bay ra khỏi chỗ này được. Mập mạp đứng ở một bên liên tục tâng bốc, một bên vẻ mặt mập mờ hướng về phía thanh niên trẻ tuổi tái nhợt đang ngồi trên ghế salon nhìn một cái. Còn có việc sao? Chu Văn Bân tức giận quét mắt nhìn anh ta một cái. Không có, không có, tôi đi đây. Không việc gì còn không mau cút đi, Chu Văn Bân vào lúc này tâm tư rõ ràng đều đặt trên người đối diện là Lạc Thần, cho nên bị người khác quấy rầy rất là bất mãn. Dạ dạ dạ, tôi cút ngay đây, mập mạp hiểu ý mà lui ra ngoài, còn cố ý đem cửa đóng lại thật chặt. Mập mạp đi xong, trong lúc nhất thời, bên trong văn phòng lớn như vậy cũng chỉ còn lại hai người. Ngón tay của Chu Văn Bân ngõ nhẹ trên mặt bàn vài cái, trên trán lộ ra một tia không kiên nhẫn, Lạc Thần. Sự kiên nhẫn của tôi có hạn nha. Lạc Thần tựa hồ là chịu khuất nhục, con ngươi chợt co rúc lại đóng thành băng. Chu Văn Bân thấy vậy lại giả mù sa mưa mà sử dụng giọng nói có chút mềm mỏng không cứng rắn nói chuyện. Ai, Lạc Thần a, cậu xem lại mình đi nha, sao tính tình của cậu lại quật cường như vậy chứ, nếu cậu đây đi theo tôi thì có cái gì không tốt đâu chứ. Chu Văn Bân vừa nói chuyện, một bên chậm rãi đi tới trước mặt Lạc Thần, kéo dài âm thanh, tiếp tục mở miệng nói, chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời. Không chỉ tiền thuốc thang của mẹ cậu, tôi sẽ giúp cậu giải quyết, tôi còn có thể bảo đảm cho cậu thành hàng hot. Bởi vì Chu Văn Bân đến gần, thân thể của Lạc Thần đã căng như một cây cung đã lên tên, bàn tay đặt bên người gắt gao nắm lại tạo thành quả đấm, dường như sau một khắc liền có thể nổi điên lên cảm giác muốn đánh người khác. Chu Văn Bân chắc chắn Lạc Thần không dám phản kháng, cười ha hả rồi lại đến gần hơn mấy phần, bàn tay đặt ở trên bả vai của Lạc Thần nói, Lạc Thần a. Cậu cũng đã đi theo tôi từ năm 18 tuổi đến năm 21 tuổi rồi, cậu cũng đã chống đối với tôi trong suốt 3 năm rồi, bây giờ còn muốn tiếp tục sống tự do phóng khoáng không ai biết đến như vậy nữa sao? Kiếp sống hoàng kim của một người nghệ sĩ cũng chỉ tồn tại vài năm mà thôi, cậu còn có thể có mấy cái 3 năm để cùng tôi hao tổn cơ chứ? Cậu biết không, năm đó nếu cậu thuận theo ý của tôi thì lấy tư chất của cậu, vào lúc này địa vị trong giới giải trí, có lẽ so với Cung Húc không thể phân cao thấp được đâu. Cũng có thể là vượt qua được cả Hàn Thiên Vũ cũng chưa biết chừng. Chu Văn Bân một mực đòi hỏi thuyết phục Lạc Thần đồng ý lời đề nghị của mình, mà Lạc Thần vẫn mím chặt đôi môi mỏng của mình từ đầu tới cuối đều không nói một lời nào. Thấy đối phương hoàn toàn không nói lời nào, bộ dạng khó thuyết phục, Chu Văn Bân cười nhẹ một tiếng trong giọng nói tràn đầy giễu cợt nói, Lạc Thần, cậu sẽ không phải cho là chỉ cần mình chịu đựng đến khi hợp đồng giữa chúng ta kết thúc thì cậu liền có thể thoát khỏi tôi chứ? Chu Văn Bân thở dài lắc đầu một cái, ánh mắt đồng tình mà nói tiếp, thật là một đứa nhỏ ngốc ngây thơ mà, thời điểm cậu ở tại Hoàn Cầu tôi đã có thể đóng băng công việc của cậu cho nên dù cậu có thể rời khỏi Hoàn Cầu đi chăng nữa thì tôi vẫn có thể để cho cậu không có cơ hội xuất hiện trên màn ảnh đâu. Sắc mặt của Lạc Thần rốt cuộc có một tia thay đổi, há miệng, âm thanh dị thường khàn khàn hỏi lại, vậy rốt cuộc ông muốn như thế nào mới chịu bỏ qua cho tôi? Ngón tay của Chu Văn Bân chạm vào cần cổ tinh tế của Lạc Thần chậm rãi trượt xuống, hô hấp cũng thô thêm vài phần, Lạc Thần, cậu là một người thông minh, mà tôi muốn cái gì, cậu rất rõ ràng không phải sao. Thứ mà Chu Văn Bân tôi muốn lấy được sao có thể không chiếm được chứ. Tôi không phải là người đồng tính luyến ái, Lạc Thần gầm nhẹ nhả ra từng chữ một. Chương 290, muốn làm gì? Chu Văn Bân chợt khẽ cười một tiếng, vậy thì như thế nào đây Lạc Thần? Cậu đều đã là người vào nghề lâu như vậy rồi, chẳng lẽ còn đơn thuần như vậy sao? Biết Triệu Minh Khải là người thế nào không? Ban đầu mọi thứ mà hắn có đều không bằng cậu, nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi nửa năm thôi hiện tại hắn ta cũng đã gần lên ngôi sao hạng 2 rồi. Chuyện này còn không phải là bởi vì tôi làm trung gian giúp đỡ hắn giới thiệu hắn cho Lương Tổng hay sao? Chỉ cần là người chịu chi tiền để đưa cậu thành người nổi tiếng thì chuyện kim chủ của cậu là nam nhân hay là nữ nhân có chỗ nào khác nhau đâu. Trừ phi cậu là người giống như Cung Húc, con nhà giàu siêu cấp, miệng ngậm thìa vàng từ khi ra đời, có một người cha tỷ phú làm chỗ dựa vững chắc, sẵn sàng bỏ số tiền lớn ra để cho hắn chơi đùa, nếu không, cậu sẽ không bao giờ có tư cách để thương lượng với tôi đâu, cho nên tốt nhất cậu nên tuân theo quy tắc trong giới này đi. Chu Văn Bân nói tiếp,
Lạc thần a, làm người không nên quá cứng nhắc. Chờ tôi chơi đã tự nhiên sẽ giới thiệu kim chủ cho cậu, đến lúc đó. Lạc thần dường như không muốn nghe nữa, một quyền đập ở trên bàn trà, giống như thú bị nhốt mà gào thét lên, im miệng. Tôi muốn đổi người đại diện. Chu Văn Bân đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó giống như nghe được chuyện cười liền cười lớn lên, ha ha ha, cậu muốn đổi người đại diện sao? Được a, cậu đi xin công ty đi, tôi muốn nhìn xem một chút, toàn bộ hoàn cầu này xem có ai dám muốn làm người đại diện của cậu không? Thời điểm nói xong một câu cuối cùng, sắc mặt Chu Văn Bân hoàn toàn lạnh lẽo. Tay của Lạc Thần bởi vì dùng sức đập ở trên khay trà bằng thủy tinh, máu me đầm đìa, ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Văn Bân toàn bộ đều là sát ý. Trên tay huyết dịch đỏ tươi tí tách rơi xuống từ trên bàn tay trắng nõn, có mùi máu tanh nguy hiểm nhưng cũng có phần cám dỗ, cặp con ngươi kia mang vẻ tức giận nhưng cũng đẹp đến cực hạn, giống như đóa hoa đồ mi nở rộ. Con ngươi đục ngầu của Chu Văn Bân nhất thời nổi lên vẻ cuồng sắc nồng đậm, gần như vội vàng hướng về phía Lạc Thần nhào tới. Lạc Thần a, cậu yên tâm đi, chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời, tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi cậu đâu. Cút ngay. Lạc Thần, chính cậu không tốt thì coi như xong đi, nhưng cậu nhẫn tâm để mẹ của cậu cũng đi theo cậu cùng nhau chịu khổ sao? Lạc Thần nguyên bản muốn sử dụng quả đấm của mình, trong nháy mắt ngừng một lát, Chu Văn Bân thấy vậy trong lòng vui mừng hết sức, vội vàng thừa cơ hướng về đôi môi của Lạc Thần mà gặm. Đúng lúc này, phanh, một tiếng, cửa chính phòng làm việc bị người bên ngoài dùng một cước đá văng ra. Cánh cửa đụng vào vách tường, phát ra âm thanh kinh thiên động địa. Một đạo bóng người tinh tế nghịch thiên đứng ở cửa, khóe môi cong lên tựa như cười mà không phải cười, cặp mắt đào hoa liễm diễm mang vẻ chọc người tiến vào. Giống như đang ở trong sân nhà mình, chàng trai liền vẫy vạt áo một cái, bộ dạng nhàn tản đi vào trong, mặt tà mị nhìn Chu Văn Bân người đang phồng mang trợn má như gan heo không cách nào tin tưởng được lại có người phá vỡ cuộc vui của hắn vào lúc này. Chàng trai đó yếu ớt mở miệng nói, sách, mới sáng sớm mà người đại diện Chu thật đúng là thật có nhã hưng a. Thấy rõ người đạp cửa mà vào là người mà ai cũng biết là ai đấy, Chu Văn Bân nghiến răng nghiến lợi thiếu chút nữa mà răng bị gãy luôn nói, Diệp. Bạch. Lại là tên tiểu tử thúi này. Trên ghế salon, Lạc Thần áo quần xốc xếch một tay đem Chu Văn Bân hung hăng đẩy ra, ngay sau đó mắt đầy vẻ hốt hoảng nhìn về hướng người xa lạ đột nhiên xuất hiện ngoài cánh cửa. Thật là ngượng ngùng, tôi đã gõ cửa một lúc rồi nhưng không có người nào ra mở cửa, tôi còn tưởng rằng ngài ở bên trong xảy ra điều gì ngoài ý muốn nữa, vì vậy chưa xin phép mà phá cửa đi vào, mong ngài thông cảm nha. Diệp Oản Oản mặt không đỏ tim không đập nói, chống lại ánh mắt kinh hoàng của Lạc Thần sau đó, bất động thần sắc dùng chân đẩy một cái đem cánh cửa đang mở lớn đóng lại, kịp thời ngăn cách tầm mắt của những người bên ngoài. Cậu tới nơi này làm gì? Một lần nữa bị phá hư chuyện tốt, Chu Văn Bân tức đến sắp hộc máu. Diệp Oản Oản duỗi tay ra, kéo cái ghế, lười biếng ngồi xuống, vung vẩy tài liệu trong tay nói, tôi qua đây báo danh, còn phiền toái Chu Tổng dám cùng tôi hỗ trợ bàn giao công việc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 291, anh ta là người của tôi. Chu Văn Bân sửa sang lại vạt áo, cố nén khí giận đi tới. Hơi nhìn lướt qua, trong tay Diệp Bạch quả nhiên là tài liệu tiếp nhận công việc. Chu Văn Bân sắc mặt âm trầm, nhanh chóng lật một chút những thứ hợp đồng và văn kiện kia, sau đó lấy ra một cây bút máy, ở mấy phần trong hợp đồng kia xác nhận ký xuống tên của mình. Chu Văn Bân hít sâu một hơi, có thể đi rồi chứ? Đa tạ, Diệp Oản Oản hài lòng thu hồi tài liệu. Vậy sao còn không mau cút đi? Chu Văn Bân một bụng hỏa nói. Suốt 3 năm rồi, thật vất vả mới vừa rồi trong nháy mắt ông ta thiếu chút nữa thì giải quyết được Lạc Thần rồi. Kết quả là bị tiểu tử thúi này cắt đứt. Diệp Bạch cái tiểu tử thúi không biết trời cao đất rộng này, cậu ta còn có nhiều thời gian để thu thập, nhưng hôm nay Lạc Thần ông ta sẽ không bao giờ bỏ qua đâu. Lạc Thần tự nhiên biết hôm nay Chu Văn Bân không có khả năng dễ dàng bỏ qua cho chính mình như vậy được, lại thấy Chu Văn Bân một vẻ mặt không nhịn được muốn tiễn khách, dù sao công tác tiếp nhận giữa hai người bọn họ cũng đã hoàn thành, nếu cái người con trai xa lạ kia rời đi thì anh ta lại đơn độc cùng Chu Văn Bân ở chung một chỗ. Sắc mặt Lạc Thần không thoải mái liếc chàng trai mới vào kia một cái. Quả nhiên, Chu Văn Bân ký xong, chàng trai kia cũng không muốn lưu lại, trực tiếp đứng lên. Lạc Thần như rơi vào hầm băng, trái tim chìm đến đáy cốc. Nhưng mà trong nháy mắt ngay khi người kia đứng dậy, cặp con ngươi sáng chói kia lại đột nhiên rơi vào trên người của anh ta, khiến cho tâm anh ta thoáng chấn động một chút.
Ngay sau đó liền nghe được giọng của người kia vừa nhìn chăm chú anh ta vừa mở miệng nói, Lạc Thần có phải nên cùng tôi rời đi hay không? Lạc Thần vội vàng không kịp chuẩn bị mà nhìn lại tầm mắt của đối phương, trong nháy mắt ngây người mà ngồi ở nơi đó. Người này là đang nói chuyện với chính mình sao? Không chỉ là Lạc Thần sững sốt, ngay cả Chu Văn Bân cũng trong nháy mắt đổi sắc mặt hỏi lại, Diệp Bạch. Cậu nói điều này là có ý gì? Diệp Bạch hơi nhíu mày, ngón tay trắng nõn thon dài nhẹ nhàng gõ vào một chỗ trong văn kiện, Chu Tổng Giám mới vừa chẳng lẽ không thấy sao? Thấy cái gì cơ chứ? Chu Văn Bân không nhịn được hỏi. Diệp Bạch tự tiếu phi tiếu liếc ông ta một cái, vẻ mặt lười biếng mở miệng nói, Lạc Thần, hiện tại là người của tôi. Cậu nói cái gì? Sắc mặt của Chu Văn Bân bỗng nhiên cứng đờ. Lạc Thần ngồi ở một bên nghe vây đến ngẩn ngơ, giống như không thể hiểu được lời của Diệp Bạch mới nói ra. Tôi nói, Lạc Thần hiện tại đã là nghệ sĩ của tôi rồi. Diệp Bạch lặp lại lần nữa. Chu Văn Bân nghe vậy liên tục cười lạnh nói, ha ha, người của cậu sao, khẩu khí thật là lớn, Lạc Thần 3 năm trước đây đã ở dưới trướng của tôi rồi. Cậu có quyền gì mà lấy anh ta chứ? Giọng nói của Diệp Oản Oản như là vẻ đương nhiên trả lời, trong thư xác nhận cũng đã viết cực kỳ rõ ràng rồi ông còn muốn chối sao. Chu Văn Bân mới vừa rồi căn bản là không có nhìn kỹ những văn kiện kia, giờ phút này nghe vậy lập tức bước dài một bước xông lên, cầm lên tập tài liệu giấy kia lật xem, kết quả, càng xem sắc mặt càng kém, gần như gầm hét lên, cái này là không thể nào. Diệp Oản Oản nhún vai một cái, đây là Trừ Tổng chính miệng đáp ứng tôi, trên văn kiện Trừ Tổng cũng đã ghi từng chữ. Chu Tổng Giám nếu như không tin, có thể chính mình gọi điện thoại tới hỏi. Chu Văn Bân như chết đứng nhìn chòng chọc tập tài liệu đó nhìn thật lâu, cuối cùng bộc một tiếng đem tài liệu vứt ở trên bàn, sắc mặt âm vụ trừng Diệp Oản Oản một cái, cắn răng nghiến lợi nói tất nhiên là tôi sẽ hỏi cho ra lẽ rồi. Diệp Oản Oản cũng không nóng nảy, thản nhiên đi tới trên ghế salon ngồi xuống, chính mình rót cho mình một ly trà, cầm ly lên nhẹ nhàng khêu lá trà. Lười biếng nhấp một miếng rồi nói, Chu Tổng Giám xin cứ tự nhiên, bất quá, xin nhanh một chút, vết thương của nghệ sĩ nhà tôi yêu cầu phải lập tức xử lý. Cùng lúc đó, Lạc Thần đứng tại chỗ cách xa mấy bước, tâm hoảng hốt nhìn chằm chằm chàng trai đang ngồi trên ghế salon kia. Chương 292, muốn đổi người. Thấy Diệp Bạch ở ngay trước mặt ông ta nói thẳng ra mấy từ, nghệ sĩ nhà tôi, mang theo một loại ý phách mà nói Chu Văn Bân nổi lên cơn giận dữ. Ông ta tại Quang Diệu từ trước đến nay là người nói 102, đã bao giờ chứa chấp một loại tiểu tử như Diệp Bạch lại muốn dẫm ở trên đầu khiêu khích ông ta như vậy cơ chứ? Vì vậy lúc này liền đem điện thoại đánh tới phía Trử Hồng Quang, hơn nữa trực tiếp bấm video nói chuyện điện thoại. Chu Văn Bân là kim bài người đại diện của truyền thông Quang Diệu, Quang Diệu 9 phần thu nhập đều đến từ nghệ sĩ dưới cờ của ông ta, chỉ cần một mình cung húc thôi cũng đã đủ để cho vị trí của ông ta vững như bàn thạch ở Quang Diệu rồi. Cho nên quyền lên tiếng của ông ta tại trụ sở chính cũng tuyệt đối không hề không có tí phân lượng nào. Một là nguyên lão công ty, một là người đại diện trẻ tuổi mới vừa vào đời, Trừ Hồng Quang sẽ thiên về hướng nào cơ hồ là không cần ai nói cũng biết. Lạc Thần mới vừa dấy lên hy vọng trong nháy mắt lại bị một chậu nước lạnh dập tắt. Alo, Trừ Tổng, cậu đã cùng với Diệp Bạch nói chuyện công tác chưa? Trong video, Trừ Hồng Quang đang ngồi ở phòng làm việc rộng lớn trên chiếc ghế gỗ màu đỏ. Chu Văn Bân thần sắc lạnh lùng hướng về phía Diệp Bạch nhìn một cái, ngay sau đó mở miệng nói, cậu ta vào lúc này cũng đang ở ngay chỗ tôi đây, tôi cũng đang muốn nói với ngài chuyện này. Làm sao có vấn đề gì sao? Trừ Hồng Quang cũng nhìn thấy Diệp Bạch ở đầu kia video. Trừ Tổng, tôi đã xem tài liệu tiếp nhận của cậu ta chọn lấy nghệ sĩ vốn là thủ hạ dưới trướng của tôi, đây là người tôi 3 năm trước đây xem trọng, hợp đồng giữa chúng tôi còn chưa kết thúc. Giờ lại nửa đường đổi người cái này sợ rằng không hợp quy củ. Chu Văn Bân mở miệng nói. Trừ Hồng Quang nhớ lại một cái rồi nói, nhưng đó chỉ là Lạc Thần một nghệ sĩ nhỏ không có tên tuổi mà thôi, cho anh ta chuyển người đại diện đi không có gì là không hợp quy củ cả. Chu Văn Bân mặt không đổi sắc mở miệng nói, nếu là đem phần lớn tinh lực để đưa đến trên người nghệ sĩ như bùn nhão không dính lên tường được này thì có phần quá lãng phí tài nguyên của công ty. Đối với ánh mắt nhìn người của Diệp Bạch, tôi không dám gật bừa được. Một bên Lạc Thần nghe lời nói của Chu Văn Bân, đôi môi tái nhợt mím thành một đường thẳng, mà bên cạnh anh ta chàng trai kêu Diệp Bạch kia lại từ đầu tới cuối đều là một bộ vẻ mặt phong khinh vân đạm, ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn của Chu Văn Bân đang nhàn nhạt giễu cợt mình. Người là chính bản thân cậu ta chọn, tôi cũng đã đáp ứng rồi. Trừ Hồng Quang dường như cũng không có ý tứ thay đổi chủ ý,
hiển nhiên một chút tài nguyên như vậy ông ta cũng không để ý quá nhiều. Chu Văn Bân đáy mắt xẹt qua một tia âm vụ, một bộ vẻ mặt vì cúc cung tận tụy mà làm mang tâm tình như bể khổ khuyên nhủ, "Trừ tổng, hành động này của Diệp Bạch thật sự là phá hư quy củ trước giờ của công ty, càng làm cho lòng của những người nghệ sĩ có tiềm lực với công ty lạnh ngắt, tôi dù sao cũng là tổng giám, quả thực không thể nhìn cậu ta náo loạn như vậy được." Chu Văn Bân nói xong lại tỏ vẻ thiện giải nhân ý thay Trừ Hồng Quang giải quyết khó khăn nói, "Trừ tổng, không bằng như vậy ngài thấy thế nào tôi đem Lâm Hạo đưa cho cậu ta?" Vai phụ của Lâm Hạo trong bộ phim trước phi thường xuất sắc, đã có ấn tượng tốt với vài người, thừa dịp nhiệt độ bộ phim này tiếp theo lại cố gắng một chút thì có thể thành ngôi sao hạng 2 cũng không có vấn đề gì. Chu Văn Bân lời nói này có thể nói vừa chu toàn với lợi ích của công ty, lại biểu hiện chính mình đại nhân đại đức, hoàn toàn sẽ không để cho người khác hoài nghi trong sự chân thật của ông ta mục đích thật có bao nhiêu bẩn thỉu xấu xa. Chỉ là một người tên Diệp Bạch mà thôi lại có ý muốn cùng ông ta đấu sao? Diệp Bạch, Văn Bân muốn đem Lâm Hạo cho cậu, cậu thấy thế nào? Trừ Hồng Quang chú ý đến vẻ mặt của Diệp Bạch. Muốn đổi người cũng có thể à? Bất ngờ là thái độ của Diệp Oản Oản lại rất là sảng khoái. Hai con người Chu Văn Bân híp lại, Diệp Bạch lại có thể dễ dàng đáp ứng yêu cầu của ông ta như vậy sao? Ông ta còn tưởng rằng Diệp Bạch này nhất định sẽ tại trước mặt Trừ Tổng thưa chuyện của ông ta, nói ông ta cưỡng ép việc có liên quan đến Lạc Thần nữa cơ chứ. Nghe được lời nói của chàng trai sau đó, sắc mặt đang căng thẳng của Lạc Thần đột nhiên hết sạch, trái tim giống như từ trên trời cao ầm ầm rơi xuống. Chương 293, lấy cung húc để đổi. Một là người có tiền đồ thật tốt ngôi sao tương lai mới Lâm Hạo, một là một người suốt 3 năm không có tác phẩm nào thành công đã sớm bị người khác quên lãng tại xó xỉnh Lạc Thần người như anh ta. Bất kể là ai đều sẽ biết nên lựa chọn thế nào. Anh ta sớm phải biết, sớm nên biết. Chu Văn Bân nói không sai, toàn bộ hoàn cầu này, ai dám muốn anh ta cơ chứ, ai sẽ muốn anh ta. Anh ta đời này, cũng sớm đã xong rồi. Chu Văn Bân thấy đối phương đồng ý, âm thầm lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, sách, bất quá là một nghệ sĩ nhỏ hạng 3 thôi mà đã liền thỏa hiệp rồi, Diệp Bạch này tính ra cũng có chút kiến thức. Chu Văn Bân giọng nói ngạo nghễ, giọng nói bố thí nói, nếu là người đại diện cũng không ý kiến, vậy chuyện kia cứ quyết định như vậy đi. Tôi sẽ để cho người khác đem hợp đồng của Lâm Hạo lấy tới đổi cho cậu nha. Chậm đã, Diệp Oản Oản lại cắt đứt lời nói của Chu Văn Bân. Chu Văn Bân cau mày, tựa như có bất mãn, làm sao cậu còn có yêu cầu gì khác hả? Diệp Oản Oản tự tiếu phi tiếu hướng về Chu Văn Bân nhìn một cái, trong con ngươi sáng chói thoáng qua một tia nhìn bằng nửa con mắt cùng khinh miệt, đổi người tự nhiên có thể, chẳng qua là, Chu Tổng Giám. Lâm Hạo sợ là không đủ tư cách đâu, nếu ngài muốn đổi, liền lấy cung húc để đổi đi. Nghe xong, Chu Văn Bân ngẩn người một chút mới phản ứng lại được điều mà Diệp Bạch nói cái gì, ngay sau đó đột nhiên thay đổi sắc mặt, đứng tại chỗ giận dữ hét lên, Diệp Bạch. Khẩu khí của cậu cũng thật là lớn nha, thật sự cho rằng tôi không dám làm gì cậu sao, Trừ Tổng ngài nghe được lời tiểu tử này nói rồi chứ cậu ta chính là cố ý gây chuyện mà. Lại là một tên không biết điều. Cậu ta lại dám lấy cung húc người nghệ sĩ đang nổi tiếng nhất dưới tay ông ta so với một tay nghệ sĩ hạng 3 như Lâm Hạo, rồi còn muốn cướp lấy cung húc của ông ta nữa sao? Quả thật là quá cuồng vọng mà. Đừng nói là Chu Văn Bân, ngay cả Lạc Thần chính tai mình nghe thấy đều ngẩn ra một lúc, một đôi con ngươi sạch sẽ mờ mịt tràn đầy không cách nào tin tưởng được điều mình vừa nghe là chính xác. Sắc mặt của Diệp Oản Oản lại không thay đổi chút nào. Liên tục cười lạnh mà mở miệng nói, tôi thực sự không biết người gây chuyện hiện giờ rốt cuộc là ai đây Trừ Tổng, ngài đã chính miệng mình hạ lệnh, để cho tất cả mọi người ở Quang Diệu phối hợp với công tác của tôi. Nói tới chỗ này, trong nháy mắt ánh mắt thờ ơ của Diệp Oản Oản tiêu tan, ánh mắt lạnh lùng đột nhiên hướng về Chu Văn Bân bắn tới, nghiêm nghị mà mắng, nhưng Chu Tổng dám ông ấy thì sao, chẳng lẽ ông ấy không phải là người của truyền thông Quang Diệu sao, không phải là thuộc hạ của Trừ Tổng à? Hay Chu Tổng giám ông cho rằng là Quang Diệu chính là thiên hạ của ông có thể thay Trừ Tổng một mình đơn độc đưa ra quyết định, vì vậy lời nói của Trừ Tổng ông đều không coi vào đâu rồi nhiều lần muốn ngăn trở người khác làm việc. Đúng không? Diệp Oản Oản dĩ nhiên sẽ không nói chuyện Chu Văn Bân cưỡng ép Lạc Thần, bởi vì cô biết có nói cũng vô ích mà thôi. Một là người đại diện kim bài, một là nghệ sĩ không có chút giá trị nào cả, Trừ Hồng Quang sẽ đứng về phía người nào mọi người đều đã rõ ràng. Ở trong giới giải trí loại chuyện như thế này là quá bình thường, nếu cô làm không cẩn thận còn có thể bị Chu Văn Bân đánh ngược một cái nói là Lạc Thần chủ động câu dẫn ông ta. Cho nên cô phải lấy thứ mà Trừ Hồng Quang để ý nhất. Đó chính là thứ gì đây?
chỉ có quyền uy và địa vị của ông ta mà thôi. Tư thế bây giờ của Chu Văn Bân tựa như phiên vương cách xa kinh thành, cố thủ ở đất phong, cầm binh tự cao tự đại. Mà ở trong giới giải trí, kiêng kỵ nhất chính là người đại diện tự tạo cho mình bè phái lớn, đã có biết bao nhiêu công ty giải trí có thực lực cường thịnh cũng là bởi vì người đại diện trốn đi đồng thời lại mang theo nhóm lớn nghệ sĩ thủ hạ của mình mà ngay trong một đêm phân băng chia rẽ, công ty phá sản sụp đổ hoàn toàn. Nghe đối phương nói một tràng tiếng chất vấn, trong con ngươi của Chu Văn Bân dần dần hiện lên một tia hốt hoảng, lạnh giọng nổi giận nói, Diệp Bạch. Cậu bớt ở chỗ này khích bác Ly Gián đi, tôi nói qua lời như vậy lúc nào cơ chứ? Phải biết điều mà Trừ Hồng Quang kiêng kỵ nhất chính là có người khiêu chiến quyền uy của ông ta, muốn thoát khỏi sự khống chế của ông ta. Quả nhiên, trong video Trừ Hồng Quang đã bắt đầu thay đổi sắc mặt. Chương 294, nhất định phải đi theo cậu ta. Cho dù Trừ Hồng Quang biết rõ Diệp Bạch chính là cố ý khích bác Ly Gián nhưng lời nói của Diệp Bạch ông ta nghe vẫn hiểu được. Khoảng thời gian này Chu Văn Bân đúng là có chút quá đáng. Nhiều lần không đem ông ta là chủ tịch công ty này coi ra gì, ông ta thậm chí còn nghe nói, Chu Văn Bân cùng người của tập đoàn Diệp Thị âm thầm tiếp xúc qua lại. Nghĩ tới đây, Trừ Hồng Quang rốt cuộc mở miệng nói, Văn Bân, cậu đem thủ tục còn có hợp đồng giao ra đi, chuyện này tôi đã quyết định rồi không cần bàn cãi gì nữa. Nhưng là, Trừ Tổng, sắc mặt của Trừ Hồng Quang đột nhiên âm trầm xuống, làm sao hiện tại ngay cả một nghệ sĩ nhỏ tôi đều không có quyền điều động được sao nếu cậu không nguyện ý vậy liền đem Cung Húc đổi cho người đại diện Diệp đi. Lại có thể nói ra được những lời này, có thể thấy Trừ Hồng Quang thực sự đã tức giận lắm rồi. Sao lại thế, Trừ Tổng tôi không phải là có cái ý này, tôi liền đi sắp xếp đây, để tránh tiếp tục chọc giận Trừ Hồng Quang, Chu Văn Bân chỉ có thể nhượng bộ. Trừ Hồng Quang lạnh giọng rên lên một tiếng. Cúp cuộc gọi video. Xem ra, đem Diệp Bạch qua đó là đúng, nếu ở Quang Diệu tiếp tục để cho Chu Văn Bân một mình độc quyền chiếm lĩnh như vậy dù sao đó cũng không phải là dấu hiệu tốt lành gì, một khi Chu Văn Bân có dị tâm, toàn bộ Quang Diệu cơ hồ đều sẽ bị móc sạch. Nhưng tiểu tử tên Diệp Bạch này còn quá trẻ khí thịnh, hành động theo cảm tính quá nhiều, vì muốn lấy người kêu là Lạc Thần kia mà ngay trước mặt Chu Văn Bân nói chuyện thẳng thắn như vậy. Thật sự là đáng chú ý, cậu ta có thể kềm chế được Chu Văn Bân trong một khoảng thời gian đây. Kết thúc cuộc gọi video xong, Chu Văn Bân hung tợn gọi điện thoại, để cho trợ lý cùng luật sư qua tới xử lý tiếp nhận những công việc có liên quan tới Lạc Thần. Thời điểm ký tên, ánh mắt của Chu Văn Bân nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản quả thật là hận không thể đưa cô đi ăn tươi nuốt sống. Đáng chết, thịt vịt đã đến miệng rồi còn bị bay đi. Toàn bộ hợp đồng của Lạc Thần được chuyển tới danh nghĩa của cô đều đã được xử lý xong sau đó, Diệp Oản Oản cầm lấy hợp đồng quơ quơ, câu môi đứng lên nói Chu Tổng Giám, đa tạ. Sự tình phát sinh đến mức này thật sự là quá đột ngột, cho đến khi trong hợp đồng mới ký xuống tên của mình, Lạc Thần vẫn như cũ có chút chưa tỉnh hồn lại được, nhìn thấy Diệp Bạch đã xoay người rời đi, mới chợt thanh tỉnh lại, theo bản năng liền đi theo cô. Mới vừa bước chân ra khỏi phòng. Sau lưng liền truyền tới âm thanh âm trầm của Chu Văn Bân, Lạc Thần, cậu tốt nhất là suy nghĩ cho kỹ càng đi. Cậu thật sự muốn làm với người đại diện này, chưa dứt sữa lại không có chút tư chất nào như vậy sao? Bước chân của Lạc Thần dừng lại một chút, bất quá chỉ một giây, liền theo phương hướng của Diệp Bạch mà đi. Phanh, một tiếng vang thật lớn, trong phòng làm việc truyền tới âm thanh đạp ngã bàn của Chu Văn Bân. Trong công ty đứa trẻ thuận mắt ông ta còn lại rất nhiều. Ông ta muốn chơi ai bộ dáng gì không có cơ chứ. Lạc Thần đều đã 21 tuổi rồi, đã sớm không thể so được với năm đó, ông ta chẳng qua chỉ là bởi vì không chiếm được nên mới một mực nhớ nhung nhất định phải đoạt tới tay, ai biết được tiểu tử này lại có thể không biết phải trái như vậy cơ chứ. Được, rất tốt, ông ta ngược lại muốn nhìn một chút xem nếu Lạc Thần đi theo Diệp Bạch có thể có được loại kết quả gì. Trong phòng làm việc ở lầu 2, dù sao cũng là Trừ Hồng Quang tự mình đưa người xuống. Ngoài mặt vẫn là phải làm đúng mức, phòng làm việc của Diệp Oản Oản mặc dù không có lớn hay xa hoa như Chu Văn Bân, nhưng điều kiện cũng tương đối khá, rộng rãi giản lược, ánh sáng quang đãng đầy đủ. Tự mình xử lý một chút đi, Diệp Oản Oản từ trong một cái trong ngăn kéo lôi ra một cái hòm thuốc. Lạc Thần vùi đầu xuống, không nói một tiếng nào tự mình rửa sạch vết thương cho chính mình, sau đó đơn giản tại chỗ băng bó lại vết thương một chút. Diệp Oản Oản kéo ghế ra, ngồi trước bàn làm việc. Ung dung thản nhiên mà quan sát người đàn ông trước mắt một cái. Nói là đàn ông, cô ngược lại cảm thấy dùng từ thiếu niên càng thích hợp hơn.
Bởi vì giờ khắc này Lạc Thần mà cô nhìn thấy cũng giống như người trong hình 3 năm trước đây, người thiếu niên kia cơ hồ không có chút nào khác biệt hết. Chương 295, có đối tượng lui tới hay không? Chẳng qua tướng mạo không thay đổi, nhưng khí chất của một người sẽ biến đổi. 3 năm trước đây Lạc Thần tựa như một tờ giấy trắng, sạch sẽ không vướng bụi trần, tràn đầy linh khí cùng thiên phú, cái khí chất đặc biệt này trong giới giải trí coi trọng vật chất quả thật chính là một dòng nước trong. Nhưng cùng với khí chất như vậy cũng cực dễ làm cho người khác muốn chà đạp. Bây giờ mặt mũi của Lạc Thần vẫn như cũ tinh xảo hoàn mỹ, rõ ràng vẫn là bộ dạng của một thiếu niên nhưng đáy mắt lại là một mảnh hoang vu, không có có một tia sáng nào. Vốn là Diệp Oản Oản còn vẫn nghĩ không ra, năm đó nhân vật chính của Kinh Long nhờ bộ phim đó đã có danh tiếng lớn, ngay cả vai phụ cũng đều thành danh không quá tệ, vì sao lại chỉ có một mình Lạc Thần mai danh ẩn tích, hiện tại cuối cùng cô cũng đã rõ ràng rồi. Năm đó Lạc Thần mới 18 tuổi, mới vừa gia nhập vào trường đại học, ôm trong lòng một mộng tưởng, thành công quay được bộ phim đầu tiên trong đời, hơn nữa bộ phim lại nổi tiếng, nhân sinh của anh ta như mới vừa vặn bắt đầu. Nung nấu ý chí suốt 18 năm, rốt cuộc anh ta cũng có thể bắt đầu dùng sự nhiệt tình của chính mình gây dựng sự nghiệp cho bản thân, rốt cuộc có thể kiếm tiền để cho mẹ anh ta được sống cuộc sống tốt hơn. Ngay khi Lạc Thần tưởng mình có thể có hết thảy các thứ này, lại ngay lập tức bị Chu Văn Bân bóp chết ngay khi đang còn trong trứng nước. Lạc Thần không quyền không thế, lúc nhỏ chỉ biết nghe lời mẹ, sau đó chỉ một câu nói của Chu Văn Bân liền có thể đem anh ta bước đến đường cùng, anh ta trơ mắt nhìn nghệ sĩ bên cạnh người cùng thời với mình, bao gồm những người kém xa anh ta một người tiếp theo một người vận đỏ, xa xa đem anh ta bỏ lại đằng sau. Trơ mắt nhìn mẹ mình càng ngày càng già yếu bệnh tật nhiều hơn mà anh ta vẫn như cũ bất tài vô lực, sự nghiệp thì hoàn toàn không thấy được hy vọng, không có tương lai tươi sáng hơn. Bởi vì Lạc Thần kiếp trước thật sự là quá trong suốt mờ nhạt, đối với Diệp Oản Oản hiểu biết duy nhất của cô về Lạc Thần chỉ có bộ phim Kinh Long mà thôi, cho nên cô cũng không biết Lạc Thần kiếp trước kết cục rốt cuộc là như thế nào, cô sợ là cũng không tốt lắm bởi vì Lạc Thần không có nổi tiếng, điều này đã nói rõ một điều anh ta cuối cùng cũng không có thỏa hiệp đối với yêu cầu của Chu Văn Bân. Trên ghế salon, Lạc Thần thân hình đơn bạc, mái tóc đen nhánh chất tóc nhìn qua rất mềm mại. Làn da tái nhợt như bị bệnh nặng dường như chạm vô cũng có thể bị vỡ vụn. Diệp Oản Oản nhìn Lạc Thần cúi thấp cổ xuống, không nói tiếng nào bộ dáng tự mình xử lý vết thương cho mình nhìn qua nhu thuận lại nghe lời, làm tim cô không khỏi có chút mềm nhũn. Không có cách nào khác nha, xét về tuổi tác hay tâm lý cô giàu gì cũng là một thục nữ đã 27 tuổi rồi, nhìn thấy tiểu tử đơn thuần mềm mại như vậy, khó tránh khỏi có tình thương của mẹ tràn lan. Lạc Thần cảm giác được có tầm mắt nhìn chằm chằm trên người của mình. Có chút bất an ngẩng đầu hướng về người đang ngồi sau bàn làm việc nhìn lại, trong đôi tròng mắt trong suốt kia, rõ ràng thấy được vẻ phòng bị cùng cảnh giác. Suốt 3 năm bị chèn ép, gần như đã hoàn toàn tiêu hủy tất cả ngây thơ cùng sự đơn thuần của anh ta không có cách nào tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào nữa, cho dù người này mới vừa cứu mình từ trong tay Chu Văn Bân ra ngoài. Ai biết, cậu ta có phải là người kế tiếp như Chu Văn Bân hay không? Nghĩ tới đây, trong nháy mắt Lạc Thần liền căng thẳng. Giờ phút này, Diệp Oản Oản cũng đã tỉnh hồn lại, bắt đầu làm chính sự. Cô mở ra một quyển sổ màu đen cùng máy vi tính sách tay, sau đó trực tiếp mở miệng hỏi, anh trong 3 năm này có nhận vai diễn cùng thông báo quay quảng cáo nào không? Lạc Thần sắc mặt một mảnh u ám, âm thanh khàn khàn nói, không có vai diễn, cũng không có thông báo quay quảng cáo nào cả. Câu trả lời này cũng tương đối giống như trong suy nghĩ của cô. Diệp Oản Oản, anh có việc riêng sao? Lạc Thần lắc đầu, không có, công ty không cho phép. Diệp Oản Oản tiếp tục hỏi, vậy anh có nói yêu đương hay có đối tượng nào lui tới hay không bao gồm cả trong quá khứ? Lạc Thần hơi sửng sốt một chút, thân thể vì vấn đề đó mà căng thẳng lên chút ít, mấp máy môi trả lời, không có quá khứ cũng chưa từng. Diệp Oản Oản nghe vậy hơi có chút ngoài ý muốn gõ bút máy trong tay một cái, mặc dù Lạc Thần tuổi không lớn lắm, nhưng 21 tuổi cũng không tính là nhỏ rồi. Cộng thêm loại tướng mạo đẹp trai này của anh ta, thế mà ngay cả một lần yêu đương cũng chưa có nói qua. Lạc Thần à, anh có cần ngây thơ như vậy hay không? Chương 296, tại sao hết lần này tới lần khác là mình? Vậy bạn giường, bạn tình một đêm thì sao? Diệp Oản Oản nghiêm túc tiếp tục hỏi. Nếu như không có là tốt nhất, nếu như có, cô nhất định phải trước thời hạn xử lý xong hết thảy những lịch sử đen tối của anh ta. Có thể bởi vì Diệp Oản Oản hỏi quá thẳng thắn cho nên sống lưng của Lạc Thần căng thẳng thẳng hơn bao giờ hết trả lời, không có.
Vẻ nghiêm túc trên mặt của Diệp Oản Oản lúc này mới thu lại thêm vài phần, rất tốt. Nói xong tiếp tục công việc hỏi chuyện của mình, vậy tài khoản Weibo bây giờ của anh là ai đang quản, có phải ở trong tay anh hay không? Anh Bân đang quản lý đi, Lạc Thần trả lời. Khó trách 3 năm qua động tĩnh trên Weibo thật là ít ỏi. Diệp Oản Oản cau mày, ngay sau đó mở miệng nói, được, tôi biết rồi, tôi sẽ lấy về. Sau khi lấy trở về tôi sẽ đưa cho anh xem tất cả các tài khoản xã hội của mình, anh nhớ kiểm tra cẩn thận một lần, nếu có nội dung nào không ổn thỏa lập tức xóa bỏ, tôi sẽ kiểm tra lại một lần nữa. Lạc Thần theo bản năng nghe theo sự sắp xếp của cô trả lời, được. Đúng rồi, công ty có phát tiền lương cơ bản cho anh không? Diệp Oản Oản hỏi. Lạc Thần vẻ mặt khổ sở, đã có nửa năm không có phát lương cho tôi rồi. Vậy anh trong khoảng thời gian này làm cái gì vậy? Diệp Oản Oản hỏi. Vẻ mặt của Lạc Thần tựa hồ có hơi khó chịu nói, tôi không làm được gì cả. Việc Lạc Thần không có công tác được tiếp nhận chắc có liên quan đến Chu Văn Bân, anh ta lại không thể tiếp nhận công việc riêng nếu không sẽ bị công ty kiện, cho nên Lạc Thần cũng chỉ có thể ăn không ngồi rồi, không làm gì cả. Diệp Oản Oản nghe vậy sắc mặt lạnh lùng. Ký hợp đồng với nghệ sĩ cơ bản là có tiền lương, nhưng Chu Văn Bân không an bài cho anh ta quay quảng cáo cùng đóng phim, lại kiên quyết nắm chặt hợp đồng của anh ta không muốn thả anh ta đi, thậm chí ngay cả khoản tiền lương cơ bản đều muốn trừ đi, rõ ràng là muốn đem Lạc Thần ép vào đường cùng mà. Những khoản tiền lương thật là ít ỏi kia cơ bản đối với các nghệ sĩ khác như chỉ là đi thực hiện một đoạn quảng cáo nhỏ, cho tạp chí chụp mấy tấm hình mà thôi. Nhưng đối với Lạc Thần mà nói đây lại là nguồn thu nhập duy nhất tại công ty mà anh ta có thể có được. Chỉ mới nghĩ thoáng qua cũng có thể biết được anh 3 năm nay làm sao qua được, rõ ràng là một người tràn đầy thiên phú và linh khí, vốn nên ở giới nghệ sĩ này thi triển được nét tài hoa của mình, thế nhưng anh ta lại phải gắng gượng mỗi ngày chỉ có thể ở tầng lớp cuối cùng làm chút ít chuyện không có liên hệ nào tới công việc mình muốn để có thể kiếm được chút tiền. Lạc Thần phỏng chừng một lòng nghĩ cố gắng nhịn 2 năm liền tưởng mình có thể ký hợp đồng với những công ty khác, ngay cả khoảng thời gian 5 năm quý báu nhất của mình cũng không quá quan tâm, coi như hợp đồng của Lạc Thần hết thời hạn thì lấy thủ đoạn của Chu Văn Bân, cũng tuyệt đối sẽ không để cho anh ta có cơ hội ra mặt. Không có người nào muốn một nghệ sĩ toàn thân mang lại phiền toái cho mình. Trước phòng làm việc của Chu Văn Bân, cô giống như nghe được lời nói liên quan đến mẹ của Lạc Thần, tiền thuốc thang của mẹ anh ta cũng sắp không trả nổi nữa rồi. Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói, công ty bên này thiếu tiền lương của anh, tôi để cho người phát một lần cho anh trước tiên cầm đi làm chuyện cần làm của mình đi. Diệp Oản Oản nói xong liền lấy điện thoại gọi cho Bộ Tài vụ. Chử Hồng Quang mới vừa phát bão xong cho nên Chu Văn Bân không dám đối với loại chuyện như thế này mà làm khó cô, loại chuyện nhỏ này cô vẫn có thể làm chủ được. Quả nhiên, Bộ Tài vụ bên kia cũng tùy tiện oán trách mấy câu. Nói công ty muốn tăng thu giảm chi không nuôi người rảnh rỗi, bất quá cuối cùng vẫn là đồng ý kết toán cho Lạc Thần. Có thể rồi, tí nữa anh trực tiếp đi đến Bộ Tài vụ lĩnh tiền nhé. Lạc Thần thấy Diệp Oản Oản ở tại chỗ gọi điện thoại giúp anh ta đem hơn nửa năm tiền lương đòi lại, ánh mắt khẽ nhúc nhích, âm thanh khô khốc mà mở miệng nói cảm ơn. Mặc dù hơn nửa năm tiền lương cộng lại cũng chỉ có hơn 10.000 nhưng anh ta lại thật sự cần trong trường hợp này. Nhưng sau này thì sao anh ta hoàn toàn không biết như thế nào nữa? Chàng trai này thực sự muốn dẫn dắt mình sao? Nhưng tại sao hết lần này tới lần khác lại là mình? Tại sao Chu Văn Bân dùng Lâm Hạo cùng mình trao đổi, cậu ta cũng không đồng ý? Lạc Thần không biết mình có điểm nào đáng giá để cho cậu ta tiêu tốn tinh lực lớn như vậy, thậm chí không tiếc cùng Chu Văn Bân kết thù chứ? Chương 297, xu hướng giới tính. Nếu như nói... 3 năm trước đây thời điểm anh ta mới xuất đạo, xác thật thành công một phen, thậm chí bản thân còn có được cơ hội nổi tiếng, nhưng trong 3 năm này, bởi vì thịnh hành trào lưu tiểu thịt tươi, mỗi một công ty đều nếm được ngon ngọt sau đó tất cả đều điên cuồng tạo ra hàng loạt tiểu thịt tươi mới, hình tượng tiểu thư sinh ngày càng nhiều hơn, tình hình cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Chỉ là công ty bọn họ không có ý định cho anh ta luyện tập cùng thực tập sinh mới, hơn nữa từng người một đều là dung mạo thượng cấp, tuổi tác lại từ khoảng 16 đến 20 tuổi. Trong khi đó anh ta đã bỏ lỡ thời điểm độ tuổi tốt nhất rồi, cho nên nếu anh ta gia nhập thì vị trí cùng cách xưng hô phi thường lúng túng. Những thứ này anh ta đều vô cùng rõ ràng. Diệp Oản Oản nhìn thấy Lạc Thần người đối diện mình tinh thần có chút không tập trung, sắc mặt càng thêm nghiêm túc, mở miệng nói, còn có một vấn đề cuối cùng, xu hướng giới tính của anh là gì? Chợt nghe được vấn đề này, trên mặt Lạc Thần toàn bộ phần máu mà anh ta mới vừa có thêm vài phần mất hết, thân thể thoáng cái cứng ngắc giống như một tảng đá.
Diệp Oản Oản nhìn bộ dáng của Lạc Thần, cơ hồ có chút không đành lòng không muốn tiếp tục hỏi tiếp, nhưng cô không có cách nào khác nha, đây đều là những vấn đề vô cùng trọng yếu, cô nhất định phải biết rõ. Nhất là vấn đề về xu hướng giới tính, mặc dù bây giờ xã hội đã rất khai hóa, đối với tình yêu cùng phái độ chấp nhận càng ngày càng cao, thậm chí thị trường hủ nữ càng ngày càng lớn, nhưng độ chấp nhận trong giới truyền thông thật sự không quá cao, giới giải trí đối với loại tình cảm này càng là kiêng kỵ. Cộng thêm cấp trên quản lý, nghệ sĩ giới giải trí một khi bị chứng minh là người đồng tính luyến ái thì kiếp sống nghệ sĩ coi như xong rồi. Diệp Oản Oản vẫn quyết tâm hỏi lại, cái vấn đề này rất khó trả lời sao, anh thích con trai, con gái, hay là cả hai? Lạc Thần hiển nhiên đối với vấn đề này phi thường bài xích, đôi môi có chút run rẩy, một lúc lâu sau mới xuất ra hai chữ con gái. Diệp Oản Oản tinh tế quan sát một cái, câu trả lời của Lạc Thần không giống như giả bộ. Thái độ của anh ta đối với đàn ông con trai rõ ràng rất chán ghét, bất quá, thời điểm anh ta nói tới con gái dường như cũng không có cảm tình gì. Tóm lại không có phương diện kia là tốt rồi. Diệp Oản Oản nhìn Lạc Thần đã bị mình dọa sợ liền thả giọng nói mềm mại nói, thật xin lỗi đã hỏi anh nhiều như vậy, có chút vấn đề có khả năng làm cho anh thấy khó chịu. Nhưng hiện tại tôi là người đại diện của anh rồi, đối với anh hết thảy mọi chuyện tôi đều phải hiểu hết toàn bộ. Bắt đầu từ hôm nay. Toàn bộ công việc của anh bất luận lớn hay nhỏ tôi đều phụ trách, không giới hạn với phương diện công tác, nhận vai diễn, quay quảng cáo, chuyện anh ăn ở, hoạt động xã giao bình thường của anh, bằng hữu bên người hay lui tới, đối tượng yêu đương, người thiết lập đối ngoại, ngôn ngữ cử chỉ, tất cả những thứ này đều phải nghe theo sự sắp xếp của tôi. Bất kỳ tình huống đột ngột nào phát sinh nhất định phải ngay lập tức nói cho tôi biết, bao gồm những vấn đề mà anh mới vừa trả lời tôi kia, không thể có bất kỳ giấu giếm nào. Đối với những điều tôi mới nói, anh có vấn đề nào thắc mắc bây giờ có thể hỏi tôi sẽ trực tiếp giải thích cho anh. So sánh với giọng điệu của Chu Văn Bân mỗi lần đều là âm thanh lời nói nhỏ nhẹ ngôn ngữ trêu đùa cùng với uy hiếp dụ dỗ, còn người đại diện mới này thái độ đối với anh ta quả thật gọi là quá nghiêm khắc, nhưng thái độ như vậy lại làm anh ta không khỏi an lòng, rũ đầu xuống nhẹ nhẹ gật vài cái, ngoan thuận mà mở miệng nói tôi sẽ phối hợp với những yêu cầu của anh. Diệp Oản Oản thấy vậy lộ thần sắc thỏa mãn. Không có muốn lãng phí thời gian lại tiếp tục cùng anh ta trò chuyện thêm chút chi tiết công việc nữa. Cho đến khi xác định không có bỏ sót cái gì rồi, Diệp Oản Oản mới dừng lại, ok, hôm nay tới đây thôi, anh cho tôi phương thức liên lạc của anh. Buổi tối đi ngủ sớm một chút, sáng sớm ngày mai trước 9 giờ tới phòng chụp ảnh của công ty. Nếu không có vấn đề gì anh có thể đi về. Lạc Thần theo lời Diệp Oản Oản lấy điện thoại di động ra thêm số của đối phương vào WeChat của mình. Sau đó tâm tình phức tạp rời khỏi phòng làm việc. Người đàn ông này là thực sự chọn anh ta sao? Tại sao lại có thể bình tĩnh đem tiền đặt cuộc đặt ở trên người của mình như vậy? Lạc Thần suốt 3 năm qua đã không có diễn qua vai diễn nào cả. Anh ta thực sự có thể tiếp tục mơ ước của mình không? Nếu nói anh ta sợ người đàn ông này thì điều anh ta sợ hơn chính là chính mình không làm được. Chương 298, Hồ Bơi Tụ Hội. Cả một ngày Diệp Oản Oản đều ở trong văn phòng muốn làm quen với nghiệp vụ, bận rộn với đủ loại thủ tục bàn giao, chờ thời điểm phục hồi tinh thần lại, trời đã tối rồi. Thấy sắc trời đã tối, Diệp Oản Oản liền duỗi cánh tay hoạt động gân cốt một chút, đem tài liệu sửa sang lại sau đó liền chuẩn bị về nhà. Mặc dù trước mắt chuyện phải làm cùng việc học tập quá nhiều bận rộn, nhưng cô vẫn rất hưởng thụ loại cảm giác phong phú như vậy, cảm giác này làm cho cô thấy mình còn sống. Bước khỏi ra cửa công ty. Diệp Oản Oản đang đi ở ven đường, sau lưng đột nhiên truyền tới một trận âm thanh tiếng xe ô tô, ngay sau đó một chiếc Porsche màu xám bạc chậm rãi lái đến dừng bên cạnh cô. Cửa sổ xe xuống kéo, vị trí ghế lái lộ ra một gương mặt tuấn lãng chói mắt. Diệp Bạch, người bên trong xe hướng về phía cô kêu lên một tiếng. Diệp Oản Oản ngoài ý muốn dừng chân lại, Hàn Thiên Vũ. Lên xe. Diệp Oản Oản biết xe của anh ta không tiện dừng ở ven đường quá lâu. Vì vậy nhanh chóng mở cửa xe ra, ngồi vào ghế kế bên người lái, anh đi ngang qua đây sao? Hàn Thiên Vũ khóe mắt hiện ra vẻ vui mừng, một nụ cười nhu hòa hiện ra, tôi cố ý chờ cậu. Có phải là Chu Văn Bân làm khó dễ cậu hay không chứ, làm sao mà mới ngày đầu tiên đi làm lại làm thêm giờ trễ như vậy? Khóe môi Diệp Oản Oản hơi hơi gợi lên mấy phần, mang theo mấy phần phách lối trời sinh trả lời, ông ta ngược lại mới là người bị ảnh hưởng nha. Nói bóng gió, không có được như ý. Tôi cũng cảm thấy được cậu sẽ không sao a. Hàn Thiên Vũ khẽ cười một tiếng, trong giọng nói có vẻ an tâm không che giấu được. Anh gần đây không có việc cần làm sao?
Diệp Oản Oản hơi có chút lo âu hướng về Hàn Thiên Vũ nhìn một cái. Án kiện liên quan đến bé gái kia đã giải quyết xong xuôi, theo lý thuyết khoảng thời gian này anh ta hẳn là phải phi thường bận rộn mới đúng, số lượng phóng viên muốn phỏng vấn anh ta rất nhiều. Nhưng Hàn Thiên Vũ ngoại trừ phát trên Weibo một bài cảm ơn những người tin tưởng ủng hộ anh ta thì ngay cả một lần phỏng vấn cũng không có tiếp, gần đây cũng không có xuất hiện trước mặt công chúng, thế cho nên fan của anh ta cũng sắp lo lắng gần chết, rất sợ do sự kiện lần này mà anh ta bị đả kích quá lớn, mất hết ý chí, thậm chí lo lắng anh ta sẽ muốn rời khỏi giới giải trí. Bây giờ vận mệnh quỹ đạo của Hàn Thiên Vũ đã thay đổi, cô cũng không thể nào đoán trước được tương lai của anh ta sẽ như thế nào. Nhận ra được đôi mắt lo âu của đối phương, Hàn Thiên Vũ trong lòng thấy ấm áp, cho chính mình nghỉ ngơi mấy ngày thôi, bù lại khoảng thời gian vất vả trước đây. Đúng rồi, buổi tối có người bạn mời tôi tới dự tiệc, số lượng những người nổi tiếng trong giới giải trí này cũng khá nhiều, tôi có thể giới thiệu cho cậu biết, cậu có muốn đi không? Vụ án kia quả thật đã làm cho anh ta mất hết tâm lực quá mệt mỏi rồi, cho dù đã giải thích, đối với anh ta vẫn tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Thế cho nên gần đây đối với chuyện gì xảy ra cũng không có giúp anh ta dậy nổi tinh thần của chính bản thân mình. Người đại diện sợ anh ta xuất hiện tật xấu cho nên đến buộc anh ta đi ra ngoài giải trí, thuận tiện giải quyết mấy tin đồn nhảm nói anh ta muốn rút lui khỏi vòng giải trí, vì vậy anh ta lúc này mới qua loa lấy lệ mà đi ra khỏi cửa. Lái xe ở trên đường chạy từ từ tới chỗ anh ta cần đến, không biết sao trong lúc vô tình anh ta lại lái đến truyền thông Quang Diệu mất rồi. Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút. Cô hiện tại quả thật cần tích lũy mạng lưới giao thiệp của mình, cô cũng biết Hàn Thiên Vũ có ý định giúp đỡ mình, vì vậy cảm kích mở miệng nói, được a, vừa vặn tối nay cũng không có cái gì cần sắp xếp cả. Cảm ơn anh nhé. Hàn Thiên Vũ nguyên bản còn không có hứng thú lắm, nhưng thấy Diệp Bạch đáp ứng đi cùng mình chẳng biết tại sao tâm tình liền khá hơn. Chờ lúc đến địa điểm tụ tập Diệp Oản Oản có chút sững sờ. Địa điểm tổ chức họp mặt là một cái hồ bơi lộ thiên. Khắp nơi có thể thấy mỹ nữ một thân áo tắm hai mảnh bikini, nóng bỏng cùng tiểu thịt tươi chỉ mặc quần bơi ở trong hồ bơi cười nói chơi đùa. Sao anh không nói cho tôi biết nơi họp mặt là hồ bơi? Thế nào, có gì không ổn sao? Hàn Thiên Vũ không hiểu hỏi lại. Diệp Oản Oản nhéo mi tâm một cái đáp, không có cái gì. Cũng còn may là mọi người cũng không phải toàn bộ đều mặc đồ bơi, bên bờ cũng không thiếu nam nữ trẻ tuổi ăn mặc lễ phục đang uống rượu nói chuyện trên trời dưới đất. Chương 299, tôn nghiêm của đàn ông. Trời ơi, mau nhìn kìa, người đứng ngoài cửa kia có phải là Hàn Thiên Vũ hay không a? Sau khi xảy ra chuyện anh ta cũng không có xuất hiện ở trong giới nha, sao hôm nay lại có thể xuất hiện được? Tôi còn tưởng rằng anh ta thật sự là muốn rút lui rồi ra nước ngoài ẩn cư nữa nha. Dọa tôi một hồi luôn. Làm sao có thể, nhân họa đắc phúc, anh ta hiện tại nghệ sĩ nổi nhất đương thời nha, vinh quang tột đỉnh. Chuyện lần này đã làm vị trí cùng nhân khí của anh ta đè áp được cả Lăng Thiếu Chiết cùng Cung Húc nha. Đoạn thời gian trước sự tình của Hàn Thiên Vũ oanh động toàn bộ giới giải trí, tất cả mọi người đều đang vô cùng chú ý, giờ phút này đã nhiều ngày không thấy Hàn Thiên Vũ thì anh ta lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của tất cả những người đang có mặt ở đây. Lúc trước toàn bộ giới giải trí đều cho là Hàn Thiên Vũ lần này khẳng định xong rồi, dù sao nghe nói hoàn cầu đều đã chuẩn bị buông tha. Ai biết được thế cục lại đảo ngược chỉ trong nháy mắt, Hàn Thiên Vũ không chỉ không có ngã xuống mà còn bởi vì chuyện lần này địa vị vững chắc hơn, nhân khí cùng danh vọng cũng đạt tới đỉnh cao, anh ta trở thành đại diện chính của giới giải trí, lúc trước có bao nhiêu đen hiện tại liền có bấy nhiêu đỏ. Giới giải trí đều là nơi dẫm đạp nhau, chen nhau nịnh bợ người cao hơn vị trí của mình, thời điểm Hàn Thiên Vũ gặp họa tất cả mọi người đều lẩn tránh xa cách, vào lúc này thấy anh ta quay lại còn lợi hại hơn xưa tất cả đều tới tiếp cận muốn lôi kéo làm quen. Trừ cái đó ra, người đàn ông lạ mặt bên cạnh Hàn Thiên Vũ cũng đưa tới không ít sự chú ý. Chờ một chút, người bên cạnh Hàn Thiên Vũ kia là ai a, thật là đẹp trai. Không biết, chưa từng thấy a, người mới của Hoàn Cầu sao? Thấy tò mò đã có người tiến lên hỏi thăm, Thiên Vũ, vị này là... Bạn của tôi, Diệp Bạch. Hoàn Cầu lúc nào lại có người mới đẹp trai như vậy mà tôi lại có thể không biết chứ? Anh ta là người đại diện mới gia nhập. Hàn Thiên Vũ trả lời. Diệp Oản Oản đúng lúc đưa lên danh thiếp của mình mới vừa làm xong hôm nay nói, xin chào, đây là danh thiếp của tôi. Người đại diện, đối phương kinh ngạc mà nhìn chàng trai trẻ tuổi trước mắt giơ tay nhấc chân đều kèm theo khí thế không ai có thể bì được.
Mặc dù trong giới này cũng có người đại diện có tướng mạo có thể so với nghệ sĩ nhưng người còn trẻ lại đẹp trai như vậy ngược lại thật là không thấy nhiều. Hàn Thiên Vũ làm sao lại đột nhiên đi cùng với một người đại diện mới vào nghề như vậy chứ? Anh ta không có khả năng muốn đổi người đại diện chứ? Diệp Oản Oản cũng không hy vọng một lần này đi tham gia bữa tiệc kiểu này liền có thể kéo được tài nguyên gì, cho nên chỉ thuần túy đi theo bên cạnh Hàn Thiên Vũ làm quen với những gương mặt này, sau đó đem những người mà mình đã gặp từng người tất cả đều ghi nhớ lại. Những người ở trong giới giải trí này, không chừng lúc nào đó cô có thể dùng tới rồi. Hàn Thiên Vũ dẫn Diệp Oản Oản cùng mấy bạn bè quen biết chào hỏi xong, sau đó liền tìm một góc khá yên tĩnh ngồi xuống trò chuyện. Có nhân viên phục vụ bưng mâm đựng rượu đi qua, Hàn Thiên Vũ nhận lấy một ly, thời điểm nhân viên phục vụ đi về phía Diệp Oản Oản, Thiên Vũ nhìn nhân viên phục vụ mở miệng nói, cậu ấy không thể uống rượu, phiền toái cho cậu ấy một ly Belarus. Diệp Oản Oản ngoài ý muốn nhướng nhướng mày, không nghĩ tới Hàn Thiên Vũ lại cẩn thận như vậy, chỉ một lần liền nhớ kỹ thói quen của cô. Bất quá Belarus, loại này là rượu cốc tai chỉ thêm ít vodka, phần lớn đều là sữa bò, mặc dù rất thuận miệng, nhưng cái này đa số đều không phải là thích hợp cho con gái uống sao. Kiếp trước cô cũng không nghe lời giống như bây giờ, đối nghịch với Tư Dạ Hàn, uống say không còn biết gì là chuyện bình thường như cơm bữa, cho nên đối với rượu đều biết một chút. Không cần làm phiền, liền lấy ly này đi. Diệp Oản Oản mở miệng nói xong theo trên khay cầm lấy một ly whisky. Hàn Thiên Vũ thấy vậy không hiểu hỏi, không phải là bạn gái không cho uống sao? Diệp Oản Oản bĩu môi một cái, đó là bởi vì lần trước, bạn gái, đang ngồi ở bên cạnh cô không dám có được không? Trước khi tới cô cũng đã nghe ngóng bên phía Hứa Dịch rồi, Tư Dạ Hàn tối hôm qua bị điện thoại gọi đi sau đó liền bay đi nước ngoài công tác rồi, hôm nay khẳng định không trở lại, dĩ nhiên là cô có thể lớn mật mà uống rượu rồi. Đương nhiên, quan trọng nhất là, vì tôn nghiêm của đàn ông. Cô là một người đàn ông làm sao lại uống loại rượu ẻo lả như thế được. Cô ấy hai ngày nay không có ở đây. Diệp Oản Oản một bộ dáng vẻ như ăn trộm lén lút làm việc xấu, lại đem một mặt hình tượng đàn ông sợ vợ lại len lén dùng mánh lưới diễn có thể nói tinh tế mà đáp lại lời của Hàn Thiên Vũ. Hàn Thiên Vũ cũng là đàn ông, tự nhiên cảm thấy hành động của Diệp Oản Oản không thể bình thường hơn được, cười một tiếng, sau đó thuận miệng hỏi, đúng rồi, nghe nói cậu chọn làm người đại diện cho Lạc Thần sao? Chương 300, không đi xuống bơi một vòng. Diệp Oản Oản gật đầu đáp, đúng a. Tại sao lại là cậu ta? Diệp Oản Oản cũng không tiện giải thích lý do, cũng không thể nói cô biết trước tương lai được, vì vậy liền thuận miệng trả lời, hợp nhãn hợp duyên đi. Hàn Thiên Vũ cười khẽ, không bằng cậu nói thẳng ra là cậu ta dáng rất đẹp trai đi. Diệp Oản Oản cũng cười, nhún nhún vai nói, đó là sự thật không phải sao, chính mình nhìn thấy chân nhân đẹp trai hơn thật tốt ha. Không hổ là quốc dân mối tình đầu năm đó mà. Hơn nữa đây là ở dưới tình huống trạng thái của Lạc Thần rất kém cỏi, chỉ là nhìn căn cơ cũng đã khá vô cùng rồi. Nhưng tướng mạo tốt cũng không khó tìm, chỉ là tư chất của Lạc Thần thật sự là không tệ, đáng tiếc vận khí kém một chút, hơn nữa tình cảnh bây giờ rất không tốt. Hàn Thiên Vũ nói tới chỗ này, đáy mắt xẹt qua một tia tâm tình chán ghét. Chu Văn Bân làm những chuyện kia người ngọ ai giới bị lừa gạt không ai biết, nhưng điều đó không có nghĩa là không có ai biết đến. Lạc Thần vì sao lại bị che giấu tẩy trắng, anh ta cũng có thể đoán được một chút. Mặc dù không biết kế hoạch của Diệp Bạch là cái gì, nhưng trong tiềm thức anh ta vẫn tin tưởng Diệp Bạch lựa chọn Lạc Thần tự có đạo lý của mình. Tóm lại, nếu như có chỗ cần hỗ trợ thì cậu cứ nói tôi sẽ cố gắng giúp đỡ. Hàn Thiên Vũ mở miệng nói. Diệp Oản Oản nhấp miếng rượu đáp, yên tâm, tôi sẽ không cùng anh khách khí đâu. Thái độ của Diệp Oản Oản để cho tâm tình của Hàn Thiên Vũ tốt hơn mấy phần. Hướng về hồ bơi nhìn một cái, sau đó mở miệng nói, không có chuyện gì thì đi xuống bơi một vòng đi. Diệp Oản Oản bưng ly rượu, ung dung nghiêng đầu tay trống lên trán nói, thôi tôi lười thay quần áo lắm, anh đi đi. Tới hồ bơi tụ tập mà không bơi lội được sao? Tôi xem anh bơi là được rồi. Hàn Thiên Vũ nhìn cô bộ dáng lười biếng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, rồi tự mình đi đến chỗ hồ bơi. Rất nhanh Hàn Thiên Vũ liền thay quần áo xong đi ra. Toàn thân chỉ mặc một chiếc quần bơi lam đen gập lại bó sát người. Diệp Oản Oản lấy góc độ thuần túy thưởng thức quan sát cơ thể trước mắt một chút. Da thịt của Hàn Thiên Vũ rất khỏe mạnh màu mật ong nhạt, vóc người được bảo dưỡng tương đối tốt, nhìn một cái liền biết đã được giữ gìn trong một thời gian dài. Cơ bụng 8 khối tiêu chuẩn hoàn mỹ, nhìn xuống dưới làm người ta mơ mộng, eo rộng mông thon, phía dưới cùng là đôi chân dài to lại thẳng.
Tại chỗ toàn những tiểu thịt tươi như thế này, Bạch Trảm Kê chiếm đa số, vóc người Hàn Thiên Vũ quả thật là vô cùng tốt. Cho nên, mới vừa thay quần áo xong đi ra liền có ngôi sao nữ nhỏ ở bên cạnh kích động đến hét lên. Vóc người của Hàn Thiên Vũ cũng quá tốt đi. Lần trước có người nào lại muốn chết dưới thiên đao nói Hàn Thiên Vũ tìm người thay thế mình, vóc người này còn cần dùng thế thân sao? Cái cơ bụng kia thật sự muốn sờ một cái quá đi. Còn có đôi chân dài to đó nữa chứ. Hàn Thiên Vũ đối với vóc người của mình vẫn thật sự có lòng tin, thoải mái đứng ở nơi đó mặc cho Diệp Oản Oản nhìn, sau đó tiện tay đưa tay ném di động của mình cho cô rồi nói, tôi đi xuống bơi mấy vòng, giúp tôi bắt điện thoại di động nếu có ai gọi đến nhé. Điện thoại di động loại đồ riêng tư như thế này đều giao cho cô bảo quản, có thể thấy được Thiên Vũ đối với cô không có phòng bị chút nào. Hàn Thiên Vũ xuống nước xong, sau đó chung quanh lại là một tràng thốt lên. Cũng không biết có phải là bị rượu ảnh hưởng hay không, Diệp Oản Oản lại nghe được chung quanh có thanh âm thán phục, trong đầu không khỏi liền hiện lên một thân thể khác. Hơn nữa còn là người khỏa thân. Bên dưới ánh nắng sáng sớm, một bóng lưng trần trụi của nam nhân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 301, cô chỉ muốn ngủ cùng cậu ấy. Không giống với Hàn Thiên Vũ người luôn tuân theo một lịch trình nghiêm khắc để có được mốt vóc người tiêu chuẩn, thân thể của Tư Dạ Hàn mỗi một đường cong đều có lực bộc phát cùng dã tính cực mạnh, sự hoàn mỹ lưu loát giống như một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, nhất là vẻ ngoài của anh còn tỏa ra chút dục vọng gợi cảm cùng cám dỗ mang lại cho người nhìn một cảm giác nóng bỏng, nhưng con người của Tư Dạ Hàn lại cực kỳ lạnh lẽo giống như băng tuyết ngàn năm không bao giờ tan chảy. Sự đối lập này làm cho người khác khi gặp Tư Dạ Hàn luôn có sự tò mò muốn tìm hiểu cùng chinh phục. Thật là điên quá a, cô quả thật là uống say quá rồi. Ngay tại nơi này nhiều tuấn nam mỹ nữ như vậy, thế mà cô cũng có thể tự mình ảo tưởng ra cảnh thân thể Tư Dạ Hàn trần trụi, thực ra quan hệ giữa bọn họ duy nhất chỉ có một lần đó là, sâu sắc hơn mọi lần mà thôi, lần đó anh nằm trên người của cô quá nặng nề nóng bỏng giống như muốn đem cô hủy đi nuốt hết vào bụng vậy. Dừng lại ngay. Diệp Oản Oản dùng sức lắc đầu một cái, cố gắng xóa đi những hình ảnh trong đầu càng ngày càng hạn chế lứa tuổi kia. Bên kia, Hàn Thiên Vũ sau khi bơi xong mấy vòng liền đi lên, trên người mang theo giọt nước, đi tới trước mặt cô. Diệp Oản Oản tiện tay đem khăn tắm đặt ở trên ghế đưa cho anh ta. Cảm ơn, Hàn Thiên Vũ nhận lấy khăn tắm màu trắng, tiện tay xoa xoa thân thể, sau đó để cho nhân viên phục vụ rót cho anh ta một ly rượu đỏ. Hàn Thiên Vũ bên này mới vừa ngồi xuống, lúc này, một cô gái mặc quần đỏ, mang đôi giày cao gót diêm dúa lẻ loẹt hướng về phía của hai người đi tới. Cô gái không nói lời nào liền hướng cơ bụng của Hàn Thiên Vũ sờ soạng một cái, hành động của cô gái kia ngay lập tức làm cho bốn hướng nổi một trận khí xôn xao, mấy nữ minh tinh đang ngồi đó ước gì mình là đôi tay kia để có thể cảm nhận được cơ bụng mà mình đã khao khát muốn sờ vào bao lâu nay. Ai nha, Thiên Vũ tiểu thiên sứ a, vóc người của cậu càng ngày càng tốt nha. Nhìn người mới tới dù chính mình đang bị người ta ăn đậu hủ nhưng trên mặt của Hàn Thiên Vũ xẹt qua một tia bất lực không nói được gì cả, hâm tỉ. Diệp Oản Oản vào lúc này đã có chút ít men say, đột nhiên nhìn thấy một đại mỹ nhân như một cảnh đẹp ý vui hướng về phía mình đi tới, ánh mắt nhất thời phát sáng thêm vài phần. Nữ hoàng điện ảnh Kiều Khả Hâm a. Ách, không đúng, hiện tại Kiều Khả Hâm còn chưa có nhận được danh hiệu nữ hoàng điện ảnh. Bất quá cũng sắp rồi do buổi lễ trao giải cũng chuẩn bị diễn ra trong thời gian ngắn nữa thôi. Kiều Khả Hâm là người nghệ sĩ điển hình dựa vào gương mặt của mình để có thể lăn lộn được trong giới giải trí, hơn nữa đó còn là hình ảnh của một ngự tỷ, nhân khí rất cao, đáng tiếc bởi vì hình tượng hạn chế cho nên dù đã hơn 30 tuổi nhưng ngay cả một giải thưởng hàm kim lượng cũng không thể chạm đến, vì vậy cô ấy bị rất nhiều người lên án, mỗi lần nữ minh tinh này đều bị người khác đối nghịch bôi đen hoàn toàn hình tượng của mình mới thôi. Diệp Oản Oản nhớ đến kiếp trước thời gian mà Kiều Khả Hâm nhận được giải nữ hoàng điện ảnh Kim Lan chính là năm này. Kiếp trước cô rất yêu thích Kiều Khả Hâm, mặc dù cô ấy ăn mặc vô cùng diêm dúa, số lượng bạn trai giao thiệp qua cũng là vô số, nhưng trong số ít ỏi những người nghệ sĩ trong giới giải trí này đó lại là người có được cuộc sống khá chân thật tùy ý như vậy. Thật ra thì cô đơn thuần chỉ là hâm mộ Kiều Khả Hâm có số lượng bạn trai như có thể mở được một hậu cung lớn mà thôi. Hơn thế nữa từng người bạn trai cũ của Kiều Hâm đều là siêu cấp đại soái ca, độ tuổi của tất cả những người đó đều nhỏ hơn cô ấy, giá trị nhan sắc cực kỳ cao, vóc người lại hết sức đẹp đẽ mê người. Năm đó liền có fan quỳ xuống cầu xin Kiều Hâm mở một khóa học làm sao có thể tán được người khác,
rồi còn tỏ vẻ đến lúc đó nhất định sẽ mở ra một tài khoản VIP trong một năm để theo dõi Kiều Hâm. Giờ phút này, ánh mắt của Kiều Khả Hâm đang tùy ý đánh giá người thanh niên đang ở bên người Hàn Thiên Vũ, ánh mắt đó không hề che giấu sự hứng thú của mình một chút nào cả. Thiên Vũ, làm bạn của cậu bao năm qua nhưng tại sao tôi lại chưa từng thấy có người đẹp trai như vậy, sao cậu không giới thiệu cho tôi một chút đi? Hàn Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn cô một cái, nói thẳng, bạn của tôi tên Diệp Bạch, nhưng người ta đã có bạn gái rồi. Bị vạch trần mục đích của mình ngay tại chỗ, Kiều Khả Hâm cười ha hả nhưng cũng không thèm để ý mấy, ánh mắt quyến rũ như tơ mà liếc anh ta một cái trả lời, có bạn gái thì thế nào cơ chứ, một tỷ tỷ như tôi lại không cạnh tranh được với bạn gái hiện tại của cậu ta hay sao? Hàn Thiên Vũ cầm khăn tắm lên xoa xoa mái tóc đang ướt của mình, nhìn Khả Hâm một cái. Sau đó giọng nói bình tĩnh không lay động mà mở miệng nói, đúng vậy, cô chỉ là muốn ngủ cùng cậu ấy mà thôi. Kiều Khả Hâm nhất thời nũng nịu hờn dỗi nguyết anh ta một cái, ghét ghê á, sao cậu lại nghĩ tôi như vậy chứ tương đương. Hàn Thiên Vũ mở miệng nói, Hâm tỷ, cậu ấy không phải loại người như vậy đâu, vì vậy đừng đánh chủ ý lên người của cậu ấy. Hàn Thiên Vũ bên này vừa dứt lời xong, một bên liền truyền tới âm thanh của chàng trai kia, ai ra. Tôi làm sao lại không phải loại người như vậy chứ, tôi đúng là kiểu người đó à. Chương 302, uống say. Hàn Thiên Vũ. Diệp Oản Oản nói xong nhìn Kiều Khả Hâm, nhoẻn miệng cười rồi nói, tỷ tỷ yêu thích tôi sao? Kiều Khả Hâm gắng gượng chống lại cặp mắt sáng như ngôi sao kia nhìn tới phía mình, nhưng đáy lòng vẫn run lên. Cô đã gặp qua rất nhiều người có vẻ đẹp như soái ca, loại tươi non hơn nữa cũng là rất nhiều. Nhưng chàng trai trước mắt này thật sự là quá hấp dẫn người khác rồi. Kiều Hâm cô đã lui tới không biết với bao nhiêu người bạn trai rồi tuy nói người người đều là cực phẩm soái ca, nhưng sau đó liền cảm thấy không có ý gì để tiến xa hơn trong những mối quan hệ đó, tất cả những người kia đều như cùng một dạng hoàn toàn giống nhau. Nhưng chàng trai kêu là Diệp Bạch này mới vừa rồi cô chỉ nhìn đến cảnh cậu ta một mình ngồi ở trên ghế thưởng thức rượu. Không khí xung quanh rõ ràng rất là huyên náo nhưng lại mang đến cho cô cảm giác như cậu ta đang ở sâu trong rừng trúc, thích ý tự nhiên, tự rót tự uống, lại mang một chút buồn bã không phù hợp với tuổi tác của cậu ta. Cô nhìn từ phía xa liền bị một cảnh tượng này hấp dẫn sự chú ý, hôm nay ở buổi tiệc này số lượng người ôm lấy suy nghĩ muốn tiếp cận với người con trai thần bí này giống như cô cũng không phải số ít. Một bên Hàn Thiên Vũ sạ mặt lại mà nhìn Diệp Bạch tự nhiên biến thành một kẻ đào hoa. Lúng túng ho nhẹ một tiếng nói, xin lỗi, cậu ấy uống say rồi, có gì Kiều Hâm tỷ thông cảm nha. Không có nghĩ tới tên này uống rượu say sẽ có bộ dáng như thế này, khó trách bạn gái cậu ấy không thích cậu ấy uống rượu. Nếu uống rượu say bên người lại không có ai quen thuộc thì cũng quá là nguy hiểm đi. Nhưng mà, Diệp Oản Oản vào lúc này đã không phải là người mà Hàn Thiên Vũ khống chế được nổi nữa rồi, hoàn toàn không nhìn thấy bỏ anh ta qua một bên. Rồi tự mình chủ động cùng với Kiều Khả Hâm chuyện trò tỷ tỷ, tôi xem cho tỷ một quẻ như thế nào. Kiều Khả Hâm tinh thần hơi tỉnh táo lại, cảm thấy hứng thú đi sang bên cạnh Diệp Oản Oản ngồi xuống nói cậu còn có thể coi bói sao. Đúng thế, hơn nữa tôi coi là rất chính xác nha. Thời điểm Diệp Oản Oản nhìn cô chăm chú, cặp mắt đào hoa kia thật là như có cánh hoa rơi lất phất trong đó nhìn rất hấp dẫn. Loại chiêu muốn tán gái cấp thấp như thế này Kiều Khả Hâm thấy cũng đã nhiều rồi. Nhưng không biết tại sao hành động này do Diệp Bạch làm, lại làm cho cô nhìn không biết buồn chán. Vì vậy đem bàn tay có sơn móng tay màu đỏ đưa tới, ồ vậy cậu tính cho tôi một chút, người nhận giải thưởng Kim Lan Nữ Hoàng điện ảnh lần này là ai có phải là tôi hay không? Diệp Oản Oản cầm tay của Kiều Khả Hâm lên, nhìn đường vân tay giữa lòng bàn tay của Khả Hâm một chút, sau đó mở miệng nói, người giành giải Nữ Hoàng điện ảnh năm nay dĩ nhiên là người như tỷ tỷ rồi. Trước thời điểm trọng sinh cô bởi vì rảnh rỗi đến phát chán nên toàn bộ buổi lễ trao giải thưởng Kim Lan được phát sóng trực tiếp cô đã xem từ đầu đến cuối, lấy trí nhớ của cô thì mỗi người đạt được giải thưởng gì đều nhớ rất rõ ràng. Kiều Khả Hâm cười khẽ một tiếng, giống như bất mãn mà sẳng giọng đáp lại, lại muốn dỗ cho người ta vui vẻ mà, thật là không có thành ý. Ai cũng biết lần này người được dự đoán đạt giải là một nữ minh tinh có thực lực khác chứ không phải là cô. Cho nên nghe xong Kiều Hâm chỉ xem như là có người đang chọc mình mà thôi. Vẻ mặt của Diệp Oản Oản nhìn Kiều Hâm cực kỳ thành khẩn mà nói, tôi nói điều này cũng không phải chỉ dỗ tỷ nha, tỷ chính là người lần này đạt giải Nữ Hoàng Điện ảnh Kim Lan, tôi không chỉ tính ra được người đoạt danh hiệu Nữ Hoàng Điện ảnh, còn có thể biết được cả những giải mà người khác có thể đoạt được, ví dụ như ảnh đế là tiền bối Lý Trung Nghĩa, nữ diễn viên xuất sắc nhất là Lâm Giai Âm, nam diễn viên xuất sắc nhất là Mạnh Lương Giác, diễn viên trẻ diễn tốt nhất là...
Kiều Khả Hâm nghe đến đó không nhịn được cười ra tiếng, phốc, giờ thì tôi đã hiểu người say cũng có thể nói chuyện chính sự rồi nha. Một bên Hàn Thiên Vũ nghe được Diệp Bạch đã uống say ngồi đó nói bậy mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Diệp Oản Oản tựa hồ là phát hiện ra bọn họ không tin mình, mở miệng nói, tỷ tỷ, điều tôi nói rất là nghiêm túc nha, nếu tỷ không tin, chúng ta đánh cuộc đi. Được a, cậu muốn đánh cuộc cái gì? Kiều Khả Hâm cười khẽ. Chàng trai ánh mắt hơi đổi nói, nếu những người mà tôi nói sẽ đoạt giải thưởng như lúc nãy tôi nói chỉ cần sai một người thôi liền coi như tôi thua, nếu như nói đúng hết tự nhiên coi như tôi thắng. Nếu như tôi thua, thì tỷ tỷ cứ tùy tiện muốn tôi làm cái gì cũng được, nhưng nếu như tôi thắng thì... Cậu thắng thì thế nào? Tỷ tỷ cho tôi một cái hôn đi. Kiều Khả Hâm đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó gương mặt trong nháy mắt đỏ hoàn toàn, cậu cái tiểu tử này. Hàn Thiên Vũ ngồi ở một bên mắt thấy Diệp Bạch ở đó tán gái làm tâm con gái nhà người ta bay lên trời cao, làm cho cả khuôn mặt của anh ta đều tối đi, nhức đầu không thôi chống tay lên trán nói tiểu Bạch, đừng làm rộn. Người anh em, cậu quên cậu là người có bạn gái rồi sao? Tiết tháo của cậu đâu rồi? Chương 303, ngay cả đàn ông cũng trêu đùa. Hàn Thiên Vũ quả thật là quá sức kinh hãi. Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Kiều Khả Hâm một người luôn ngang dọc trong tình trường khắp nơi đều có tình nhân lại bị một người mới như Diệp Bạch làm cho đỏ mặt, thật là không thể tin được mà. Dù sao người cũng là do mình mang tới, Hàn Thiên Vũ sợ Diệp Bạch chơi quá mức cho nên vội vàng đỡ người rút lui khỏi bữa tiệc. Hàn Thiên Vũ một đường lái xe hướng nhà trọ, Diệp Oản Oản ngồi ghế kế bên tài xế, đoán chừng là đã hoàn toàn say rồi, ánh mắt không có tiêu cự nhìn anh ta. Hàn Thiên Vũ cho là Diệp Bạch uống quá nhiều nên không thoải mái, vừa lái xe vừa thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn sang về người bên cạnh hỏi, cậu cảm thấy thế nào rồi, có phải muốn ói hay không? Chàng trai ngồi cạnh ghế tài xế ánh mắt dần dần khôi phục tiêu cự, tiếp tục nhìn chằm chằm mặt anh ta, chợt chậm rãi cười một tiếng, nụ cười tinh khôi sóng mắt tràn ngập, trong đêm tối cặp mắt đó giống như có ngàn vạn đóa hoa màu trắng nở rộ, a, đối với gương mặt đẹp như vậy, làm sao tôi muốn ói cho được? Két, một tiếng. Xe Hàn Thiên Vũ đang chạy trên đường lớn vẽ thành một đường chữ S. Sau khi thoát khỏi vạn phần nguy hiểm, xe rốt cuộc cũng chạy đến nhà trọ. Hàn Thiên Vũ nhanh chóng đem người đỡ tới cửa, không kịp suy nghĩ gì cả vội vàng nhanh chóng muốn đem người này ném vào trong nhà. Cái tên này, tử lượng khi uống rượu thật sự là quá kém. Uống say tán gái thì coi như xong đi, thậm chí ngay cả đàn ông cũng không bỏ qua. Trong đầu Thiên Vũ kìm lòng không đặng nhớ lại lúc mới vừa rồi cậu ấy ở trên xe cười với mình làm cho trái tim của Hàn Thiên Vũ đột nhiên liền đập mạnh mấy nhịp. Cậu cái người chuyên gây ra tai họa này. Vốn đang cảm thấy bạn gái của Diệp Bạch quản cậu ta quá nghiêm, nhưng hiện tại sau khi trải qua một màn này anh ta đột nhiên phi thường đồng cảm với người, bạn gái chưa từng gặp mặt này. Hàn Thiên Vũ một bên than thở một bên đỡ người đi tới thang máy, đang hướng phía trước đi tới, đột nhiên nhìn thấy một người đang đứng ở cửa. Là người đó, Tư Cửu, bạn của Diệp Bạch. Chỉ thấy người đàn ông đó tựa hồ như là mới từ nơi làm việc tới đây, trên người mặc một bộ Âu phục nghiêm túc màu đen tuyền được cắt may hoàn mỹ, một chiếc thắt lưng đeo ngang hông đầy uy nghiêm còn cho người khác thấy rõ vòng eo lực lưỡng của mình, đỉnh lông mày trong trẻo nhưng lạnh lùng, sóng mũi cao, hai con ngươi thâm thúy đen như mực, đôi môi mỏng nhàn nhạt màu anh đào, tổ hợp lại toàn bộ thành một gương mặt hoàn mỹ đẹp đẽ đến cực hạn. Bởi vì khí thế của Tư Dạ Hàn quá mức bức người lại còn lạnh lùng nữa, cho nên toàn bộ không gian dường như có vẻ chật chội khó diễn tả. Người đàn ông kia dùng ánh mắt lạnh đến đông cứng người nhìn mình, để cho Hàn Thiên Vũ không khỏi có loại cảm giác quỷ dị như thể anh ta đang bị bắt gian tai trận vậy. Hàn Thiên Vũ sửng sốt một giây đồng hồ mới phản ứng lại được, vội mở miệng nói, khụ, Tư tiên sinh, ngài tới tìm Diệp Bạch sao tiểu tử này uống say. Hàn Thiên Vũ mới vừa dứt lời. Hai con người của Diệp Bạch người đang được anh ta đỡ đột nhiên sáng lên như ban ngày, đẩy anh ta liền hướng về người đàn ông đối diện đi tới nói, mỹ nhân. Hàn Thiên Vũ. Mỹ nhân, cậu hướng về phía một người đàn ông kêu là mỹ nhân không sợ anh ta nổi điên lên với cậu sao? Hàn Thiên Vũ vốn là muốn ngăn cản, nhưng Diệp Bạch kia giống như ngựa hoang đã mất cương, ánh mắt mang theo cảm giác như đang đi săn một loại thú quý hiếm nào đó. Chiếu ánh nhìn lấp lánh mà nhìn chăm chú người đàn ông tuấn mỹ như thiên thần kia. Diệp Bạch cũng không thèm để ý đến khí thế cường đại phát ra từ Tư Dạ Hàn đang đứng trước mặt mình, tiếp tục nói chuyện, mỹ nhân, chúng ta có phải đã gặp qua ở nơi nào đó rồi hay không? Hàn Thiên Vũ nghe xong khóe miệng cong thành một đường tương đối khó coi,
loại lời kịch tiêu chuẩn khi muốn bắt chuyện với người khác này Diệp Bạch cậu thế mà cũng nói ra được hay sao? Trên thực tế, người đàn ông trước mắt này định lực rõ ràng mạnh hơn anh ta rất nhiều, dù bị người bạn nam tốt nhất của mình trêu đùa nhưng gương mặt vẫn như cũ không thay đổi mà đứng ở nơi đó, chẳng qua là tỏa ra một loại hơi thở khiến người khác kinh người mà thôi. Mà Diệp Bạch dường như hoàn toàn không có cảm nhận được nguy hiểm trước mắt, vẫn y như cũ nói chuyện hết sức vui sướng, mỹ nhân tiểu ca ca à, tôi thấy tôi và anh là hai người hữu duyên nha, không bằng tôi coi cho anh một quẻ có được không? Hàn Thiên Vũ sạm mặt lại. Lại tới nữa rồi. Diệp Bạch vừa nói xong, cũng không đợi người đàn ông trước mặt đồng ý, ở dưới ánh mắt khó mà hình dung được của Hàn Thiên Vũ, trực tiếp liền cầm tay của Tư Dạ Hàn lên. Chương 304, cùng tôi ngủ một giấc là tốt rồi. Không biết hình thức coi bói mà Diệp Bạch này học được từ đâu, chỉ thấy tiểu gia hỏa không có liêm sỉ kia cầm tay của đối phương từ trên dưới xuống sờ mó toàn bộ. Cuối cùng sau khi cảm thấy sờ đã đủ rồi, Diệp Bạch còn dùng thần thái như một thần côn đại khai sát giới mở miệng nói, tiểu ca ca, tôi thấy anh quanh thân quanh có tử kim khí, chính là người có mạng cho vị trí cửu ngũ chí tôn tôn quý, chỉ tiếc đường nhân duyên của anh khá là mỏng, cho nên định trước con đường hôn nhân khó khăn, có thể chọn đời cô loan chi tướng, tôi sợ là cả cuộc đời này của anh một mình cô độc, nếu muốn phá bỏ thì chỉ có duy nhất một biện pháp. Thần sắc của Diệp Bạch phi thường ngưng trọng. Đứng ở một bên Hàn Thiên Vũ nghe thấy vậy cũng sắp có chút tin tưởng Diệp Bạch là người có thể biết coi bói rồi, không khỏi muốn nhiều chuyện mà tiếp tục nghe xem phương pháp có thể phá giải mà cậu ta muốn nói tới là gì. Ồ, có biện pháp sao, nói tôi nghe thử coi. Mặt Tư Dạ Hàn không đổi sắc mà hỏi. Diệp Bạch ở một bên vừa sờ tay anh vừa lên tiếng nói, không sao không sao, tiểu ca ca không cần khẩn trương như vậy đâu, anh là một trong số những người có mệnh thiếu hơi người khác, đặc biệt là tôi. Cho nên anh chỉ cần cùng tôi ngủ một giấc là tốt rồi. Tư Dạ Hàn. Hàn Thiên Vũ lảo đảo một cái. Ai tin cô mới là người điên đó. Sau khi trở về phòng mình, Hàn Thiên Vũ gãi đầu một cái, lo âu ở trong phòng khách đi tới đi lui. Cuối cùng anh ta cũng đi tới phòng ngủ, đem lỗ tai áp vào trên vách tường muốn nghe ngóng một chút xem bên cạnh có động tĩnh gì hay không, nhưng đáng tiếc phòng ở đây cách âm quá tốt cho nên không nghe được gì cả. Hai người này sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Hiện tại anh ta cuối cùng là biết tại sao người bạn kia của Diệp Bạch nhìn qua giống như không phải trai thẳng rồi, chỉ sợ là ban đầu bình thường nhưng do gắng gượng ở bên cạnh Diệp Bạch cho nên bị tên kia ảnh hưởng mất rồi. Phòng bên cạnh, Diệp Oản Oản một tư thế như lão sói vẫy đuôi, lôi kéo Tư Dạ Hàn sau đó liền bắt đầu đem anh hướng trong phòng ngủ của cô đi tới. Mỹ nhân, tối nay không bằng cùng tôi ngắm sao nhìn trăng sáng đi, hay nói một chút thi từ ca phú. Trò chuyện nhân sinh triết học một chút cũng được, tôi bảo đảm cái gì tôi cũng không làm. Vừa nói cái gì cũng không làm một bên đã đem người mang tới trên giường. Tư Dạ Hàn không chút lưu tình mà đẩy đôi tay bé nhỏ đang bận rộn sờ tới sờ lui trên cổ anh ra, âm thanh lạnh đến không có một tí nhiệt độ nào nói, nếu như tối nay người đó không phải là anh thì em cũng phải đem anh ta mang tới trên giường luôn đúng không? Cô gái tay bị đẩy ra, lại lén lút mà tiến lên sờ mó. Nhưng có thể là cô nhận ra được đối phương đang tức giận, liền nâng đầu nhỏ lên cười lấy lòng một tiếng rồi nói, làm sao có thể tiểu ca ca, anh là em được lệnh chỉ định đặc biệt, em chỉ có thể ngủ với một mình anh mà thôi nha. Người đàn ông hít sâu một hơi, ánh mắt kia dường như hận không thể bóp chết cô, lại hận không thể đưa cô dung nhập vào cốt tủy của mình, sau đó cúi người dùng sức hướng về phía môi của Diệp Oản Oản hôn xuống, đồng thời bàn tay cởi từng nút một của đối phương ra. Kết quả, chỗ mà Tư Dạ Hàn chạm đến lại có cảm giác không đúng lắm. Cúi đầu nhìn một cái liền phát hiện từ nơi ngực đến hông của Oản Oản đều bị bao phủ lại chặt chẽ. Tư Dạ Hàn nhéo mi tâm một cái, rồi lại giúp cô cởi ra. Diệp Oản Oản mặc dù đã uống say, dù đang cải trang thành con trai nhưng theo bản năng vẫn muốn bảo hộ chính mình, lập tức nảy lên vẻ cảnh giác xoay người một cái, ép người đang ở trên người mình xuống dưới thành tư thế nữ trên nam dưới đầy mờ ám, cặp mắt liếm diễm đào hoa chớp chớp. Ngón tay đè ở trên bàn tay của anh nói, ai mỹ nhân không thể làm chuyện xấu nha. Nhưng trong lúc đang nói chuyện cùng với khoảng thời điểm lăn lộn này, bộ tóc giả của cô đã bị kéo nghiêng vẹo rơi xuống, một bộ tóc đen trong nháy mắt được buông ra. Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của Oản Oản đang đỏ bừng, con người sán lạn như sao, đầu vai tán loạn vài sợi tóc, cùng với xương quai xanh nơi cổ áo tinh xảo và những đường cong phập phồng như ẩn như hiện dưới lớp áo kia, ánh mắt anh trong nháy mắt liền u tối lại. Bàn tay nắm chặt hông cô, cắn răng nghiến lợi mở miệng nói, thấy rõ ràng chưa, anh là ai? Diệp Oản Oản nằm ở ngực của Tư Dạ Hàn, kinh ngạc nhìn chòng chọc anh một hồi,
giống như cả thế giới bên trong chỉ có một mình anh, thanh âm cũng dần dần khôi phục giọng nói của một cô gái mềm mại ôn nhu ngọt ngào, thấy rõ rồi anh là đại mỹ nhân, là tiểu ca ca, là bảo bảo nhà em nha. Diệp Oản Oản ở trong cổ của anh cọ sát một hồi, âm thanh mềm hơn rồi tiếp tục nói, bảo bảo nhà em trời lạnh đưa quần áo cho em, đút em ăn cháo, bảo bảo có đại bạch hổ, em rất thích bảo bảo. Nhìn đáy mắt của Oản Oản đầy vẻ ôn nhu và ỉ lại cùng gương mặt đang ở trong cổ anh nhẹ nhàng cọ sát mềm mại, biểu tình của Tư Dạ Hàn bỗng nhiên ngẩn ra. Cô gái đáng chết này! Cho là như vậy anh liền sẽ tha cho em sao? Gạch dưới 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 gạch dưới. Tư Dạ Hàn, cô gái đáng chết này, em cho rằng như vậy anh liền sẽ tha em sao? Di ông mẹ ruột, buông tay ra đi, nếu không con nghĩ sao chứ? Con cho rằng cô ấy có dễ dụ như vậy sao? Trong lòng con không kiểm tra lại xem mình có thật sự tốt hay không sao? Chương 305, anh làm loạn sao? Sáng ngày thứ hai, lúc Diệp Oản Oản tỉnh lại phát hiện trên người mình đã đổi thành quần áo ngủ sạch sẽ, trên đầu tóc giả cũng không thấy, khôi phục lại bộ dạng của một cô gái làm cho cô sợ đến mức phải trở mình bò dậy. Tối hôm qua uống rượu ở bữa tiệc kia, sau đó hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra, cô chỉ nhớ rõ chính mình cùng Hàn Thiên Vũ đi một bữa tiệc ở hồ bơi mà thôi. Sẽ không phải là bị Hàn Thiên Vũ phát hiện ra thân phận là con gái của mình rồi chứ. Diệp Oản Oản vội vã mang dép chạy ra khỏi phòng ngủ, sau đó thấy được người đang ở trong phòng khách uống cà phê là Tư Dạ Hàn. Thấy người đó là Tư Dạ Hàn, Diệp Oản Oản đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, trái tim lúc này mới rơi xuống. Bảo bảo, anh không phải là đi công tác không về ngay lập tức được sao? Thôi xong đời rồi, làm sao bây giờ đều đã trễ thế này rồi. Em còn phải đi đến công ty làm việc nữa. Diệp Oản Oản nhìn thời gian chỉ trên đồng hồ thấy không còn sớm nữa, một bên hoang mang rối loạn vừa bận rộn rửa mặt thay đổi quần áo vừa nói chút ít với Tư Dạ Hàn. Tư Dạ Hàn nhìn về hướng của cô liếc mắt một cái, không nói một lời, cả người đều là áp suất thấp như thường thấy như trước đây. Hóa trang giả xấu đã làm qua trong nhiều năm cho nên cô đã sớm quen tay hay việc rồi, tốc độ Diệp Oản Oản thay đổi quần áo rất nhanh. Người ngoài nhìn vô có thể như đang nhìn những động tác võ thuật đẹp mắt, trang điểm da mặt lại càng dễ hơn nhiều. Việc hóa trang thành con trai đối với cô mà nói đơn giản rất nhiều, chỉ cần phải vẽ thêm một cặp lông mày to dày trên gương mặt của cô, thêm vào đó da mặt cô trang điểm thêm làm cho người ta có cảm giác mờ mờ ảo ảo, và cô chỉ cần cho ngũ quan của mình hơi hơi anh khí cùng có chút góc cạnh là được rồi. Những đồ trang điểm mà cô có trước kia đã được cô giao bán second hand trên mạng, sau đó đổi thành đủ loại đồ nam. Bây giờ là thứ hai nên cô phải đi đến công ty để làm việc, vì vậy phong cách hôm nay mà Diệp Oản Oản chọn là một thân Âu phục tương đối nghiêm túc, áo sơ mi trắng làm nền tảng, nơi cổ áo phối hợp với hình ảnh phục cổ lưu văn được thêu thùa lên đó, nơi ngực chỗ vị trí túi áo thêu một đóa hoa hồng màu đỏ, cố tình dùng mái tóc thoáng che khuất lại cặp con ngươi quá mức liếm diễm câu người kia. Thời điểm mới vừa bước ra, Diệp Oản Oản từ một cô gái mới vừa thức dậy mơ mơ màng màng biến thành thời một tiểu công tử thời trung cổ châu Âu trong xã hội thượng lưu cao quý nhã nhặn, sống trong nhung lụa. Ai bảo bảo à, anh tối hôm qua đem gót đệm giày của em cởi ra để chỗ nào rồi à? Diệp Oản Oản cuống quýt hỏi. Mặc dù cô mỗi lần ở trước mặt Tư Dạ Hàn lộ ra vẻ nhỏ bé chẳng qua do anh ấy quá cao mà thôi, bản thân cô cũng không quá lùn nhưng cô muốn cao thêm để cho cô có chút thần khí tự nhiên của một người đàn ông tiêu chuẩn man cho nên việc này cũng không thể thiếu. Diệp Oản Oản đang khắp nơi đi tìm đồ mà mình cần, sau đó hướng về phía Tư Dạ Hàn liếc mắt một cái, kết quả liền bén nhạy phát hiện mí mắt dưới của Tư Dạ Hàn có một tầng màu xanh đen, không khỏi chật chật ngạc nhiên, ồ, tối hôm qua Tư Dạ Hàn lại có thể ngủ không ngon sao? Chẳng lẽ kỹ năng gây ngủ của cô mất hiệu lực sao? Càng làm cho cô khiếp sợ hơn chính là cô đột nhiên lanh mắt phát hiện trên cổ áo của Tư Dạ Hàn có vết tích của sự mờ ám. Một giây kế tiếp, Diệp Oản Oản bước dài một bước tiến lên, vạch cổ áo Tư Dạ Hàn ra nói, Thiên A. Bảo bảo anh sao lại có thể ở sau lưng em, ở bên ngoài làm loạn như vậy chứ? Vẻ ẩn nhẫn trong con ngươi của Tư Dạ Hàn từ sáng sớm đến giờ rốt cuộc biến mất hoàn toàn, trên mặt anh hiện lên một tia sáng lạnh lẽo, âm thanh cũng lạnh đến cực hạn. Từng chữ mà mở miệng hỏi lại, anh làm loạn sao? Diệp Oản Oản chỉ vết tích mập mờ trên cổ anh, vừa cởi nút áo của anh ra vừa lên tiếng chất vấn nói, anh còn không thừa nhận sao, anh nhìn anh đi trên cổ của mình có vết hôn rõ ràng như vậy cơ mà, còn có nơi này cũng có đó.
còn có cả dấu răng nữa kìa. Quả thật là khó coi mà, làm bại hoại thuần phong mỹ tục. Em không hề nghĩ tới anh là loại người như vậy đấy. Sắc mặt của Tư Dạ Hàn đen như đáy nồi, đem tay của Oản Oản đẩy ra, lần nữa đem nút nơi cổ áo cài lại, vẻ mặt rõ ràng là nổi giận. Sớm biết vậy tối hôm qua không nên mềm lòng đối với cô. Lúc này, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Diệp Oản Oản trợn mắt nhìn Tư Dạ Hàn một cái, sau đó đi ra mở cửa. Người ở ngoài cửa chính là Hàn Thiên Vũ, nhìn thấy Diệp Oản Oản toàn thân bộ trang phục này, trong con người rõ ràng xẹt qua một tia kinh diễm, ngay sau đó nhô đầu lên nhìn vào bên trong nhà, vừa lên tiếng nói, buổi sáng tốt lành, tôi có mua bữa ăn sáng, cậu có muốn ăn chung không? Chương 306, cậu ngay cả tôi cũng câu dẫn. Diệp Oản Oản liếc nhìn đồ trong tay Hàn Thiên Vũ xách theo, không muốn để cho anh ta nhìn ra có điều gì khác thường, vì vậy thần sắc hòa hoãn lại, kéo cửa ra để cho anh ta tiến vào, cảm ơn anh đang còn nghỉ phép sao dậy sớm như vậy. Ách, Hàn Thiên Vũ sờ lỗ mũi một cái, không biết mình nên trả lời như thế nào. Chẳng lẽ anh ta phải trả lời là chính mình tựa vào vách tường một đêm không có ngủ sao? Hai người này chắc là không có chuyện gì đâu đúng không? Hàn Thiên Vũ đang nghĩ như thế thì vừa vào cửa liền thấy bên trong nhà bên cạnh bàn ăn Tư Cửu đang mặt lạnh sửa sang lại cổ áo xốc xếch, nhất thời thần sắc khó mà hình tưởng tượng được hướng về phía Diệp Oản Oản nhìn lại, đến gần một chút, thấp giọng hỏi dò, Tiểu Bạch, tối hôm qua cậu không đem bạn của cậu làm điều gì khác thường chứ? Diệp Oản Oản một mặt không hiểu hỏi lại, bạn của tôi? Người anh đang nói tới là Tư Cửu sao? Tôi làm gì anh ấy sao? Hàn Thiên Vũ thấy cô dùng một bộ dạng hoàn toàn không có tí ấn tượng nào về chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, nhất thời có chút không biết nên nói gì đáp lời. Cậu đều không nhớ sao tối hôm qua cậu uống say trêu đùa anh ấy kia mà, còn gọi anh ấy là mỹ nhân nữa, gọi anh ấy là tiểu ca ca, còn nói nhất định phải coi bói cho anh ấy, kéo tay của ấy coi vân tay nửa ngày, nói anh ấy là cái gì chọn đời cô Loan, cô độc suốt quãng đời còn lại một mình, còn nói mạng anh ấy là thiếu cậu, cho nên trừ phi ngủ cùng cậu mới có thể phá giải được điều đó. Sau đó cậu liền như cường đạo đem anh ấy kéo vào trong nhà, tôi muốn ngăn cũng không ngăn lại được, còn hại tôi lo lắng cho cậu cả một đêm nữa. Diệp Oản Oản. Quát, lời nói của Hàn Thiên Vũ, giống như là một quả cân nặng 800 cân hung hãn đập vào trên đầu của Diệp Oản Oản để cho mắt cô bốc kim quang, trời đất quay cuồng. Anh mới vừa rồi, nói cái gì vậy? Diệp Oản Oản ngơ ngác hỏi lại anh ta lần nữa. Hàn Thiên Vũ ho nhẹ một tiếng, cậu thật sự không nhớ rõ à? Diệp Oản Oản nói chuyện với Hàn Thiên Vũ âm thanh mặc dù không lớn nhưng Tư Dạ Hàn lại rõ ràng nghe thấy được. Cho nên lần nữa đem cổ áo cẩn thận cài chắc lại ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Diệp Oản Oản chật vật mà nuốt nước miếng, hoàn toàn không dám trực tiếp dùng ánh mắt của mình nhìn Tư Dạ Hàn, nhìn chòng chọc Hàn Thiên Vũ nói, làm sao có thể chứ? Tôi làm sao có thể làm ra loại sự tình như vậy được chứ? Trong lòng tôi chỉ có bạn gái của tôi mà thôi nha. Anh chớ có nói bậy bạ à. Hàn Thiên Vũ bất đắc dĩ nhìn cô một cái nói, tôi nói bậy bạ sao? Tối hôm qua cậu không chỉ đùa giỡn với một mình bạn của cậu, cậu còn trêu đùa với cả Hâm tỷ nữa, cậu cũng không nhớ rõ sao. Hàn Thiên Vũ vừa nói xong trong nháy mắt, sắc mặt Tư Dạ Hàn đang ngồi ở bên cạnh bàn rõ ràng càng khó coi hơn. À, rất tốt. Hâm tỷ lại là ai nữa vậy? Diệp Oản Oản như đang ở trong mộng hỏi lại. Hàn Thiên Vũ Kiều Khả Hâm A. Diệp Oản Oản. Nữ hoàng điện ảnh Kiều, Kiều Khả Hâm nữ thần của cô A. Hàn Thiên Vũ không thể làm gì khác hơn là giúp cô nhớ lại, Hâm tỷ tựa hồ đối với cậu cảm thấy hứng thú, vì để giải vây cho cậu, tôi liền nói cậu là người đã có bạn gái, không phải là cái loại người tùy tiện, kết quả điều cậu làm thì sao, phá hủy đi hình tượng tôi mới xây dựng lên cho cậu, nói cậu chính là loại người như vậy, còn lôi kéo cả Hâm tỷ nữa coi bói cho cô ấy, nói cô ấy sẽ là nữ hoàng điện ảnh Kim Lan lần này, cậu không chỉ nói ra nữ hoàng điện ảnh Kim Lan là cô ấy, còn đem cả vị trí ảnh đế. Nhân vật nam chính xuất sắc nhất, nữ chính xuất sắc nhất tất cả đều nói ra, tiếp đó còn cùng với cô ấy đánh cuộc nữa. Đánh cuộc gì? Diệp Oản Oản không khỏi có loại dự cảm cực kỳ không tốt. Hàn Thiên Vũ nhìn cô một cái rồi nói, cậu đánh cược, nếu là cô ấy thắng, tùy tiện cô ấy muốn như thế nào cũng được, nếu là cậu thắng thì cô ấy phải cho cậu hôn một cái. Diệp Oản Oản. Đây tuyệt đối không phải thật, cô sao lại là loại người làm bại hoại thuần phong mỹ tục như vậy được? Ngay tại thời điểm tâm trạng của Diệp Oản Oản đang long trời lở đất, Hàn Thiên Vũ nhìn cô một cái, sau đó lại nói thêm một câu, cậu ngay cả tôi cũng câu dẫn.
Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản tâm tê phế liệt hướng về phía của Tư Dạ Hàn nhìn lại, bảo bảo à, anh nghe em giải thích. Chương 307, anh là trái tim nhỏ mà em thích nhất. Hàn Thiên Vũ hoàn toàn không biết mấy câu nói của mình đã hoàn toàn giết đi Diệp Oản Oản, không yên tâm tiếp tục mở miệng nói, chuyện tôi cùng Hâm tỷ chẳng qua chỉ là chuyện ngoài miệng mấy câu mà thôi, nhưng bạn của cậu tương đối thảm nha, một người đàn ông lại bị cậu giở trò, cậu thật sự không có đem anh ấy đi làm ra chuyện gì khó coi chứ. Diệp Oản Oản. Cho nên, trên người Tư Dạ Hàn những thứ vết tích kia đều là do cô làm ra sao? Đừng nói gì nữa, hãy để cho cô yên tĩnh đi. Có thể là nhận ra được bầu không khí bên trong nhà vào lúc này không đúng lắm cho nên Hàn Thiên Vũ buông bữa ăn sáng xuống liền bỏ của chạy lấy người. Trong lúc nhất thời, trong phòng liền chỉ còn lại có hai người Diệp Oản Oản cùng Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản đang suy nghĩ biện pháp cứu mình là tông cửa xông ra ngoài hay ôm chân cầu xin sự tha thứ, cuối cùng cô vẫn không dám vắt chân lên cổ mà chạy, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía Tư Dạ Hàn nói chuyện, bảo bảo em sai rồi, là em làm loạn, là em làm bại hoại thuần phong mỹ tục, là em khó coi. Xong đời rồi, giờ cô phải làm sao bây giờ? Em biết là em vi phạm quy ước rồi, nhưng dù sao con người cũng không phải là thánh hiền, chẳng ai hoàn mỹ cả cho nên cũng khó tránh khỏi việc phạm sai lầm. Em, Diệp Oản Oản quả thực không nghĩ ra lý do gì nữa, sau đó nói một câu, người em thích nhất là anh nha, anh là trái tim nhỏ của em mà. Cho nên, anh có thể cho em thêm một cơ hội nữa được không? Con người Tư Dạ Hàn chứa đựng ánh sáng lạnh cùng ý cười châm biếm hướng về phía cô nhìn một cái, ý tứ rất rõ ràng là không chấp nhận điều cô đưa ra. Diệp Oản Oản cũng biết chuyện lần này quả thật gây ra hậu quả rất lớn, giơ tay lên nói, em thỉnh cầu được khiếu nại. Tối hôm qua Hàn Thiên Vũ cũng chỉ xuất phát từ lòng tốt muốn để cho em có thể biết một vài người ở trong giới giải trí này, cho nên mời em cùng nhau đi tới một buổi tụ tập, địa điểm để tổ chức mấy bữa tiệc như vậy, bảo bảo anh cũng hiểu rồi mà, không thể tránh được việc phải uống chút rượu, em vốn là nghĩ giả làm bộ làm tịch duy trì bộ dạng là người không biết uống, nhưng em cũng không nghĩ tới tửu lượng của em lại kém như vậy. Không cẩn thận liền uống say, chuyện sau đó em thật không có ấn tượng gì cả, em cũng không biết tửu lượng của em kém như vậy nha. Thấy Tư Dạ Hàn vẫn là thờ ơ không động lòng, Diệp Oản Oản nói tiếp, bảo bảo a, nếu không anh xem thế này được không, bắt đầu từ hôm nay, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu em sẽ làm gối ôm bên cạnh anh, khi nào anh buồn ngủ em sẽ ở đó, có được không? Tư Dạ Hàn liếc cô một cái, dùng âm thanh trong trẻo lạnh lùng mở miệng nói, nhốt em khóa ở trên giường há chẳng phải là dễ dàng hơn sao? Diệp Oản Oản nghe xong nhất thời trái tim thật lạnh, vì sinh tồn. Vắt hết óc nói, chuyện anh muốn làm kia vẫn là có khác biệt nha, nếu chỉ nhốt em rồi khóa em ở trên giường rất không thú vị a, vì anh chỉ có thể nhìn em khi ở nhà thôi, còn nếu anh mang theo em làm gối ôm thì anh có thể thấy em ở nhiều nơi nha, ví dụ như nhà trọ, phòng làm việc, trong nhà hay ngay cả trên xe nữa, anh nói xem có đúng không? Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản từ từ mà tiến tới gần Tư Dạ Hàn, anh đừng nên tức giận nữa mà có được hay không? Em mặc dù uống say có chút mất khống chế. Nhưng đối với những khác người căn bản không có chút dị tâm nào, cuối cùng người mà em mang về nhà náo loạn một hồi trên giường chỉ có bảo bảo anh một mình anh mà thôi à. Em coi như say rượu mất lý trí, cũng chỉ cùng anh làm loạn thôi mà. Coi như là uống rượu say, không có có ý thức, nhưng đây cũng là bản năng sâu tận xương tủy của em nha. Điều này nói rõ là em đối với bảo bảo anh là chân thành à. Khóe miệng Tư Dạ Hàn hơi hơi co quắp một cái. Diệp Oản Oản thấy sắc mặt của anh như có chút giãn ra, lập tức thuận theo leo lên chân ngồi rồi nói, em biết bảo bảo là người tốt nhất mà. Tư Dạ Hàn. Anh có nói muốn tha thứ cho cô sao? Tư Dạ Hàn nắm chiếc cằm thon của cô, có vẻ nguy hiểm mà ép tới gần, từng chữ mà mở miệng, Diệp Oản Oản, em thật cho là anh dễ gạt như vậy sao? Diệp Oản Oản thuận theo cái tư thế này ngay trên gò má của Tư Dạ Hàn hôn một cái, không có không có. Bảo bảo anh là người anh minh thần vũ, anh một chút cũng không dễ lừa bịp, anh chẳng qua là thương em yêu em không nỡ bỏ em mà thôi. Tư Dạ Hàn. Gạch dưới 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 gạch dưới. Lớp học với Oản Oản, nói cho các bạn điều này nha, nếu muốn đối phó với đại ma đầu vậy thì phải không biết xấu hổ. Chương 308, người ta dù sao cũng là tiền bối. Truyền thông Quang Diệu. Chuyện tổng công ty phía trên đưa xuống một người đại diện đã lan truyền khắp nơi trong công ty. Tất cả những người đại diện hay nhân viên kỳ cựu trong công ty tất nhiên đều thấy bất mãn,
nếu người đại diện mới này được tổng giám đốc giúp đỡ thì coi như xong đi, nhưng người này lại còn quá trẻ tuổi. Tuổi trẻ xinh đẹp, không bằng đi làm nghệ sĩ, cần gì phải tới làm người đại diện để tranh đoạt miếng cơm này với bọn họ cơ chứ? Dù sao người đại diện cùng nghệ sĩ có sự bất đồng, nếu làm nghệ sĩ thì người nào càng sớm xuất đạo thì càng tốt, trái ngược lại với người đại diện yêu cầu có lý lịch cùng với mạng lưới giao thiệp rộng lớn. Phần lớn người đại diện đều từ vị trí của trợ lý hoặc là người bên tuyên truyền mà phát triển lên, nếu người nào không có từ 3 năm rưỡi kinh nghiệm trở lên thì cũng không có khả năng một mình có thể dẫn dắt được bất kỳ một người nghệ sĩ nào, cho nên trong giới giải trí này số lượng người đại diện dưới 30 tuổi trở xuống cực ít. Nhưng các nhân viên kỳ cựu trong lòng cũng rõ ràng, trừ tổng đã bắt đầu kiêng kỵ Chu Văn Bân tổng giám chuyên độc tài độc quyền đối với nghệ sĩ, cho nên ông ta mới cho Diệp Bạch những quyền lợi lớn như vậy, còn yêu cầu toàn bộ mọi người phối hợp công tác của Diệp Bạch nữa chứ. Trước mắt hiện tại mọi người đều ở trong giai đoạn chờ đợi, không dám tùy ý lựa chọn theo phe phái hay đội nào cả, nhưng rõ ràng một điều đó là tất cả mọi người đều không có coi trọng Diệp Bạch. Chu Văn Bân như đã chạm đến ranh giới cuối cùng của trừ tổng, cho nên mặt ngoài đương nhiên vẫn phải thể hiện sự hợp tác của mình với Diệp Bạch, nhưng âm thầm ngấm ngầm làm chuyện xấu như thế nào thì đó cũng không phải là chuyện mà trừ tổng có thể khống chế được. Dù sao Diệp Bạch cũng chỉ là một người trẻ tuổi không có bối cảnh, không có hậu thuẫn, lại không lai lịch mà thôi. Thêm vào đó nghệ sĩ mà anh ta lựa chọn lại là một người mới cũng không có tí ấn tượng lớn nào với những người xung quanh cả, cho nên mọi người đều đang nghĩ không biết người tên Diệp Bạch này lấy cái gì để đấu. Cùng Chu Văn Bân đây. Bên trong phòng chụp ảnh, giờ phút này chính là một cảnh tượng bận rộn. Một đám người mới đang ở bên trong chụp ảnh nói chuyện rôm rả. Mấy người trong phòng chụp có người 20 tuổi, người nhỏ nhất thậm chí mới 16, tất cả đều là độ tuổi tốt nhất để làm minh tinh thần tượng. Lạc Thần đã tới được một lúc rồi, trên người vẫn như cũ mặc một chiếc áo t-shirt mộc mạc cùng quần jean, trên chân đi một đôi giày thể thao trắng đã hơi cũ, lúc này Lạc Thần đang trầm mặc ngồi ở trong góc chờ người. Bây giờ đã là 9 giờ 10 phút, khoảng cách thời gian hẹn gặp mà Diệp Bạch nói với anh ta ngày hôm qua đã qua 10 phút. Lúc này, một người nghệ sĩ dáng dấp hơi có chút diêm dúa lòe loẹt do đang cùng người khác cười nói, không để ý có người trước mặt vì vậy không cẩn thận liền đụng vào người Lạc Thần. Nhìn thấy người cản trở đường đi của mình là Lạc Thần, sắc mặt của đối phương nhất thời trở nên khó coi, Lạc Thần. Người đang nói chuyện là nghệ sĩ dưới trướng của Chu Văn Bân Lâm Hạo, bởi vì đi theo người đại diện có thực lực mạnh nhất công ty, dựa vào diễn xuất trong một bộ phim lớn nổi tiếng làm cho danh tiếng của mình trong nhóm người mới tương đối lớn, cho nên mấy người mới khác mới vào nghề cơ bản đều vây quanh để lấy lòng anh ta. Ngày hôm qua chuyện xảy ra ở trong phòng làm việc của Chu Văn Bân đã truyền ra ngoài, cái người đại diện mới tới đó lại chọn một trong những nghệ sĩ của Chu Văn Bân, một người nghệ sĩ không có chút cảm giác tồn tại nào Lạc Thần, nghe nói khi đó Chu Văn Bân không nguyện ý thả người lại còn không tiếc bắt Lâm Hạo đi đổi với Lạc Thần, ghê tởm nhất chính là người đại diện mới đó còn ghét bỏ anh ta không nguyện ý tiếp nhận, làm hại anh ta trở thành trò cười cho toàn bộ công ty. Vào lúc này nhìn thấy Lạc Thần, Lâm Hạo dĩ nhiên bụng đầy tức giận, hơi dương chiếc cằm tinh xảo lên, ánh mắt khinh bỉ nhìn Lạc Thần từ trên xuống dưới rồi nói, anh tới nơi này làm gì? Người đại diện muốn tôi chờ ở nơi này. Lạc Thần dường như sớm đã hình thành thói quen khi tiếp xúc với những người có thái độ như vậy, cũng không nhúc nhích mà tiếp tục đứng ở đó, mặt không thay đổi mở miệng nói. Lâm Hạo nhất thời cười ra tiếng, phốc, người đại diện, chính là Tiểu Bạch Kiểm mới tới đó sao? Bên cạnh mấy người mới vì muốn nịnh hót Lâm Hạo, cũng đều anh một câu tôi một câu mà giễu cợt, ôi chao, tôi cứ tưởng là ai, đây không phải là ngôi sao tương lai mới mà người đại diện mới đến kia tìm tới sao, khó trách không biết tự lượng sức mình như vậy nha. Anh sẽ không phải cho là chỉ cần đổi một người đại diện liền có thể xoay người thay đổi số phận của mình đi chứ. Ngay cả anh Bân đều không muốn đầu tư để giúp đỡ cho phế vật này, thế mà anh ta lại còn có suy nghĩ có thể cơ hội đổi đời với một người mới chưa vào nghề bao giờ sao. Lâm Hạo khoanh tay, cười hì hì mở miệng nói, các người đừng nói như vậy chứ, người ta dù sao cũng là tiền bối của chúng ta, 3 năm trước đây đã xuất đạo rồi đó, dù sao theo bối phận chúng ta vẫn nên gọi là tiền bối hay sư huynh nha. Chương 309, sủa bậy. Giới giải trí là một nơi thể hiện danh lợi, cấp bậc được phân chia vô cùng rõ ràng, vô luận người có xuất đạo sớm bao nhiêu nhưng chỉ cần là người không có danh tiếng thì chỉ có thể là người ở tầng thấp nhất mà thôi. Lúc đó bản thân mình thật giống như một con kiến hôi thấp kém, ai ai cũng có thể đạp dưới chân được. 3 năm này, Lạc Thần đối với loại thái độ này cũng đã quá rõ ràng, ngay từ đầu, anh ta còn cố gắng tranh thủ tìm biện pháp cùng phản kháng để bảo vệ cho chính mình,
sau đó, đối với hết thảy các vấn đề này đều không có cảm giác nào nữa. Lâm Hạo nhìn về phía nghệ sĩ nhỏ bên cạnh mình, người đó nhất thời hiểu ý, dùng bả vai nặng nề đụng Lạc Thần một cái, xin lỗi, chúng tôi muốn bắt đầu quay phim rồi, làm phiền anh đi ra ngoài đi, đừng đứng ở chỗ này mà vướng chân vướng tay bọn tôi. Nếu là những ngày trước đây Lạc Thần khẳng định có khả năng liền rời đi, nhưng anh ta lại nghĩ đến chuyện tối hôm qua người đại diện của mình dặn dò, bước chân liền chần chờ không có ý định sẽ di chuyển. Người nghệ sĩ kia giễu cợt nói, anh nghe không hiểu tiếng người có phải hay không? Tôi chưa từng thấy có người nào mặt dày mày dạn như vậy đó, anh nghĩ muốn làm tiền bối đến điên rồi hay sao? Không phải là được thời đắc ý ôm được đùi vàng rồi hay sao? Như thế nào ngay cả chúng tôi chỉ mới là những người mới vào nghề đang muốn quay phim chụp ảnh bình thường mà anh cũng muốn dính vào lấy hơi nữa chứ? Phát hiện bên phía Lạc Thần gây ra động tĩnh huyên náo, phía bên nhiếp ảnh gia cũng hơi không kiên nhẫn kêu lên một tiếng nói, những người không liên quan nếu không có nhiệm vụ toàn bộ đều đi ra ngoài. Tôi không muốn ảnh hưởng tới những người khác. Người kia cười chế nhạo nói, nghe được rồi còn không mau cút đi, anh nhanh chóng đi tìm ông chủ của anh đi. Ngón tay Lạc Thần nấm lại đặt ở bên hông, cuối cùng vẫn quay người chuẩn bị rời đi. Trong nháy mắt lúc mà anh xoay người chuẩn bị bước đi, bả vai lại bị một bàn tay ấm áp đè lại. Người tới thần thái lười biếng, bước chân nhàn nhã, một bộ biểu tình không đếm xỉa tới tình hình đang diễn ra rồi cất tiếng nói a, ở đây đang làm gì vậy, rất náo nhiệt nha. Nhìn thấy Diệp Bạch, người nghệ sĩ nhỏ kia mới vừa rồi còn kiêu ngạo ỷ vào chuyện mình có Lâm Hạo làm chỗ dựa để ồn ào gây chuyện. Trong phút chốc sắc mặt hắn ta nhất thời co rút mấy phần, hướng về Lâm Hạo đứng bên cạnh nhìn một cái. Dù sao ở trước mắt Diệp Bạch này hiện tại vẫn là tâm phúc của Trừ Tổng. Lâm Hạo vừa nhìn thấy thủ phạm làm cho mọi người có cơ hội lăng nhục mình, nhất thời sắc mặt càng âm trầm nói, người đại diện Diệp, phiền toái quản tốt nghệ sĩ nhà mình đi. Đừng để cho anh ta đi ra ngoài sủa bậy. Diệp Oản Oản nghe vậy cơ hồ muốn cười ra tiếng. Coi như cô chỉ mới nhận biết Lạc Thần có một ngày nhưng cũng biết được đứa nhỏ này có bao nhiêu ít nói ít lời, kết quả ở trong miệng của đối phương lại trở thành Lạc Thần nói nhiều sủa bậy. Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười, à, tôi có quản tốt nghệ sĩ nhà tôi hay không, không trọng yếu, bất quá giờ tôi muốn đuổi một hai người ra khỏi công ty là chuyện rất đơn giản. Trong nháy mắt tiếng nói của Diệp Oản Oản vừa hạ xuống, đáy mắt của Lâm Hạo tràn đầy lửa giận, mặt đầy khinh thường cười lạnh nói, muốn đuổi tôi ra khỏi đây sao, chỉ bằng anh. Anh cho rằng anh là ai? Cầm lấy lông gà làm lệnh tiễn. Anh thật sự coi mình là Phượng Hoàng sao? Lâm Hạo chính là người dưới tay của anh Bân. Lâm Hạo cũng không tin Diệp Bạch dám động đến mình. Diệp Oản Oản vẫn là biểu tình không đếm xỉa tới kia, liếc nhìn gương mặt được giải phẫu thẩm mỹ quá độ ở đối diện kia, vẻ mặt rõ ràng có chút cứng ngắc, lười biếng cầm điện thoại di động lên, sau đó, làm bộ gọi một gọi điện thoại, alo Trừ Tổng sao? Lâm Hạo mới vừa rồi một mặt còn không lo ngại gì lại thấy đối phương không nói hai lời gọi điện thoại trực tiếp cho Trừ Tổng, sắc mặt nhất thời cứng đờ. Diệp Oản Oản vẫn đang không nhanh không chậm tiếp tục mở miệng nói, ha ha, Trừ Tổng, cũng không có chuyện gì lớn cả, chính là tôi muốn hạ lệnh phong sát một người nghệ sĩ nho nhỏ mà thôi, dù sao đó cũng là quyền hạn mà ngài cho tôi. Mới vừa rồi có một nghệ sĩ không hiểu chuyện, nói tôi nắm lông gà làm lệnh tiễn. Cái gì, tôi không cần xin phép ngài sao? Nếu tôi muốn phong sát liền có thể làm ngay lập tức sao? Nghe đến đó, một tia mạnh mẽ chống đỡ chấn định cuối cùng của Lâm Hạo cũng duy trì không được, cả người đều bắt đầu run lên. Mà bên cạnh anh ta mấy người nghệ sĩ mới vừa rồi đồng thời đi theo Lâm Hạo châm chọc mỉa mai Lạc Thần ngay cả tiếng thở mạnh cũng không dám thở ra một tiếng, từ từ mà lui về phía sau, bọn họ rất sợ quan hệ của mình cùng Lâm Hạo bị người đại diện Bạch trước mắt này nhìn thấy, rồi bị làm liên lụy ảnh hưởng đến tiền đồ của mình. Chương 310, chướng ngại thứ nhất. Diệp Oản Oản câu câu khóe môi của mình, liếc nhìn Lâm Hạo đã sợ đến mức sắc mặt bắt đầu trắng bệch, tiếp tục đối với điện thoại mở miệng nói, nhưng đối phương là nghệ sĩ dưới chướng của Chu tổng giám đó. Cái gì nghệ sĩ hạng 2, tùy tiện tôi phong sát sao? Được, đa tạ Trừ tổng trước nhé. Nghe đến đó, Lâm Hạo rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, lúc này bước một bước dài vào tới trước mặt của Diệp Bạch, người đại diện Diệp A. Tôi sai lầm rồi. Là tôi nhất thời xúc động không suy nghĩ kỹ càng, mới vừa rồi tôi không nên đối với anh bất kính như vậy. Cầu xin anh cho tôi thêm một cơ hội nữa. Lần sau tôi cũng không dám làm bậy như vậy nữa đâu. Lâm Hạo vào lúc này đã hoàn toàn hoảng hồn làm gì còn có phân nửa phách lối mới vừa rồi nữa. Diệp Bạch gọi cuộc điện thoại này giống như một cái búa tạ thoáng cái đánh anh ta thức tỉnh.
Bởi vì trở thành một hiện tượng bùng nổ trong một bộ phim, cho nên anh ta bắt đầu có không ít người mới muốn nịnh hót lấy lòng mình, anh ta gần đây quá mức đắc ý lại quên mất chính mình bây giờ bất quá cũng mới chỉ là một nghệ sĩ hạng hai mà thôi. Mà Diệp Bạch là người mà Trừ Tổng tự mình đưa xuống, ngay cả anh Bân gần đây đều tránh mũi nhọn này, ngoài mặt cũng không dám cùng Diệp Bạch đối nghịch, mặc dù Diệp Bạch cũng đã xin phép qua Trừ Tổng rồi nhưng lấy cá tính của anh Bân sao có thể chịu buông tha cho Lạc Thần được. Ngày hôm qua anh Bân còn có thể bắt anh ta để đổi lấy Lạc Thần, rồi hôm nay liền có thể trực tiếp buông tha anh ta. Anh ta thực sự có thể sẽ bị phong sát hoàn toàn mất. Diệp Oản Oản tự tiếu phi tiếu nhìn đối phương một cái rồi nói, người anh nên nói xin lỗi không phải là tôi. Lâm Hạo sầm mặt lại, gắt gao nắm tay thành quả đấm, cuối cùng vẫn chuyển hướng về phía Lạc Thần, từng chữ mở miệng nói, tiền bối Lạc Thần, thật xin lỗi, xin anh tha thứ sự vô lễ của tôi. Nói xong lập tức khẩn trương không dứt mà nhìn về phía Diệp Oản Oản, bây giờ tôi hy vọng anh Diệp có thể cùng Trừ Tổng lần nữa nói rõ một chút. Tôi thực sự biết lỗi rồi. Diệp Oản Oản dường như lúc này mới hài lòng, vì vậy, đem điện thoại di động trong lòng bàn tay mở ra, đưa đến trước mặt của anh ta. Sau đó, bao gồm Lâm Hạo cùng tất cả mọi người bên trong đều nhìn thấy, trên điện thoại di động là hình ảnh màn hình chính của điện thoại, Diệp Oản Oản vừa rồi căn bản không có gọi một cuộc điện thoại nào cả. Lâm Hạo như một tên ngu ngốc há to miệng, ngơ ngác nhìn chằm chằm điện thoại di động của Diệp Oản Oản, sau khi phản ứng lại được chuyện gì đã xảy ra, gương mặt anh ta phồng thành màu gan heo. Anh ta lại có thể bị chơi xỏ. Cái tiểu bạch kiểm đáng chết này, lại có thể lợi dụng anh ta làm trò khỉ. Lâm Hạo giận đến phổi cũng sắp muốn nổ, đang tức giận muốn lên tiếng mắng chửi, lại đối mặt với ánh mắt ác liệt lạnh như băng của Diệp Bạch, đây chỉ là một lời cảnh cáo thôi, nếu anh còn tiếp diễn tôi không đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra. Diệp Bạch đã nói bóng gió như vậy rồi nếu như anh ta còn dám khiêu khích, Diệp Bạch thực sự sẽ làm tiếp chuyện mà lúc nãy chưa có làm. Nếu Diệp Bạch thực sự gọi điện thoại thì kết quả sau đó Lâm Hạo cũng không muốn tưởng tượng thêm nữa. Nghĩ tới đây, Lâm Hạo nhất thời rối rắm ngay cả thở mạnh cũng không dám thở một cái, đẩy người bên cạnh ra nổi giận đùng đùng mà bước đi. Những người khác thấy được thủ đoạn của người đại diện mới nhậm chức này, sau đó làm gì còn có ai dám ở lại tiếp tục hóng chuyện nữa, tất cả đều tan tác như chim muông. Dù sao so với Lâm Hạo, bọn họ chẳng là cái thá gì cả. Lạc Thần nhìn trong nháy mắt toàn bộ những người phòng chụp ảnh tan rã mỗi người một nơi, lại liếc nhìn người đại diện trước mặt mình vẫn như cũ một mặt phong khinh vân đạm, trên bả vai của Lạc Thần phảng phất vẫn còn sót lại nhiệt độ mới vừa rồi bàn tay kia chạm qua. Anh sớm đã hình thành thói quen đối diện với mấy chuyện như thế này, đây là lần đầu tiên có người ra mặt giúp đỡ anh một người không có chút giá trị nào như vậy. Lúc này, nhiếp ảnh gia đứng ở bên cạnh đang trơ mắt nhìn Diệp Bạch vị quan mới nhậm chức hủy bỏ người gây chướng ngại đầu tiên đối với Lạc Thần, sợ mình trở thành người thứ hai, vội vàng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán nhanh chóng đi tới giải thích, thật ngại quá anh Diệp, ngày hôm qua anh đã hẹn trước rồi, nhưng bởi vì nhóm này người mới được bên tổ tuyên truyền nói là rất quan trọng nên yêu cầu được chụp trước, bên đó thúc giục tôi tương đối gấp cho nên tôi mới để cho bọn họ chụp trước, mong anh Diệp thông cảm nha. Diệp Bạch dứt khoát không cần bắt anh ta đưa ra lý do biện giải cho hành động của mình, kéo cái ghế ngồi xuống, trực tiếp mở miệng nói, bắt đầu làm việc. Được rồi, nhiếp ảnh gia thở phào nhẹ nhõm, vội vàng thúc giục mọi người chuẩn bị, cùng lúc đó, Lạc Thần cũng được mang vào trong phòng hóa trang thay đổi quần áo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 311, tái diễn kinh điển. Thời điểm Lạc Thần từ bên trong phòng hóa trang đi ra, hai mắt của tất cả mọi người đều tỏa sáng. Trước kia bởi vì tóc quá dài nên cả người Lạc Thần nhìn qua đều có chút âm trầm, giờ phút này tóc đen được cắt ngắn gọn gàng, tóc mái đã được trải qua chỉnh sửa lộ ra cái trán sáng bóng đầy đặn cùng một đôi ánh mắt cực kỳ xinh đẹp. Không giống những người nghệ sĩ khác cố ý đi ra ngoài chỉnh sửa lại khuôn mặt của mình một khi tháo lớp trang điểm ra liền lộ ra vẻ tử khí vô thần hai mí mắt lớn không tiêu cự, ánh mắt của Lạc Thần là loại mắt xích đặc biệt có khí chất. Mắt đường cong nơi hai mí vô cùng tự nhiên lưu loát, một đôi môi nhỏ bé tự nhiên như hoa anh đào, nhìn qua liền để cho người khác có xúc động muốn tiếp cận để hôn, da thịt nhẵn mịn đến không có một tí lỗ chân lông nào. Trên người Lạc Thần mặc trang phục dựa theo yêu cầu trước đây của Diệp Oản Oản, không có bất kỳ sự khoa trương nào cả, trên người của Lạc Thần chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng cực đơn giản, trang sức duy nhất chỉ có là hoa văn được thêu ngũ giác trên cổ áo, hạ thân là quần màu đen. Cả người được trang điểm cùng ăn mặc sạch sẽ đơn giản, hơn nữa bởi vì khí chất bản thân của Lạc Thần nhàn nhạt sơ lãnh đem lại cảm giác có một khoảng cách nào đó với người nhìn,
khi nhìn thấy một cảnh này làm cho tất cả trí nhớ của mọi người ở đây tái hiện lại cảnh tượng thời thanh xuân, một loạt hình ảnh tốt đẹp mê hoặc người nhưng lại chỉ có thể nhìn mà không chạm được. Nhìn vậy Diệp Oản Oản cũng hiểu rõ chuyện Chu Văn Bân suốt 3 năm qua đều đối với Lạc Thần nhớ mãi không quên, dù sao khí chất trên người Lạc Thần quá sạch sẽ, đối với giới giải trí mà nói, khí chất như vậy phi thường hiếm thấy. Có thể là bởi vì quá lâu không có hóa trang chỉnh trọng như vậy, cho nên khi đối mặt với ánh mắt quan sát của nhân viên làm việc cùng Diệp Oản Oản, biểu tình của Lạc Thần hơi có chút không được tự nhiên. Anh Diệp, anh thấy thế nào, có được không? Thợ hóa trang hỏi thăm. Rất tốt, Diệp Oản Oản gật đầu. Chủ yếu vẫn là căn cơ của Lạc Thần quá tốt, da thịt mịn màng đến không thể tưởng tượng nổi, tôi cũng không cần tác động quá nhiều. Thợ hóa trang nói lời này mặc dù là một phần là lấy lòng nhưng cũng có một phần thật lòng. Cô trang điểm đã nhiều năm như vậy, có thể nhìn ra mặt ai đã động tới dao kéo, mặt ai chưa từng trải qua chuyện đó, mà gương mặt này của Lạc Thần cô có thể nhận định là thuần khiết tự nhiên. Bình tĩnh mà xem xét một chút thì thật ra ánh mắt của Diệp Bạch cũng không tệ, nếu chỉ xét về gương mặt mà nói, gương mặt của Lạc Thần quả thật không có mấy người có thể so sánh được, toàn bộ quang diệu chỉ sợ chỉ có Cung Húc có thể so sánh được với anh ta mà thôi. Lúc này, nhiếp ảnh gia đứng ở một bên điều chỉnh ánh đèn vừa đi tới hỏi, anh Diệp, không biết hôm nay quay chụp chủ đề gì. Quay lại một đoạn video, Diệp Oản Oản mở miệng nói. Nhiếp ảnh gia vốn là còn tưởng rằng là phải chụp cho Lạc Thần ảnh tuyên truyền, không nghĩ tới cuối cùng quay video, không khỏi có chút ngoài ý muốn hỏi lại quay video có nội dung là gì. Một bên Lạc Thần trầm mặc cũng nghi ngờ nhìn sang. Diệp Oản Oản đem một đoạn văn bản trong điện thoại di động mở ra, đưa tới trước mặt của Lạc Thần, đoạn lời kịch này anh còn nhớ không? Lạc Thần nhận lấy điện thoại di động nhìn một cái, một giây kế tiếp, thần sắc nhất thời hoảng hốt một trận. Lại là lời kịch trong vở kịch Kinh Long. Nhớ chứ? Anh làm sao có thể không nhớ được? Mỗi một đoạn lời kịch trong Kinh Long mỗi một chữ anh đều nhớ rất rõ ràng. Anh thật sự rất yêu thích diễn xuất, cảm giác trong từng vai diễn mang lại cho anh sự nhiệt tình cũng như có thể giải thích được đủ loại nhu cầu trong cuộc sống. Thời điểm diễn Kinh Long là đoạn thời gian anh ta vui vẻ nhất, sau đó trong 3 năm, từng hình ảnh trong đoàn kịch, những ánh đao bóng kiếm, hình ảnh khói lửa giang hồ vẫn như cũ thường xuyên xuất hiện trong mộng của anh ta. Đó là hồi ức chân quý duy nhất của anh ta từ khi anh ta vào nghề tới nay. Nhớ chứ, Lạc Thần kinh ngạc nhìn Diệp Bạch rồi mở miệng. Hôm nay chúng ta liền diễn lại đoạn ghi âm đoạn này. Lạc Thần nghe vậy, ánh mắt run rẩy, Diệp Bạch muốn cho anh ta tái diễn lại đoạn này sao? Diệp Oản Oản cũng không muốn để trễ nãi thời gian, thân thể đặt lưng hướng về phía ghế nhích lại gần, trực tiếp mở miệng nói, không có vấn đề gì nữa thì hiện tại hãy bắt đầu đi, tôi cho anh 3 phút để điều chỉnh trạng thái. Lạc Thần sửng sốt một chút mới hồi phục lại tinh thần, vội vàng bắt đầu chuẩn bị, nhiếp ảnh gia cũng nhanh chóng đem thiết bị điều chỉnh lại. Chương 312, mở ra chiêu thức dạy dỗ. Ánh đèn chiếu vào vị trí chụp hình đã chuẩn bị xong, Lạc Thần cũng đã đứng ở dưới đầu ống kính. Diệp Oản Oản ngồi ở trên ghế phía đối diện, lặng lặng chờ đợi. Rất nhanh, 3 phút thời gian để Lạc Thần chuẩn bị đã trôi qua. Diệp Oản Oản, đã đến giờ rồi, bắt đầu thôi. Lạc Thần đáy mắt thoáng qua vẻ bối rối, vội vàng mở miệng nói, sinh ra chính là tội ác, giỏi cho một cái sinh. Có thể là bởi vì nhất thời chưa không thích ứng được với ống kính, Lạc Thần mới vừa nói một câu liền bị vấp. Diệp Oản Oản hơi nhíu mày hô lên, làm lại. Lạc Thần nắm chặt tay bên người một cái thành quả đấm, hít sâu một hơi, bắt đầu lại. Sinh ra chính là tội ác, giỏi một cái sinh ra chính là tội ác, ta cùng với các vị. Đang muốn tiếp tục diễn tiếp nhưng Diệp Oản lại oản trực tiếp cắt dứt lời hắn, vẻ mặt quá căng thẳng cứng rắn, tôi để cho anh tái diễn chứ không phải là để cho anh đọc lời kịch. Làm lại. Sắc mặt của Lạc Thần đã trắng thêm mấy phần, hơi hơi nhắm mắt một cái điều chỉnh lại trạng thái của mình, sau đó mở miệng lần nữa. Sinh ra. Nhưng mà, lần này, mới mở miệng nói hai chữ, anh ta liền không nói thêm được từ nào nữa. Máu trên mặt Lạc Thần đã hoàn toàn rút đi, cả khuôn mặt hoàn toàn trắng bệch, thật xin lỗi. Trên mặt của Diệp Oản Oản không có bất kỳ biểu lộ gì, một lần nữa. Chẳng qua là đến lần thứ tư, Lạc Thần vẫn không có tìm được cảm giác. Sau đó Diệp Oản Oản không ngừng lên tiếng kêu phải dừng để quay lại. Lạc Thần liên tiếp quay lại vài chục lần không có một lần nào được thông qua. Lần thứ 20, đối mặt với biểu hiện của Lạc Thần một lần lại một lần không tốt, Diệp Oản Oản dừng lại ngón tay gõ một cái trên tay vịn nơi ghế ngồi,
nãy giờ vẫn luôn có sắc mặt lười biếng, giờ phút này đã không có một tia nhiệt độ. Như là cảm thụ vị được vẻ không vui cực độ của người đại diện này, bên trong phòng chụp ảnh không khí ngột ngạt đến cực hạn, tất cả mọi người đều không dám thở mạnh một tiếng. Mà dưới sự tập trung của tất cả ánh mắt, toàn thân Lạc Thần giờ phút này đều đã bị ướt mồ hôi, ngón tay gắt gao tạo thành quả đấm. Mình không làm được, mình quả nhiên vẫn là không làm được. Anh ta là người đã từng đứng dưới đầu ống kính như cá gặp nước, mà bây giờ đối mặt với máy quay cùng tầm mắt của người khác lại sinh ra loại tâm lý sợ hãi, toàn thân cứng ngắc phát lạnh, căn bản không có cách khống chế được, thậm chí trong đáy lòng mình cũng sinh ra cảm giác tự chán ghét, mình muốn vứt bỏ mọi thứ, không muốn tiếp tục nữa. Diệp Oản Oản tự nhiên cũng đã phát hiện ra trạng thái của Lạc Thần không đúng. Không chỉ là bài xích đối với ống kính, thậm chí là đối với chính mình cũng bài xích. Lúc trước Lạc Thần linh khí tràn đầy, thời điểm đối mặt ống kính vô cùng tự tin, giống như bên kia là sân nhà của anh ta, thiên địa của anh ta, nhưng bây giờ, ống kính đối với anh ta mà nói lại giống như một nhà tù, cả người anh ta thật sự là bị gông xiềng vô hình giới hạn buộc chặt lại. Trừ cái đó ra, cô còn nhìn thấy Lạc Thần dường như phi thường chán ghét chính gương mặt này của mình, cho nên theo bản năng luôn muốn né tránh ống kính. Mặc dù nhiều hay ít cô cũng đã ngờ tới một chút, nhưng tình huống của Lạc Thần hiện nay so với trong tưởng tượng của cô còn bết bát hơn. Ba, một tiếng, Diệp Oản Oản đem một xấp tài liệu nặng nề trong tay mà ném ở trên bàn bên cạnh, âm thanh lạnh lùng nói, gương mặt này là ưu thế lớn nhất của anh, là thiên phú mà bao nhiêu người mong muốn mà không cầu được, là ông trời ưu ái anh. Anh bài xích nó, chán ghét nó mang đến cho anh tai ách sao, tôi cho anh biết, hết thảy bi kịch này của anh không phải là bởi vì gương mặt này, mà là bởi vì anh hèn yếu vô năng không biết tự bảo vệ chính mình. Mạnh Lương ban đầu 18 tuổi lấy vị trí ảnh đế, bởi vì mẹ bệnh nặng, yên lặng 6 năm, 24 tuổi phục xuất, vẫn như thường nhận được vị trí ảnh đế lần thứ hai. Lý Trung Nghĩa diễn 30 năm đều là nam phụ, đến khi 53 tuổi mới được diễn nhân vật nam chính hơn nữa một lần là nổi tiếng. Ngay cả Kiều Khả Hâm từ khi xuất đạo tới nay đều bị bôi đen nhưng lại nghịch lưu mà tiến lên, chưa bao giờ yếu thế chịu thua số phận, thẳng cho đến năm nay mới được đề cử giải nữ hoàng điện ảnh Kim Lan, mà anh chẳng qua chỉ là bỏ lỡ khoảng thời gian 3 năm cùng với những đãi ngộ bất công mà. Thôi, chẳng lẽ chỉ như vậy anh liền cảm giác nhân sinh của mình đến đây đã chấm dứt. Nói tới chỗ này, sắc mặt của Diệp Oản Oản đã lạnh đến mức tận cùng, tại giới giải trí này, nếu muốn leo lên đỉnh đầu, tương lai anh còn phải trải qua khó khăn cùng áp lực so với những chuyện mà anh đã gặp phải đáng sợ hơn gấp trăm lần nghìn lần. Nếu anh chỉ có loại trình độ này, thật xin lỗi, tôi khuyên anh thừa dịp còn trẻ, nên sớm rời khỏi giới giải trí đi, tôi sẽ không lãng phí thời gian trên người nghệ sĩ mà không có đem lại cho tôi chút cảm giác tín nhiệm nào đâu. Gạch nối dài 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 gạch nối. Oản Oản mở ra chiêu thức dạy dỗ rồi tương đương hắc 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 tương đương hưng phấn tương đương. Chương 313, bị cả thế giới vứt bỏ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu không khí bên trong phòng chụp ảnh cơ hồ đều đông đặc đống kết. Nhìn qua người đại diện kia có vẻ rất dễ nói chuyện, vẻ mặt luôn lười biếng nhàn nhã giống như Hoàn Khố công tử chỉ là một người đàn ông trẻ tuổi mà thôi, giờ phút này lại như một ngọc diện la sát, quanh thân đều tản ra khí tức kinh người. Những người ở bên cạnh như nhiếp ảnh gia và những nhân viên làm việc khác đều đã bị khí thế bùng nổ đáng sợ trong nháy mắt của Diệp Bạch gây kinh hãi, chứ nói chi đến người đang ở ngay trong tâm bão nhân vật chính Lạc Thần. Lạc Thần run rẩy thân thể, trên mặt không có lấy một tia huyết sắc nào, đôi môi nhỏ bé căng thẳng mím thành một đường thẳng, bởi vì cuộc trách mắng đinh tai nhức óc này làm cho toàn thân anh ta tựa hồ cũng muốn bị thiêu cháy, hận không thể làm cho chính mình hóa thành không khí để biến mất đi. Diệp Oản Oản thoáng thu liễm lại cơn tức giận của mình nhưng trên mặt lãnh ý vẫn không chút nào suy yếu nói, hiện tại, tôi cho anh một cơ hội cuối cùng, nếu như anh vẫn như cũ chỉ có một loại trạng thái như thế này, việc hợp tác giữa chúng ta đến đây chấm dứt. Nghe được bốn chữ cuối cùng, con người của Lạc Thần trong nháy mắt co rúc lại, thoáng cái ngẩng đầu lên. Anh ta, một lần nữa bị bỏ rơi rồi sao? Hợp đồng của anh ta với Quang Diệu còn chưa tới kỳ, nếu Diệp Bạch buông tha anh ta, như thế theo quy định của hợp đồng anh ta sẽ trở lại trên tay của Chu Văn Bân. Diệp Oản Oản nhìn cũng không có nhìn anh ta một cái, hướng về nhân viên làm việc nhìn lướt qua nói, tất cả mọi người chuẩn bị. Mấy nhân viên ở bên cạnh sửng sốt hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần được, nhiếp ảnh gia vội vàng điều chỉnh lại góc độ, thợ hóa trang vội vã chạy lên lau mồ hôi cùng trang điểm sơ lại cho Lạc Thần. Nhìn thấy sắc mặt ảm đạm của Lạc Thần, thợ hóa trang đều có chút đồng tình. Nhưng cô lại không có lời nào để nói mà có thể giúp đỡ Lạc Thần được,
giới giải trí vốn chính là nơi cá lớn nuốt cá bé, lời nói của Diệp Bạch mặc dù nghiêm khắc thậm chí cay nghiệt nhưng đó cũng là sự thật. Rất nhanh, hết thảy mọi thứ đã được chuẩn bị ổn thỏa, dưới ánh đèn rốt cuộc cũng chỉ còn lại một mình Lạc Thần. Ánh mắt của mọi người, toàn bộ đều rơi vào trên người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đang đứng dưới ngọn đèn kia. Lạc Thần mờ mịt mà ngây ngốc đứng ở nơi đó, dường như vẫn không có cách nào phục hồi tinh thần lại được, dù sao thì mấy lời mà Diệp Oản Oản mới vừa nói kia khá nặng nề ảnh hưởng đến tâm trạng của anh ta, trên mặt Lạc Thần vẻ mặt yếu ớt giống như vừa trải qua một trận chiến kinh hoàng. Giống như, bị cả thế giới vứt bỏ. Bắt đầu. Diệp Oản Oản cất một tiếng nói bắt đầu, máy quay phim bắt đầu hoạt động. Tất cả mọi người theo bản năng đều ngừng thở. Một giây trôi qua, hai giây trôi qua, ba giây trôi qua rồi, Lạc Thần vẫn như cũ mất hồn đứng ở nơi đó, bất động, cũng không nói chuyện. Lại qua thêm mấy giây nữa, Lạc Thần vẫn không có phản ứng, giống như một người không có sinh mệnh, như một con rối gỗ đứng tại chỗ không cử động. Thợ hóa trang có chút tiếc rẻ lắc đầu một cái, chuyên viên quay phim cũng âm thầm thở dài, chuẩn bị đóng thiết bị, đối diện với máy quay đang ngồi trên ghế sắc mặt của Diệp Bạch cũng có một chút xíu nghiêm túc. Khó chịu trong tĩnh mịch, Diệp Oản Oản rốt cuộc cũng mở miệng, đã như vậy. Ngay khi Diệp Oản Oản mở miệng nói trong nháy mắt, bên trong phòng chụp ảnh to lớn vang lên một tiếng cười khẽ trầm thấp khàn khàn, a. Dưới ánh đèn, Lạc Thần cúi thấp mặt xuống, đột nhiên thật thấp mà cười một tiếng. Rất nhanh, Lạc Thần ngẩng đầu lên, cặp mắt sạch sẽ quét qua chỗ tất cả mọi người một cái, rồi cất tiếng rõ ràng nói, sinh ra chính là tội ác, giỏi một cái, sinh ra chính là tội ác. Thiếu niên trong suốt đáy mắt phảng phất dùng âm thanh như thú hoang bị giam giữ gầm thét lên như cố gắng thoát khỏi nhà tù, đem hết toàn bộ những cổ khí tức bị đè nén phát thành một sức mạnh mãnh liệt mà nói, ta, Lâm Giáng Trần cùng các vị không thù không oán nhưng một đám các ngươi từng người một lại ép bức ta, muốn đưa ta vào chỗ chết. Chương 314, đem người làm khóc. Ta cả đời đều giúp đỡ mọi người làm điều tốt, có thể thế nhân ghét ta muốn làm nhục ta, ta tự hỏi không thẹn cùng thiên địa. Nhưng có thể thiên địa này cũng coi nhẹ ta. Nói tới chỗ này, thiếu niên đột nhiên cười một cái, nụ cười kia giống như hoa đổ mi. Lạc Thần rõ ràng vẫn như cũ đứng ở bên trong phòng chụp ảnh, nhưng xung quanh lại phảng phất có gió gào thét cuồng liệt, gương mặt sạch sẽ hồn nhiên lại nhiễm một chút sắc thái hoa lệ, trong nháy mắt càng mê hoặc người tới cực hạn, che lấp trong ánh mắt âm u bộc lộ ra vẻ điên cuồng. Nếu như thế, từ nay về sau, một người ngăn trở ta, ta liền tàn sát một người, thế nhân không cho. Ta liền giết hết thế nhân, thiên hạ phụ ta, ta liền. Điên đảo càn khôn. Khi Lạc Thần nói xong thanh âm rơi xuống dường như có vật gì đó đáng sợ thoát khỏi được sự trói buộc, trong nháy mắt gào thét từ trong thân thể của anh ta thoát ra ngoài, xông về phía cửu tiêu tối thượng, 9 tầng trời cao. Yên lặng. Bên trong phòng chụp ảnh tất cả mọi người đều bị tác động, ngơ ngác nhìn chằm chằm Lạc Thần hoàn toàn lột xác thành một người khác. Rõ ràng vẫn là người kia. Rõ ràng vẫn là gương mặt đó, làm sao có thể trở nên kinh diễm như vậy được chứ? Không biết qua bao lâu, mọi người mới giật mình hiểu ra, mới vừa rồi Lạc Thần đang diễn, đó là vai diễn trong Kinh Long của một nhân vật phản diện đại boss, một trong những cảnh kinh điển của bộ phim đó. Quá, quá rung động. Kinh Long năm đó bùng nổ khắp phố lớn ngõ nhỏ, cơ hồ tất cả mọi người đều xem qua, cảnh Lạc Thần mới vừa diễn lại trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều nhớ lại bộ phim Kinh Long kia. Thời khắc này Lạc Thần cũng giống như chàng thanh niên năm đó trong TV, bị buộc đến bước đường cùng, mặc dù Lạc Thần vào lúc này mặc một bộ đồ hiện đại nhưng hiệu quả hoàn toàn không kém với nguyên bản đã được chiếu trên TV 3 năm trước đây, thậm chí người ở hiện trường xem càng rung động hơn. Bất quá, bọn họ còn ngại vì có người đại diện uy lực này ở đây cho nên tất cả mọi người vẫn không dám nói một lời nào, tầm mắt tất cả đều theo bản năng hướng về người đang ngồi trên ghế không nói một lời. Trình độ như vậy đã là quá mức phi thường lợi hại nha, chẳng lẽ còn chưa qua nữa sao? Lạc Thần sau một hồi mới từ trong nội dung cốt truyện đi ra, sau đó khí thế quanh thân trong nháy mắt biến mất, lại khôi phục bộ dáng vốn có của bản thân mình. Anh ta bất an nhìn chằm chằm người đại diện của mình, thân thể bởi vì khẩn trương quá độ mà căng thành một đường thẳng, vô cùng cứng đờ đứng ở nơi đó. Giống như người đứng ở chỗ đó chờ đợi, đợi phán quyết sau cùng. Một hồi trầm mặc. Diệp Oản Oản ngồi trên ghế rốt cuộc chậm rãi đứng lên. Dưới tầm mắt của mọi người từng bước hướng về phía của Lạc Thần đi tới. Thấy Diệp Bạch tiêu sái tới gần, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ, Lạc Thần càng ngày càng khẩn trương, thậm chí ngay cả hô hấp cũng sắp muốn đình chỉ. Rốt cuộc, Diệp Oản Oản cùng dừng lại trước mặt của Lạc Thần, đưa ra một bàn tay,
sau đó cô dùng bàn tay đó sờ lên mái tóc mềm mại đen nhánh đó một cái, giọng nói rét lạnh như băng tuyết ban nãy giờ đã bị thay thế bởi một giọng nói nhẹ nhàng ấm áp, cô nhẹ giọng mở miệng nói, đây không phải là làm rất khá rồi sao, cố gắng phát huy nhé. Sắc mặt Lạc Thần đầu tiên là ngây ngốc, con mắt trong suốt mở thật to, một giây kế tiếp, nước mắt thuận theo hốc mắt tràn ra, thuận theo gò má tinh xảo mà rơi xuống. Tựa hồ là không ngờ tới tình huống như thế, bàn tay Diệp Oản Oản đang đặt trên đầu của Lạc Thần cứng lên một cái trong chớp mắt, cô thật sự không biết nên làm gì nữa. Ách, làm quá mức sao? Tại sao lại khóc a? Cô lại có thể đem người khác bật khóc sao? Là cô quá hung dữ rồi sao? Mới vừa rồi cô thật sự rất hung tợn sao? Diệp Oản Oản nội tâm điên cuồng giằng co, trên mặt vẫn muốn duy trì vẻ uy nghiêm của mình, vì vậy mặt giọng không thay đổi mà lấy ra một cái khăn tay đưa tới, lạnh lùng nói, khóc cái gì? Đàn ông không thể dễ rơi lệ như vậy được. Lạc Thần nghẹn ngào, gật đầu nhẹ một cái, sau đó dùng tay lau nước mắt trên mắt mình một cái, rồi cẩn thận nhận lấy chiếc khăn tay kia. Chương 315, không phải bởi vì chó sủa mà quay đầu lại. Trong phòng làm việc, cậu có võ thuật cơ bản chứ? Diệp Oản Oản hỏi. Lạc Thần mấp máy môi nói, có một chút, chẳng qua là. Lúc trước vì quay Kinh Long cho nên anh ta có luyện qua một đoạn thời gian, chẳng qua lúc này dù sao cũng đã qua 3 năm rồi, ít nhiều gì anh ta cũng quên đi không còn quen thuộc như xưa nữa. Diệp Oản Oản trực tiếp đưa cho Lạc Thần một tờ thời khóa biểu rồi nói, phỏng chừng anh quá lâu không có luyện qua cho nên cũng quên, tôi đã an bài cho anh chương trình học võ. Mấy ngày nay anh chuyên tâm đi theo sư phụ huấn luyện lại đi, những chuyện khác không cần phải để ý đến, người không quan trọng cũng không cần để ý tới, sư tử vĩnh viễn sẽ không bởi vì chó sủa mà quay đầu lại. Vẻ mặt Lạc Thần trịnh trọng gật gật đầu yên lặng nhận lấy thời khóa biểu, một câu cũng không có hỏi, cũng không suy nghĩ đến chuyện tại sao những người đại diện khác đều là để cho nghệ sĩ dưới quyền của mình luyện tập ca hát khiêu vũ, mà người đại diện của anh ta lại cho mình đi luyện võ thuật. Lạc Thần cũng không có hỏi Diệp Bạch Ích lợi đối với buổi quay video hôm nay mang lại cho mình gì, chỉ thể hiện một bộ dạng nghe lời không hỏi nhiều mà thôi. Nhìn thấy Lạc Thần nhu nhu thuận thuận nghe theo lời mình nói, trái tim của Diệp Oản Oản cũng mềm đi được mấy phần, hiện tại anh còn không có đủ năng lực tài chính để có được đội ngũ riêng của mình, cho nên trước tiên sẽ tạm thời điều vài người của công ty cho anh, bất quá, tương lai những thứ này cũng sẽ có. Một câu nói này cũng như là một cái cam kết mà cô đặt ra. Nhưng càng giống như là một điều tiên đoán chắc chắc Lạc Thần sẽ làm được, sẽ trở thành người mà ai cũng muốn dựa vào. Lạc Thần nhìn người mặt lạnh trước mắt mình, tĩnh mịch trong lòng đã bị luồng nhiệt đã lâu không thấy bắt đầu khởi động. Sau đó trong khoảng thời gian này, Lạc Thần mỗi ngày chỉ có hai nơi thường xuyên đi đến, ngoại trừ đi đến bệnh viện trông nom mẹ thì thời gian còn lại chính là tới công ty theo sư phụ tập luyện võ thuật. Trong công ty... Tất cả mọi người đều đang chờ đợi xem người đại diện Diệp Bạch mới tới đó sẽ có động tác lớn gì. Kết quả, chẳng ai ngờ được Diệp Bạch cho Lạc Thần ghi hình một đoạn video xong, cái gì cũng không làm, mỗi ngày chỉ biết để cho Lạc Thần đi tập võ. Không có việc gì thì để cho nghệ sĩ đi tập võ làm gì? Đây không phải là lãng phí thời gian sao? Chẳng lẽ đây là chuẩn bị để cho Lạc Thần đi làm diễn viên võ thuật sao? Thật là não có vấn đề mà. Lạc Thần đối với những ánh mắt khác thường cùng lời đồn đãi chung quanh đều bịt tai lại không nghe cũng không thèm quan tâm, mỗi ngày nên làm cái gì thì chỉ tập trung làm cái đó mà thôi. Mà vào lúc này, Lâm Hạo đã tiếp nhận đóng nhân vật nam chính trong một bộ phim thanh xuân thần tượng. Mới xuất đạo không lâu vai diễn thứ hai đã có thể diễn nhân vật nam chính, đãi ngộ như vậy đủ để cho tất cả người mới đỏ con mắt, tiền đồ tương lai của Lâm Hạo không thể nghi ngờ là quá tốt. Ngày hôm đó... Lâm Hạo cùng giống như thường ngày đi tới công ty, bên người là một đoàn người mới muốn nịnh cùng luyện tập sinh hót lấy lòng anh ta. Thời điểm đi ngang qua Lạc Thần, Lâm Hạo dừng chân lại, thời khắc này trên mặt đã hoàn toàn không thấy vẻ chật vật như ngày bị Diệp Oản Oản trêu đùa, anh ta lại khôi phục vẻ mặt cao cao tại thượng không ai bì nổi nữa, sau đó dùng biểu tình nhìn Lạc Thần giống như nhìn lấy con kiến hôi, cũng chẳng thèm nói một câu nào giống như cùng Lạc Thần nói hơn một câu đều làm rớt giá thân phận của mình. Nhìn Lạc Thần khắp người đều là mồ hôi, một đám người xuất thân đều là những tiểu thịt tươi gọn gàng xinh đẹp liền rối rít giễu cợt. Phốc, Lạc Thần tiền bối thật là khổ cực a, lại phải đi huấn luyện nữa sao, cố gắng như vậy, tiền đồ khẳng định không thể đo lường được nha. Dù sao cũng là người chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, à mà không đúng, là theo một ông chủ có khả năng nha. Lạc Thần tiền bối cố gắng lên nha. Lạc Thần tiền bối ký cho tôi cái tên đi.
chỉ sợ ngày sau chúng tôi thấy tiền bối lại không tư cách để nói chuyện với tiền bối nữa chứ. Dứt lời một đám người thay nhau cười lớn. Lạc Thần lau mồ hôi trên trán, mặt không thay đổi mà nhìn những người đó một cái, không nói một lời trực tiếp đi vòng qua bọn họ. Trên lầu, bên trong phòng làm việc của Chu Văn Bân. Chu Văn Bân vừa vuốt vuốt món đồ cổ mới tới tay mình vừa lên tiếng hỏi, gần đây tiểu tử kia thế nào? Người đại diện mập mạp vội nói, anh Bân anh yên tâm đi, cái gì cũng đều không có làm cho ra hồn được, 8 phần 10 là muốn phô trương thanh thế, cố làm ra vẻ huyền bí mà thôi. Đừng xem thường cậu ta, cậu nhớ tập trung quan sát nếu có chuyện gì thì báo cho tôi ngay. Chu Văn Bân liếc hắn ta một cái, gõ gõ bàn rồi nói. Người đàn ông kia xoa xoa tay, vẻ mặt nịnh hót đáp lời, anh Bân theo như anh nói, anh Bân anh là ai chứ, anh là người trong giới này lăn lộn đã hơn 20 năm rồi, gió to sóng lớn gì chưa từng thấy qua, sao có thể để cho một tiểu tử chưa vắt sạch mũi so sánh được cơ chứ, rất nhanh thôi trừ tổng sẽ biết được quang diệu còn phải dựa vào anh Bân anh nha. Chu Văn Bân rõ ràng là được nâng bốc lên làm cho tâm tình của mình không tệ, thuận miệng hỏi một câu, tình huống gần đây của Cung Húc như thế nào rồi hả? Anh Bân yên tâm, Cung Húc trong khoảng thời gian gần đây đều rất ngoan, không có xảy ra chuyện gì cả, nhiệt độ xì căng đan lần trước đã tiêu tán rồi, qua mấy ngày nữa hẳn là liền có thể lộ diện. Chu Văn Bân xoay xoay món đồ sứ trong tay, hài lòng gật đầu. Chương 316, giấu sâu như vậy. Vài ngày sau, Lạc Thần giống như những ngày qua lôi kéo thân thể mệt mỏi đến cực hạn về đến nhà. Bên trong phòng thuê cũ nát chật hẹp tràn ngập một mùi đã lên mốc, vách tường nước sơn đều đã chóc ra. Đảo mắt đã 2 tuần lễ, người quản lý của anh ta ngoại trừ để cho anh đi theo sư phụ tập võ ra, bất cứ chuyện gì cũng không có an bài cho anh ta, không có tuyên truyền, không có thông báo, càng không có thử sức cho bất kỳ vai diễn nào, mà anh ta vì luyện tập nên đi làm việc vặt cũng từ chối không làm. Mẹ anh ta bị bệnh, số tiền cho thuốc càng ngày càng nhiều. Dù anh đã cầm trước hơn 10.000 tiền kia nhưng cũng không chống đỡ được bao lâu, nếu như lại không có khoản nào thu vào thì. Lạc Thần tắm rửa một cái, không yên lòng mà mở TV ra. TV phát một đống tin tức ngoài lề sau đó mới đưa ra một loạt hình ảnh. Trong TV đang phát ra tin tức giải trí đầu tiên, trong tin tức tập trung vào một đoạn phim điện ảnh và truyền hình kịch. Không kịp chuẩn bị nhìn thấy hình ảnh trên màn ảnh, vẻ mặt Lạc Thần xuất hiện một trận hoảng hốt. Là Kinh Long. Trong màn hình, động tác của nam nhân vật chính Lăng Thiếu Chiết phiêu giật tự nhiên, một gương mặt anh tuấn vô song. Năm đó, anh ta mặc dù là nam thứ hai, nhưng bởi vì nhân vật này được thiết lập tốt cho nên danh tiếng của anh ta hoàn toàn không kém hơn nhân vật nam chính là bao nhiêu. Lúc đó có thể nói anh ta cùng với Lăng Thiếu Chiết cân sức ngang tài, thậm chí mơ hồ vượt qua cả Lăng Thiếu Chiết. Nhưng 3 năm sau ngày hôm nay Lăng Thiếu Chiết đã ký được hợp đồng với tập đoàn Diệp Thị Kỳ Phùng, địch thủ của giải trí hoàn cầu. Bây giờ địa vị của anh ta có thể so sánh một cách tương đối với Hàn Thiên Vũ khi còn mới xuất đạo của giải trí hoàn cầu. Mà Lạc Thần anh, Lạc Thần nhìn cảnh hoa tuyết lại bắt đầu không ngừng lóe lên TV trên trán tràn đầy khổ sở. Trong TV truyền tới thanh âm trầm thống của nữ phóng viên, 3 ngày trước đây, nhà văn tiểu thuyết võ hiệp đương thời Lâm Tông lão tiên sinh đã qua đời, hưởng thọ 83 tuổi, giới văn học cùng giới giải trí rối rít gửi bài điệu niệm. Nghe được câu này, Lạc Thần lại là ngẩn ra. Lâm Tông lão tiên sinh qua đời rồi sao? Vì phòng ngừa chính mình suy nghĩ lung tung cũng như bị những người chung quanh châm chọc làm ảnh hưởng, nên gần đây anh ta điên cuồng luyện tập, vì vậy cũng không có chú ý đến những chuyện này. Trong TV âm thanh vẫn còn tiếp tục. Mọi người đều biết, Lâm Tông đã từng hạ bút tạo ra vô số tác phẩm võ hiệp kinh điển đông đảo mọi người, trong đó kinh điển nhất chính là Kinh Long. 3 năm trước đây, phim truyền hình Kinh Long khi được phát sóng liền phổ biến khắp Đại Giang Nam Bắc. Tất cả vai chính trong bộ phim đó đều bùng nổ, trở nên nổi tiếng trong giới giải trí chỉ sau một bộ phim, diễn viên diễn vai nhân vật nam chính trong Kinh Long Vân Hải trong một đêm liền thành danh, theo báo cáo gần đây anh ta mới vừa tiếp tục quay một tác phẩm mới với đạo tác Khương. Sau đó chính là Trường Thiên Đại Luận giới thiệu đủ loại tin tức về Lăng Thiếu Chiết, mấy vai chính trong những bộ phim khác cũng được giới thiệu lại. Đến khi nhắc đến Lạc Thần chỉ có một câu, sau khi tham gia Kinh Long liền lãnh đạm rời khỏi giới giải trí, bặt vô âm tín. Lúc này, sau lưng người nữ phóng viên trên màn hình lớn, xuất hiện một gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ. Trong hình thiếu niên mi mục như họa, cùng với nhân vật nam chính Vân Hải Lăng đang so chiêu, hình ảnh như nước chảy mây trôi. Đó là Lâm Lạc Trần. Là chính bản thân anh ta. Đang hoảng hốt, lúc này, một chàng chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, cắt đứt suy nghĩ của anh ta.
Lạc Thần lắc đầu một cái, đè nén tâm trạng trong lòng mình, sau đó tiếp điện thoại, alo. Thời điểm nhìn thấy tên người gọi đến, Lạc Thần có chút ngoài ý muốn. Gọi điện thoại cho anh ta chính một nghệ sĩ, ban đầu cùng anh ta xuất đạo, nhưng người nghệ sĩ này mặc dù bước khởi đầu không bằng anh ta, sau đó phát triển được cũng không tệ lắm, nhưng anh ta đã sớm không có bất kỳ lui tới nào cùng mình rồi, hôm nay tại sao lại đột nhiên gọi điện thoại cho mình chứ? Lạc Thần mới vừa tiếp thông, đầu kia điện thoại lập tức truyền tới một âm thanh có chút kích động, Lạc Thần, tiểu tử cậu sao có thể vậy a? Thật sự không ngờ đấy, thật không nhìn ra cậu có tài giấu giếm sâu như vậy. Lạc Thần bị một trận tiếng nói bắn nhanh như pháo không khỏi có chút không hiểu, vì vậy hơi nhíu đầu lông mày hỏi lại, cậu đang nói cái gì vậy? Chương 317, điên đảo càn khôn. Người đầu kia điện thoại phát ra âm thanh như không nói nên lời trả lời, làm sao vậy, ngay cả cùng mình mà cậu còn giả bộ che giấu nữa sao? Mình quả thật không biết cậu đang nói gì. Nghe âm thanh của Lạc Thần không giống như người biết mà đang giả bộ, người bên kia điện thoại chần chờ mở miệng nói, cậu còn không biết sao? Cậu bùng nổ à, Weibo của cậu đều bị người khác theo dõi điên cuồng rồi. Weibo? Lạc Thần nghi ngờ mở laptop trong tay ra, sau đó đăng nhập vào tài khoản Weibo của mình. Trước kia Diệp Bạch đã giúp anh ta lấy tài khoản Weibo trở về rồi, nhưng anh ta chưa từng muốn đăng nhập lại. Hệ thống của chiếc laptop này có chút cũ lạc hậu, Lạc Thần mở máy hơn nửa ngày mới khởi động được, sau đó anh ta không thể đăng nhập được tài khoản của mình. Một đống tin tức đang điên cuồng lan tràn ra trên tài khoản Weibo của anh ta làm cho máy tính của anh ta rớt mạng liên tục. Lạc Thần trầm mặc mất mấy giây, giống như là không phản ứng kịp chuyện gì đang xảy ra. Sau đó, anh ta tắt mở nhiều lần, đóng tin tức nhắc nhở, rốt cục cũng thành công đăng nhập vô tài khoản của mình. Sau đó mở ra trang chính Weibo của mình, Lạc Thần thoáng cái liền sững sốt. Anh ta nhớ rõ mình đã rất lâu không có đăng tin tức trên Weibo rồi. Nhưng cái anh ta thấy hiện tại chính là một bản tin được đăng trên Weibo mà thời gian hiện chỉ mới 2 tuần lễ trước mà thôi. Làm cho anh ta không cách nào tin tưởng được chính là bài đăng này có mấy chục ngàn lượt xem, số lượng người yêu thích là mấy trăm ngàn cùng vô số lời bình luận. Nội dung trên Weibo là một đoạn video, Lạc Thần mở video ra, đó là một đoạn video quay lại một cảnh kinh điển anh ta diễn trong Kinh Long, nhìn lại anh ta nhận ra, đó là một đoạn mà ngày đó anh ta ở bên trong phòng chụp diễn lại. Chẳng qua đó chỉ là một đoạn ngắn kinh điển trong bộ phim đó mà thôi, làm sao lại có thể có nhiều lượt xem như vậy được. Anh ta cũng không phải là nghệ sĩ đang ăn khách. Trước giờ Weibo anh ta đăng lượng người xem chưa bao giờ hơn 100, chỉ có một vài fan trung thành mới gửi lời bình luận cho anh ta mà thôi. Lạc Thần nhẫn nại tiếp tục xem đoạn phim, trong đoạn video đó, hai con ngươi của thiếu niên như muốn thiêu đốt toàn bộ, nếu như thiên hạ này phụ ta sẽ làm tất cả để điên đảo càn khôn. Này giờ đều là một đoạn phim ngắn, nhưng đến thời điểm khi nói một câu cuối cùng, đoạn video bị chia thành hai nửa, một nửa hình ảnh là đoạn phim trong nguyên bản, một nửa hình ảnh kia lại là hình ảnh hôm đó anh ta ở bên trong phòng chụp quay lại. Điên đảo càn khôn. 3 năm trước đây trong kịch bản chính anh ta mặc đồ võ hiệp, bây giờ sau 3 năm anh ta mặc một bộ đồ hiện đại lại đồng thời nói ra 5 chữ này. Hình ảnh của chính mình trong quá khứ cùng mình bây giờ đồng thời xuất hiện trong một tấm hình, ngay chính anh ta cũng đều bị rung động. Cùng lúc đó, Lạc Thần mới chú ý tới trên Weibo ghi vài chữ, đã lâu không gặp, tôi đã trở lại. Chuyện này, tương đương với tuyên bố anh công khai tái xuất lại trong giới giải trí. Bất quá, thời điểm 2 tuần lễ trước phát ra không có bất kỳ sự quan tâm nào, thậm chí đều không có người nào phát hiện được anh ta có đăng một đoạn Weibo như vậy. Nhưng bây giờ, bởi vì Lâm Tông lão tiên sinh bệnh qua đời, toàn bộ giới giải trí đều muốn nhớ tới để ôn lại trào lưu võ hiệp, nên năm đó tất cả các nghệ sĩ diễn qua Kinh Long đều phát Weibo có liên quan đến bộ phim đó, mà anh ta đăng đoạn này lên Weibo vừa vặn có thể đuổi kịp làn sóng nhiệt độ này, thoáng cái liền nổi tiếng người người đều biết. Lạc Thần hoảng hốt nhìn lướt qua những bình luận phía dưới của Weibo. Tiểu bảo bối thích Lạc Thần nhất, quá đã mà. Lạc Thần lại có thể phát ra đoạn Weibo như vậy à? 3 giây cuối cùng đẹp trai quá mức đến nổ tung luôn. Cái số ID này Lạc Thần rất quen thuộc, đây là một fan trung thành từ 3 năm trước đây khi anh mới vừa gia nhập giới giải trí đã đi theo anh rồi. 3 năm qua mỗi lần anh phát Weibo, cô ấy đều sẽ nhắn lại cho đến khi nửa năm trước anh bắt đầu không có phát bất kỳ tin nào trên Weibo nữa thì cô ấy cũng không có tí động tĩnh nào nữa. Mẹ Điềm Điềm, ông trời của ta ơi, trời ơi. Ta thấy được cái gì đây, điều trên Weibo nói là có ý gì?
lão công của ta muốn quay lại làm việc sao? Vị thần tượng duy nhất mà ta yêu, ngôi sao vĩnh viễn không bao giờ rơi rốt cuộc cũng đã xuất hiện lại rồi. Lời bình luận này cũng là fan trung thành của anh ta. Không nghĩ tới đã cách lâu như vậy rồi còn có thể gặp lại các cô ấy fan của anh. Chương 318, Thiên thời địa lợi nhân hòa. Nông phu sơn tuyển có chút ngọt, CMN. Trước kia ta còn hiếu kỳ Lâm Lạc Trần trong Kinh Long rốt cuộc đi chỗ nào rồi, sau đó liền thấy điều này trên Weibo. 3 giây cuối cùng là bộ dáng gần nhất của Lạc Thần sao? Rời ạ, so với 3 năm trước đây càng đẹp trai hơn nha. Sao Lạc Thần lại có thể không thay đổi một chút gì như vậy được cơ chứ? Du Vân Kinh Long, không hổ là nghệ sĩ năm đó cùng Lăng Thiếu Chiết cân sức ngang tài. Chẳng qua không biết tại sao lại không có bùng phát như vậy, thật sự là quá đáng tiếc. Chuyên nghiệp hố đồng đội, ta chỉ muốn hỏi đoạn phim mới vừa rồi tại sao lại chỉ có 3 giây. Phe cánh bên Nhan Khống tỏ vẻ đói khát khó nhịn phải quyết chiến. Con cừu nhỏ ngoan ngoãn hóa thành nhân vật phản diện đại boss. Năm đó một màn cuối cùng trong Kinh Long vừa vặn dừng lại ở chỗ này, quả thật là để cho tâm của người xem bứt rứt khó chịu. Rốt cuộc lúc nào có thể ra phần thứ hai à? Chúng ta đều đã chờ đợi hơn 3 năm rồi nha. Mông Thoát Thạch Tản Tư, các ngươi còn không biết sao. Kinh Long mới có đạo diễn mới vừa phát thông tin trên Weibo, đã nhất định phải khởi quay phần thứ hai. Giờ chúng ta không lo chuyện nhân vật khác là do ai diễn, nhân vật Lâm Lạc Trần này quả thật ngoại trừ Lạc Thần ra không ai khác có thể đảm nhận được. Thời gian ở trên người anh ấy giống như là ngừng chảy, anh ấy cùng với Lâm Lạc Trần năm đó giống nhau như đúc. Không đúng, 3 năm sau còn kinh diễm hơn nữa. Nhàn Mỹ Nhân, thật muốn quay phần 2 rồi sao? Quả thật là quá tốt mà. Mặc kệ những nhân vật khác là ai đóng vai, Lâm Lạc Trần trừ Lạc Thần ra không thể là người khác. Ta tuyệt đối không tiếp thu nổi những người khác đóng vai Lâm Lạc Trần. Phía sau phần lớn là fan năm đó của Kinh Long, độc giả thích Lâm Lạc Trần cùng với người đi đường bên phe Nhan Khống, tất cả mọi người đều tập hợp ở chung một chỗ, hợp thành một đám người không thể ngăn trở. Sau đó còn hợp lực đem điều mình đang nói phát tán rộng ra trên Weibo làm cho chuyện này càng ngày càng nhiều người biết đến. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại trang web http://di-ngắn-nặng-cs-ngôn-tình. Lạc Thần đã không nhớ chính mình đã bao lâu rồi không có được chú ý như vậy, nhìn thấy mấy bình luận kia một cái lại một cái đầy sự nhiệt tình, còn có độ nóng liên quan đến video đó đang không ngừng tiếp tục gia tăng, làm cho anh có một loại cảm giác giống như đang ở trong mộng cảnh. Điện thoại của Lạc Thần vẫn chưa có treo máy, bên trong vẫn truyền tới âm thanh không ngừng hâm mộ của người nghệ sĩ đó, ngắn ngủi trong vòng mấy tiếng video của cậu liền có số lượng lớn người theo dõi cùng độ chú ý, dựa theo cái nhiệt độ này nếu tiếp tục đi lên, tiêu đề tin tức trên báo giải trí ngày mai nhất định là cậu nha, dù sao mọi người vốn vẫn luôn đối với cậu thật sự tò mò, huống chi còn có nhân vật Lâm Lạc Trần này thật không thua kém gì nhiều so với nhân vật nam chính rồi lại còn có lượng fan khổng lồ có thể ngang ngửa nhau nữa chứ. Kinh Long 2 còn có sắp xếp cho việc bỏ phiếu để tuyển chọn diễn viên cho từng vai diễn viên được đề cử cho nhân vật Lâm Lạc Trần này là cậu nha, hơn nữa lượng phiếu bầu cho cậu xếp số 1. Đúng rồi, cái video kia của cậu đã mời người cao thủ nào bày kế cho vậy? Quá tuyệt a! Nghệ sĩ đó vẫn một mực nói cũng không để ý bên kia có nghe hay không, liên tục trò chuyện nửa giờ sau mới cúp điện thoại. Sau đó, Lạc Thần vẫn còn chưa có phục hồi lại tinh thần, điện thoại di động lập tức lại vang lên. Lại có mấy người ở trong vòng giải trí lâu không liên lạc gọi cho anh, người thì chúc mừng người thì hỏi dò tìm hiểu. Vẻ mặt Lạc Thần hoảng hốt mà nhìn tiếng chuông điện thoại di động không ngừng reo, hắn cho tới bây giờ cũng không biết, chính mình trong giới này vẫn còn có nhiều, bằng hữu như vậy. Sáng ngày thứ hai, một tiêu đề trên Weibo hấp dẫn bắt mắt chính là lời tuyên bố tái xuất trên Weibo của Lạc Thần. Những lượt tìm kiếm đứng đầu, đều có liên quan đến Lạc Thần Lâm Lạc Trần. Lạc Thần tái xuất, Kinh Long phần tiếp theo sắp khởi quay. Trong một đêm, tên của Lạc Thần liền xuất hiện một lần nữa trong tầm mắt của mọi người. Sự tình từ lúc phát sinh đến bây giờ thời gian cũng chỉ mới có 10 mấy tiếng mà thôi, Lạc Thần liền nổi tiếng một cách nhanh chóng đến mức tất cả mọi người đều ứng phó không kịp. Làm sao có thể? Trong phòng làm việc, Chu Văn Bân nghe thấy báo cáo của thủ hạ, sắc mặt thốt nhiên đại biến. Tối hôm qua ông ta mang nghệ sĩ dưới quyền của mình theo người đầu tư uống rượu uống tới choáng ván, cho đến sáng nay mới biết được tin tức này. Chu Hành Dũng lau mồ hôi trên trán nói, cái này tôi đây cũng hoàn toàn không ngờ tới. Chu Văn Bân gắt gao nhìn chầm chầm những tin tức che ngập bầu trời trên Internet kia, cố chấn định nói, chẳng qua chỉ là bùng nổ một cái Weibo mà thôi. Ngươi vội cái gì chứ?
Chu Hành dùng vẻ mặt đưa đám nói, nhưng chính là, đạo diễn Tống tối hôm qua mới phát tin trên Weibo, tỏ vẻ chính thức muốn khởi quay Kinh Long lần thứ hai, bên trên Weibo còn có một cuộc bỏ phiếu cho các vai diễn, trước mắt số phiếu bỏ cho nhân vật Lâm Lạc Trần này Lạc Thần ổn xếp số 1. Cái gì, Kinh Long muốn quay lần thứ hai sao? Sắc mặt Chu Văn Bân nhất thời trầm xuống, lần này hoàn toàn không nói ra lời. Chu Hành Dũng không nhịn được nói, bởi vì Lâm Tông lão tiên sinh bệnh qua đời, phim võ hiệp đột nhiên náo nhiệt lớn, sau đó, đạo diễn Tống tỏ vẻ muốn hoàn thành di nguyện của Lâm Tông lão tiên sinh, muốn quay lại Kinh Long lần thứ hai. Tiểu tử Diệp Bạch kia cũng quá là may mắn rồi, bằng không lại chính là cậu ta đã đi coi bói trước đi. Chứ không làm sao lại chọn thời gian hợp lý như vậy được. Quả thật là thiên thời địa lợi nhân hòa. Chương 319, thời điểm kiểm tra thành quả dạy học. Giải trí hoàn cầu, phòng làm việc của Tổng Giám đốc. Ha ha ha, không tệ, tôi quả nhiên không có nhìn lầm người. Diệp Thiên Sinh đúng là một nhân tài hiếm có. Khi nhận được tin tức Trử Hồng Quang vô cùng vui sướng, ngay lập tức đem Diệp Oản Oản kêu qua nói chuyện. Trước bởi vì ông ta đột nhiên trọng dụng Diệp Bạch, bên dưới có không ít người bất mãn đối với ông ta, hiện tại Lạc Thần chợt bạo phát, không thể nghi ngờ gì nữa chứng minh ánh mắt nhìn người của mình là không sai, vì vậy tâm tình Trử Hồng Quang dĩ nhiên là rất tốt. Diệp Oản Oản một mặt khiêm tốn, không có chút ý tứ nào dành công nói, đó cũng là Trừ Tổng ngài không hạn chế hình tượng của một người nghệ sĩ, cho tôi cơ hội này, nếu không tôi dù có làm như thế nào đi nữa, cũng chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt mà thôi. Nghe được lời này Trừ Hồng Quang có thể nói là tương đối hưởng thụ, càng cảm thấy Diệp Bạch này so với Chu Văn Bân thức thời hơn rất nhiều, ông Dùng cũng vừa lòng hơn. Vì vậy, lúc này sảng khoái đến ngăn kéo lôi ra một chồng tài liệu cùng một chuỗi chìa khóa thẻ cửa đẩy tới. Tôi là người thưởng phạt phân minh, cậu lần này làm vô cùng tốt, tháng này tôi sẽ để cho bộ tài vụ cho cậu thêm vào một khoản tiền thưởng, phòng này cũng trước thời hạn giao cho cậu, vấn đề về khoản tiền trả cho căn phòng không cần phải gấp gáp, cậu có thể từ từ chuẩn bị. Diệp Oản Oản cười một tiếng, cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy, đa tạ Trừ Tổng. Trừ Hồng Quang này là người cáo già, nhìn như đang ghi nhận công lao của người khác, còn thể hiện một bộ dáng vẻ đầy hào phóng. Nhưng bất quá cũng chỉ là giao trước nhà ở mấy ngày cho cô mà thôi, trên thực tế cái gì cũng đều không có tổn thất. Trử Hồng Quang nói xong, thử thăm dò mở miệng hỏi, Diệp Bạch A, trong bộ phim Kinh Long này, nhân vật Lâm Lạc Trần cậu có mấy phần chắc chắn sẽ cầm được đến tay mình. Năm đó Kinh Long nổi tiếng, thúc đẩy được vô số người mới thành siêu sao, sau đó vốn là phải tiếp tục quay phần 2, nhưng bởi vì phía nhà đầu tư cùng nhà sản xuất phim xuất ra đủ loại vấn đề cho nên dù đã bàn bạc nhau nhưng đến nửa đường vẫn phải gác lại, sau đó thời đại võ hiệp đi qua phần 2 cũng không có trông chờ có phần tiếp theo. Cho đến khi, Lâm Tông qua đời, võ hiệp lại dâng lên một tầng nhiệt mới, cộng thêm Tống Kim Lân muốn làm tròn di nguyện của Lâm Tông, cho nên nếu có vai diễn trong phần tiếp theo này tuyệt đối là có thể tạo được làn sóng mới, dù sao đây cũng là cơ hội khó có được. Sau khi Tống Kim Lân tuyên bố tin tức ngắn ngủi trong vòng mười mấy tiếng, các công ty kinh doanh đều đã bắt đầu hành động, nhưng tốc độ của người nào cũng không nhanh bằng Diệp Bạch. Diệp Oản Oản lạnh nhạt mở miệng nói, trừ Lạc Thần ra không thể là ai khác. Trừ Hồng Quang nghe vậy cười to, được, tôi đây liền chờ tin tức tốt của cậu. Diệp Bạch này nha thật sự là có chút tà tính, ban đầu ai cũng không cần, khăng khăng cố ý lựa chọn Lạc Thần, lại vừa vặn tại cái thời điểm này để cho Lạc Thần tái xuất. Chẳng lẽ cậu ta còn có thể tiên đoán được chuyện tương lai sao, cậu ta có thể dự đoán được Tống Kim Lân gần đây sẽ quay Kinh Long 2. Bất quá, vô luận cậu ta làm sao làm được, đều không phải là chuyện mà ông cần quan tâm để ý, chỉ cần cậu ta có thể kiềm chế Chu Văn Bân là được rồi, những chuyện khác ông không cần biết. Sau khi rời khỏi Hoàn Cầu, Diệp Oản Oản không có đi về Quang Diệu mà là trở về Cẩm Viên. Dù sao hôm nay là một ngày phi thường tốt. Bên ngoài tất cả mọi người đều đang điên cuồng hỏi thăm người phía sau màn của Lạc Thần là ai, thần toán tử trong truyền thuyết người đại diện Diệp đang ngồi xổm ở nhà, hết sức chuyên chú mà coi máy vi tính, chuẩn bị kiểm tra thành tích thi vào đại học của mình. Thầy Tư, thời điểm kiểm tra thành quả dạy học của anh đến rồi nha. Diệp Oản Oản đem máy vi tính ôm vào trong lòng, khẩn trương xoa xoa tay. Khác với Diệp Oản Oản đang khẩn trương kích động, Tư Dạ Hàn chỉ ngồi trên ghế salon đối diện với cô. Phong đạm khinh vân mà nhấp một ngụm trà. Thời gian đã đến, sau nhiều lần hít sâu, Diệp Oản Oản rốt cuộc cũng đăng nhập trang web, nhập vào dãy số báo danh dự thi của chính mình. Ngón tay thả ở trên phím Enter, dừng lại một giây, sau đó, dùng sức ấn xuống. Ngữ văn 142 điểm, tiếng Anh 148 điểm,
Văn Tống 283 điểm, số học 150 điểm. CMN. Cho dù cô đã có đánh giá mình khá là cao siêu nhưng khi nhìn thấy số điểm này Diệp Oản Oản vẫn kích động đến mức trực tiếp nhảy cỡn lên. Nhất là lúc nhìn thấy thành tích số học của mình. Với tổng điểm này đã đủ để cho cô tham gia học tại Đế Đô Truyền Thông rồi. Chương 320, vuốt lông thường ngày là không thiếu được. Diệp Oản Oản để máy tính đang khởi động qua một bên, chạy lạch bạch hướng phía Tư Dạ Hàn nhào tới, a a a. Thầy Tư à, em yêu anh chết đi được, số học của em thi mắc điểm đấy, lại là mắc điểm, thầy Triệu Châu phỏng chừng sẽ kích động đến khóc mất, học phí học với thầy Tư quả nhiên là hàng tốt giá lại rẻ, hiệu quả lại tốt không có gạt người a. Ai, tại sao anh không có chút nào kinh ngạc vậy, có phải là trước thời hạn len lén kiểm tra thành tích của em rồi hay không a? Em cho là có cần thiết không? Tư Dạ Hàn kéo tay ra, nhìn cô một cái, trên mặt đầy vẻ, bản tôn dạy dỗ thành tích còn cần tra sao? Đại khái bị tâm tình vui vẻ của cô lây lan, thần sắc của Tư Dạ Hàn dường như so với ngày thường nhu hòa hơn mấy phần. Diệp Oản Oản liên tục phụ họa nói, dạ dạ dạ. Không cần, cũng không nhìn một chút là ai dạy dỗ. Nhìn thành tích xong, tâm tình Diệp Oản Oản tốt đến mức đều không cách nào bình tĩnh lại được. Thật sự là quá vui vẻ. Từ khi trọng sinh tới nay, lần đầu tiên cô vui vẻ như vậy. Công tác đã đi cả quỹ đạo rồi, nhà ở đã vào tay cô rồi, điểm số thi được đủ để đem cô vào học được trường mà cô muốn rồi. Cô rốt cuộc có thể trở về nhà rồi, mấy bữa nữa chính là thọ yến của ông nội, nhân dịp cơ hội này cô nên trở về nhà một chuyến. Cô không chỉ cùng cha mẹ xích mích, mà quan hệ cùng ông nội cũng tệ hại đến cực hạn, kiếp trước cô trực tiếp lấy một thân tạo hình kỳ lạ xấu xí trình diện, làm cho tất cả mọi người lấy Diệp Gia Gia làm trò cười, đem lão gia tử tức giận gần chết. Hơn nữa, kiếp trước trên thọ yến của ông nội, Cố Việt Trạch công khai cùng cô giải trừ hôn ước, hơn nữa còn ở tại chỗ tuyên bố tin tức mình cùng Diệp Y Y sắp đính hôn. Tại Diệp Y Y ngoài sáng trong tối cố ý kích thích làm cô mất khống chế đại náo một trận, không chỉ để cho cha mẹ mình mất hết mặt mũi, còn đắc tội hoàn toàn với ông nội cũng đem danh tiếng của mình hoàn toàn bị bôi đen. Thảm hại hơn là khi đó cô vì lợi dụng lần thọ yến này để có thể thấy mặt của Cố Việt Trạch, cho nên cô phải giả trang nhu thuận hơn nửa tháng mới được cho phép ra khỏi cửa, nhưng sau khi giở trò nháo loạn đó cô lại bị Tư Dạ Hàn ngược đến mức không còn muốn sống nữa. Đời này, cô tuyệt đối sẽ không cho phép những người đó ngay trước mặt mọi người khi dễ cha mẹ cô cũng sẽ không đem ông nội bà nội đẩy ra xa, càng không để cho Cố Việt Trạch vừa lòng. Lần này nếu không đùa chơi chết Cố Việt Trạch cặn bã nam đó, cô liền không phải người họ Diệp. Cô còn có thể lợi dụng cơ hội lần này làm cho Tư Dạ Hàn hoàn toàn tin tưởng cô. Ngay cả em loại học sinh không biết chữ nào rốt đặc cán mai lại có thể trở thành học bá như thế này, thầy Tư quả thực là điểm thạch thành kim bút, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, khổ cực a, học sinh bóp bóp vai cho anh nha tương đương, Diệp Oản Oản hôm nay so với mọi ngày càng nịnh hót hơn. Mặc dù đời này cô đã đạt được chút ít tự do, có thể trực tiếp đi thọ yến rồi nhưng kiểu vuốt lông thường ngày là không thể thiếu được nha. Tư Dạ Hàn cảm thụ bàn tay nhỏ bé mềm mại trên vai mình, liếc cô một cái, đáy mắt không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, giống như không chút nào phát hiện ra ý đồ của cô. Đêm khuya, Hứa Dịch đứng ở trước người ông chủ nhà mình vẻ mặt rất là rối rắm. Liên hệ sao rồi, gương mặt băng sơn trong trẻo lạnh lùng của Tư Dạ Hàn nhìn hoàn toàn không có tình cảm loài người mở miệng hỏi. Hứa Dịch lập tức đáp lời, vâng, Mai đại sư bên kia đã xác định, đến lúc đó sẽ lấy danh nghĩa của Oản Oản tiểu thư để đi đến chúc thọ cho gia chủ nhà họ Diệp Diệp Hồng Duy. Giọng nói của Hứa Dịch nhìn như lãnh đạm bình tĩnh nhưng trong thực tế tâm đã muốn nôn ói hết toàn bộ những thứ mới ăn xong hôm nay. Người nào đã nói không cho Diệp Oản Oản rời khỏi Cẩm Viên nửa bước, là người nào nói cấm chỉ Diệp Oản Oản cùng người nhà qua lại đây. Từng cái nguyên tắc một bị phá vỡ thì coi như xong đi anh ta có thể bỏ qua. Nhưng hiện tại thì sao, ông chủ của anh ta thậm chí còn lén lút điều người khác đến làm chỗ dựa chống lưng cho Oản Oản nữa, đây là loại nào loạn kiểu gì nha ông chủ? Chẳng lẽ là bởi vì đến lúc đó trên thọ yến Cố Việt Trạch khẳng định cũng sẽ đến cho nên muốn ở trước mặt tình địch lấy lại danh dự sao? Mai Cảnh Châu là quốc họa tông sư quốc tế chứ danh, là người cực kỳ thanh cao, toàn bộ đế đô ngoại trừ ông chủ nhà anh ta ra sợ rằng cũng không có người nào có thể mời được. Ha ha! Loại yến hội cấp bậc này lại mời nhân vật cấp bậc quốc bảo như vậy đi chống đỡ, cũng không sợ đem phá hủy toàn bộ bữa tiệc sao. Tính toán kỹ lại một chút, chỉ cần Diệp Oản Oản lần này nhìn thấy Cố Việt Trạch đừng có làm rộn hay xảy ra chuyện gì thì coi như phá hủy toàn bộ bữa tiệc cũng không có vấn đề gì lớn cả.
Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 320.